Trước kia Vương Đào cảm thấy gọi Tào Hổ là Hồ ca cực kỳ có phong phạm đại ca giang hồ, cảm thấy nghe như vậy rất có uy thế. Nhưng không ngờ chuyến đó vỗ mông ngựa lại mó vào nhầm rái ngựa, Tào Hổ tự cho mình cao hơn người một bậc, ở trường học chẳng thèm nhìn thẳng vào người khác, làm sao hài lòng với kiểu xưng hô hắn cho là, đầu đường xó chó, đó được. Nhưng trước khi nghĩ ra được cách xưng hô khác làm nổi bật thân phận khí chất của mình, đành miễn cưỡng chấp nhận cách xưng hô Tào ca. Trước đó chỉ định trêu đùa nó cho vui, không ngờ cô em này rất thú vị, rất có cá tính, lần này xem ra không dùng độc chiêu sát thủ là không được rồi. Lâu như vậy mà không tán đổ được một đứa con gái bình thường, Tào Hổ cảm thấy rất mất mặt với đám đàn em, lần này dẫn Vương Đào, Giang Đào cùng hai tên khác tìm Trần Ninh là để lấy lại thể diện. Hắn đã chuẩn bị một kế hoạch tự cho là không cô gái nào không động lòng. Hôm nay Trần Ninh ở trong phòng ký túc xá một mình, bạn bè đã đi chơi hết, cô vừa ra ngoài nhìn thấy Tào Hổ mặt vênh vênh đắc ý, bên cạnh là mấy tên đàn em hô hào biết ngay lần này phiền toái rồi. Trần Ninh mặc dù không có kinh nghiệm xã hội nhưng rất thông minh lanh lợi, chỉ là nhìn thấy đám Tào Hổ đã giàn quân chặn ở cửa, có tránh cũng không tránh được nữa, trong lòng oán trách Vu Trúc đúng hôm nay lại bỏ đi chơi. Tào Hổ mặc đồ tây thẳng tắp, tay cầm một bó hoa hồng đỏ rực, đứng bên chiếc Mercedes Z3 bắt mắt xoay ngang chắn trước cửa ký túc xá nữ, xung quanh đứng còn có mấy tên hò reo hỗ trợ, chẳng biết là bạn học hay người hầu, chẳng biết đi tán gái hay đi chặn đường đòi nợ. Trần Ninh nhìn Tào Hổ tưởng mình phòng lưu tiêu sái lắm, bình tĩnh cười tủm tỉm, cậu năm thứ mấy rồi? Nụ cười Tào Hổ cứng lại trên môi, năm thứ nhất. Trần Ninh lên giọng đàn chị, năm thứ nhất, vừa mới vào trường đừng có chỉ biết đi tán tỉnh con gái. Mau về mà học cho tốt đi. Em xem, tôi dẫn cả huynh đệ của mình tới chứng kiến, nếu em cự tuyệt, tôi không xuống nước được. Tào Hổ mặt vẫn tươi cười, nhưng giọng điệu có chút vẻ uy hiếp. Chương 1390, đến chỗ anh nhé. Đám đông thấy có chuyện náo nhiệt liền bắt đầu vây quanh. À, có người bày tỏ với Hoa Khôi trường ta kìa, thằng đó là ai thế? Mấy tên đi theo kia là ai, định tỏ tình hay là đi đánh nhau, trông như lưu manh vậy. Bên cạnh có người thì thầm với bạn, bày ra thế trận như vậy, thằng đó hẳn không phải con nhà bình thường. Cậu nhận ra Hoa Khôi mà không nhận ra thằng đó à, trong mắt cậu chỉ có mỹ nữ thôi chứ gì. Với loại người lỗ mũi hết cao hơn chán kia tôi không hứng thú muốn biết, chuyện này chẳng liên quan gì tới nam hay nữ. Cậu nói đúng rồi, thằng đó tên là Tào Hổ, ở trong trường cực kỳ vênh váo, nghe nói là tân sinh viên, vậy mà đã đi tán tỉnh sư tỷ năm thứ ba. Bị người ta từ chối còn cứ lằng nhằng đeo bám mãi. Hiện giờ xem ra sư tỷ đó là Hoa Khôi Trần Ninh của chúng ta rồi. Cái gì, bị từ chối rồi còn dây dưa mãi, thằng đó khác gì lưu manh bên ngoài. Anh chàng này khá có nhiệt huyết, chắc đa phần thầm thương trộm nhớ Hoa Khôi, không được, tôi phải tới đó, nếu không lề thói trong trường hỏng hết. Người anh em đừng kích động, nói thật, tôi thấy loại người này cũng chỉ muốn đấm cho vài cái, để nó biết chút đạo lý làm người. Nhưng nghe nói không phải chỉ nhà nó ở Bắc Kinh địa vị rất cao, ngay ở Đông Hải, ở kiến nghiệp cũng có chút thế lực, hình như là người thân vị quan lớn gì đó. Nếu không thì nó là tân sinh viên, dựa vào cái gì vênh váo hơn cả đại ca năm thứ ba thứ tư. Anh bạn là người rất hiện thực. Cho dù hắn có thế lực, có chỗ dựa cũng không thể muốn làm gì thì làm trong trường. Anh chàng nhiệt huyết vẫn muốn xen vào chuyện này. Người anh em, nghe tôi nói một câu đi, chuyện của loại người ấy chúng ta không quản vào được đâu. Cậu cũng nghĩ cho mình một chút, chọc vào nó sau này hậu họa vô cùng. Cậu vất vả học đại học vài năm rồi, chẳng lẽ cuối cùng để tương lai hủy trong tay loại người này, không đáng đâu. Anh bạn hiện thực lý trí khuyên. Chẳng lẽ mặc hắn dẫn người vác xe chặn đường con gái nhà người ta như thế mà không ai nói gì, trường học mặc kệ à. Mặc dù nhiệt huyết bị gáo nước lạnh hiện thực dập tắt, nhưng anh chàng từng nhiệt huyết vẫn rất bất bình. Trường thì làm được gì? Nếu hỏi ra thì người ta trả lời tôi có làm gì đâu, lại chẳng động tay động chân, chỉ bày tỏ tình cảm, chẳng lẽ không được. Anh bạn hiện thực khá hiểu lọa người này, chỉ là ít nhiều ngứa mắt, lại thêm vào một câu, trường học không quản, thế nào cũng có người đứng ra. Chỉ là nói lời này tới cả chính bản thân cũng chẳng thuyết phục được. Bản thân anh không dám, nhưng lại hy vọng người khác ra mặt, người ta đâu phải là đồ ngốc. Tôi cũng nghĩ thế, hẳn là có người quản, anh chàng từng nhiệt huyết tin là thật. Trong lòng chờ đợi có người ra mặt, nhưng thời khắc này lại quên mất bản thân đã thành một người coi náo nhiệt, nhiệt huyết bị mài mòn. Hôm nay cũng là ngày trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết dài, mặc dù chẳng mấy khi đến trường, dù bị liệt vào hạng cá biệt hết hy vọng cải tạo, sao cũng phải tới báo danh tránh thôi Úc Mạn gặp được lại căn nhằn.
cho nên buổi chiều qua trường báo danh xong, Trương Khắc đi tới ngõ học phủ, đi qua thư viện, tới ký túc xá nữ, những nơi ghi dấu kỷ niệm giữa y và Trần Phi Dung, bóng bay trên lưới sắt đã lâu rồi không có ai thay, chữ viết trên đó loang lổ, như nhắc nhở Trương Khắc cô gái ấy không còn ở đây nữa. Trương Khắc ngồi dựa vào lưới sắt, ngẩng đầu nhìn những quả bóng bay, hồi tưởng lại ký ức ngọt ngào của hai người trong những năm qua, dần dần có chút thất thần. Không biết qua bao lâu có tiếng ồn ào đánh thức Trương Khắc, đưa mắt lên nhìn, phát hiện mặt lưới sắt đối diện với ký túc xá treo đầy đèn lồng, có mấy người đứng xoay lưng về phía y. Trương Khắc mỉm cười, tán thưởng chàng trai dũng cảm đó, có điều loại chuyện này đang càng ngày càng cách xa y. Trương Khắc đứng dậy, định rời đi từ cửa bên, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào Trương Khắc quay đầu lại nhìn, phát hiện đèn lồng không ngờ lại ghép thành chữ Trần Ninh. Nhìn kỹ lại lần nữa, Trương Khắc càng cảm thấy buồn nôn từng chập, tên mà mình vừa tán thưởng không ngờ lại là Tào Hổ, liền đi tới phía đó. Mấy tên khốn kiếp ở phía dưới thi thoảng lại đồng thanh hô tên Trần Ninh, một lúc sau chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở cửa, dung nhan thanh lệ trông như chiếc đèn lồng đẹp nhất trong đêm, xung quanh dần yên tĩnh lại, Trần Ninh nhìn thế trận ở phía cửa, đi về hướng Tào Hổ. Tào Hổ đi tới phía trước, tay ôm bó hoa, tay đặt lên ngực, hơi cúi mình xuống, hữu đăng vô nguyệt bất ngu nhân, hữu nguyệt vô đăng bất toán xuân. Xuân đáo nhân gian nhân tự ngọc, đăng thiêu nguyệt hạ nguyệt như ngân. Hôm nay là nguyên tiêu, không biết anh có được vinh hạnh mời em đi thưởng trăng ngắm đèn lồng không? Trương Khắc tới nơi vừa vặn nghe được đoạn đối thoại giữa Trần Ninh và Tào Hổ cùng hai anh chàng nhiệt huyết và hiện thực không nhịn được cười, thấy Tào Hổ đứng đờ ra đó, lo hắn hận Trần Ninh, cố ý cười cười lớn hơn một chút, đi tới trước mặt Tào Hổ, không sai, chú em sinh viên mới nên chăm chỉ học tập vào, còn chuyện bồi tiếp sư tỷ thưởng trăng ngắm đèn lồng thì giao cho sư huynh đi. Thấy Trần Ninh vờ nghiêm mặt lại với mình, Trương Khắc nháy mắt với cô, em muốn tự ôn tập phải không, anh chiếm chỗ ngồi 205 cho em. Rồi kệ Trần Ninh kinh ngạc, Trương Khắc cầm lấy túi sách của Trần Ninh đi xuyên qua đám đông, Tào Hổ muốn đuổi theo, nhưng bị Phó Tuấn và hai vệ sĩ chặn lại đằng sau. Sao anh biết em ngồi ở vị trí 205 ôn bài? Trần Ninh lấy làm lạ hỏi, tựa hồ chuyện Tào Hổ bày tỏ vừa rồi với cô hoàn toàn chẳng đáng nhắc tới. Trương Khắc nhìn sâu vào mắt Trần Ninh, trong lòng có muôn vàn lời không nói ra được, lảng đi, vẫn còn là Tết, em định đi tự ôn tập thật đấy à? Đúng vậy, bạn trong phòng đều đi chơi với bạn trai rồi, cái đám người này lại ồn ào làm em không sao ở lại trong phòng được. Trần Ninh cong môi lên oán giận nói, ngay cả tên ngốc phu trúc cũng tới CLB cờ vây ngắm đèn lồng rồi. Trương Khắc đưa tay ra, anh năm thứ tư rồi, không biết có thể mời em đi ngắm đèn lồng không? Trần Ninh phì cười, rồi chống nạnh làm vẻ đanh đá, năm thứ tư, sao không đi tìm việc đi? Việc à, anh tìm được rồi. Trương Khắc hết sức nghiêm túc đáp. Thôi được, em đi với anh, nhưng anh không định đưa em đi xem đèn lồng như cái tên kia thật đấy chứ, xem bao nhiêu năm rồi, chẳng còn gì mới mẻ cả. Trần Ninh đưa ra một vấn đề khó. Tất nhiên không làm khó được Trương Khắc, y đề nghị, nếu thế chúng ta đi thả đèn khổng minh đi. Mọi thứ vẫn giống như kiếp trước, cũng đúng trong ngày này anh đưa em đi thả đèn khổng minh, thầm tự ước nguyện, nhưng ước nguyện của anh đã tan tành rồi, không biết ước nguyện của em có được như ý không? Trương Khắc nhìn Trần Ninh, ký ức quá khứ chớp mắt đó trở nên sống động, dần dần hòa nhập vào Trần Ninh hiện tại. Trần Ninh gật đầu, hay quá, anh biết mua đèn khổng minh ở đâu à? Trương Khắc lắc đầu, tự mình làm được không? Trần Ninh mắt long lanh, gật mạnh đầu. Trương Khắc gọi điện cho Phó Tuấn, hỏi rõ bên phía kia không có vấn đề gì, bảo hắn chuẩn bị ít vật liệu mang tới chung cư thanh niên đợi mình, quay đầu lại hỏi Trần Ninh, đến chỗ anh ở để làm nhé. Chương 1391, tên đó là ai? Trần Ninh mím môi do dự, Trương Khắc vén áo jacket lên vẫy vẫy trước mặt Trần Ninh, em xem đi, đằng sau không có đuôi sói xám đâu. Trần Ninh phì cười, vỗ vai Trương Khắc, đi thôi nào. Tới chung cư thanh niên, đưa cho Trương Khắc ít vật liệu, nói, tôi sai người mua giấy rồi, một lát nữa sẽ đưa tới cho cậu. Liếc mắt nhìn Trần Ninh, không nói thêm điều gì. Trương Khắc thầm thở dài, có nhiều chuyện khác xa kiếp trước rồi. Vào chung cư, Trương Khắc hỏi, em có muốn tham quan một chút không? Trần Ninh sớm đã được nghe đồn về khu vườn trên không của Trương Khắc rồi, gật đầu, cho dù được nghe kể trước, Trần Ninh vẫn thốt lên kinh ngạc không ngớt, tuy vẫn trong mùa đông giá lạnh. Nhưng lọt vào tầm mắt là một màu xanh tươi mát, không hề nhận ra có chút tiêu điều nào của mùa đông. Trần Ninh đi qua chòi nghỉ, bước trên con đường nhỏ quanh co trải đá cuội trắng, ngẩng đầu lên nhìn qua thác nước nhỏ, đằng xa là đường nét lờ mờ của Yến Quy Sơn với ánh đèn lấm chấm,
reo lên, không ngờ ngắm đèn ở đây lại mang một tình thú khác hẳn. Trương Khắc ngồi xuống chòi nghỉ, vậy lát nữa chúng ta thả đèn ở đây nhé. Trần Ninh chạy vào chòi nghỉ, Trương Khắc chỉ dần cho cô giúp mình dùng dây đồng làm đáy đèn khổng minh, đợi kết xong đáy đèn thứ nhất thì Phó Tuấn đã mang giấy tới, cả hai hào hứng cắt giấy rèn đèn, làm một cái đèn khổng minh thật lớn. Có kinh nghiệm lần đầu, Trần Ninh bắt đầu tự làm, đợi cô làm xong chiếc đèn của mình, Trương Khắc đã làm xong hai cái, Trần Ninh cười, vừa khéo mỗi người hai nguyện vọng. Trương Khắc dẫn Trần Ninh đi tới bên ao nước, đốt nến giữa đáy đèn, nắm lấy sợi dây, nhìn Trần Ninh, em chuẩn bị ước xong chưa? Sắp bay rồi đấy. Trần Ninh gật đầu, đèn khổng minh chậm chậm bay lên, Trần Ninh chắp tay lại nhìn theo chiếc đèn, lòng thầm cầu nguyện, vẻ mặt trông vô cùng chăm chú, đợi bốn chiếc đèn thả hết, cô mới thở dài, tiếc quá, chỉ được hai nguyện vọng. Không sao, Trương Khắc thấy lúc này Trần Ninh hơi trẻ con, chúng ta làm thêm hai cái nữa. Trần Ninh lắc đầu, em không muốn quá tham lam, chỉ cần ông trời thỏa mãn hai tâm nguyện của em là được rồi. Tào ca, sao lại đi như thế? Tên đó rốt cuộc có lai lịch thế nào? Giang Đào theo ở sau lưng Tào Hổ, hết sức khó hiểu vì sao vừa rồi tên kia chỉ đi ra nói vài câu, vị lão đại quen ngông nghênh của mình như biến thành một con người khác, không nói gì dẫn bọn chúng bỏ đi. Hành vi khác thường của Tào Hổ làm Giang Đào nghĩ mãi không hiểu, cho nên không ngừng truy hỏi. Câm mồm, mày thì biết cái gì? Giang Đào hỏi mấy lần liền làm Tào Hổ điên tiết quay đầu lại quát, nhưng không muốn nói cho Giang Đào biết nguyên nhân đằng sau. Tào Hổ đúng là kiêu ngạo, vì hắn có vốn để kiêu ngạo, nhưng kiêu ngạo không có nghĩa là hắn không hiểu rõ tình thế, là tên ngốc không biết suy nghĩ. Ngược lại Tào Hổ từ nhỏ được hoàn cảnh gia đình hun đúc, cho nên sớm hiểu được một số chuyện đấu tranh chính trị và thương trường, từ chỗ cha mẹ và tân thích, hắn sớm hiểu một mặt khác của xã hội. Cho nên có lần Tào Hổ làm như vờ vô tình hỏi bí thư thành ủy kiến nghiệp khóa sau là ai, để Tiết Minh Lâu sau này không dám xem thường hắn. Tào Hổ kiêu ngạo trừ bối cảnh gia đình ra, hắn có nhãn quang và tư tưởng trưởng thành sớm hơn đám bạn cùng tuổi, vì thế hắn xem thường đám bạn ngu xuẩn ấu trĩ. Khi người kia đứng ra lên tiếng giải vây cho Trần Ninh, Tào Hổ lập tức nhớ ra mình đã nhìn thấy khuôn mặt đó rồi, biết y chính là Trương Khắc. Tên Trương Khắc này hẳn cũng nhận ra mình, khi đó ở nhà bác Giang. Mình và y còn đối mắt với nhau mấy lần, chắc chắn hắn phải biết là ai, cho dù khi đó không biết thì hiện giờ cũng phải biết rồi. Dù khi đó y không biết thì hiện giờ phải biết phần nào rồi, dù sao cậu mình làm bí thư thành ủy kiến nghiệp, trong cơ quan chính phủ có ai không muốn leo lên trên, muốn thân cận với cậu mình, làm sao không biết cậu mình có đứa cháu ngoại học ở Đợi Ết Đông Hải. Tên này hôm đó nhiệt tình mang tài liệu tới cho bác Giang, chẳng lẽ còn có thể ngoại lệ. Nhưng không phải y làm chân chạy vặt cho chính phủ sao? Thế nào lại xuất hiện ở trong trường? Y biết thân phận bối cảnh của mình rồi, vì sao dám nói chuyện với mình như thế? Đám người đi theo kia hẳn là vệ sĩ, có lẽ thân phận y cũng không tầm thường. Hắn cũng loáng thoáng nghe nói trong trường Đợi Ết Đông Hải có một tên hoàn khố ngông nghênh không kém ở mấy khóa trước tên Trương Khắc, chỉ là loại công tử địa phương này hắn chẳng coi vào mắt, nên chẳng quan tâm, tới hôm nay mới kết hợp lại, chẳng lẽ hai tên Trương Khắc đó là một? Tào Hổ đầy một bụng nghi vấn, lại hơi hiểu đời có chút tính toán, thấy đám người Phó Tuấn đi lên chặn lại, hắn nhận ra ngay có điều bất thường, liền thu lại sự càn quấy vốn có, dẫn đám đàn em bỏ đi. Tên đường về Tào Hổ mấy lần muốn lấy di động muốn hỏi cậu xem tên Trương Khắc kia rốt cuộc là ai. Nhưng nghĩ kể chuyện này với mình mà nói chẳng có gì vẻ vang cả, nghĩ một hồi liền bấm số của Giang Nghi. Hôm nay Trương Khắc phải tới Hải Châu tham gia nghi thức khởi công hạng mục bột giấy. Nên dậy từ rất sớm, tính lên xe ngủ bù không ngờ bị Đỗ Phi phá rối. Trương Khắc, mày dậy chưa đấy? Không đợi trả lời, Đỗ Phi đã hâm mộ nói, nghe đồn mày tán được Hoa Khôi mới rồi. Trương Khắc ngái ngủ bực mình nói, mày ở tận nhà mà cũng biết chuyện này nữa à, nghe đâu ra đấy? Tất nhiên là đám học bân kể cho tao rồi, Khắc thiếu gia vừa ra tay, lập tức xử lý được nha nội cấp phó quốc, đưa Mỹ nhân đi. Chuyện oanh động như vậy cơ mà. Có tới ba người gọi điện cho tao kể chuyện này, nghe nói tới khi ký túc xá sắp tắt đèn mới đưa người ta về hả? Giọng của Đỗ Phi rất bị ổi. Nghe Đỗ Phi nói thế, Trương Khắc có chút lo cho Trần Ninh, nhớ ra một người, mày thân với La Tuyển không? Sao, thấy Hoa Khôi khó nuốt quá định chuyển mục tiêu à? Cút, Trương Khắc bị Đỗ Phi làm tức xì khói, tao nhớ bọn họ là bạn học, định nhờ La Tuyển giúp tao chiếu cố cho cô ấy, tao lo Tào Hổ có thể làm chuyện gì đó. Hôm qua Trương Khắc đã dặn Phó Tuấn phái hai vệ sĩ ngầm bảo vệ Trần Ninh, từ sau sự kiện Hồ Kim Tinh,
y càng chú ý an toàn cho những người thân cận, còn muốn lập một đội vệ sĩ nữ càng tốt, có điều nếu có người thân cận ở bên cạnh sẽ tốt hơn một chút. La Tuyền là bạn cùng lớp với Trương Khác và Đỗ Phi, nhưng chưa tốt nghiệp, thì lại một năm, kiếp trước có tình cảm với Trương Khác, trong chiều mưa thi tốt nghiệp Trương Khác còn đưa La Tuyền về nhà và đưa cho cô một tấm danh thiếp. Đỗ Phi luôn giữ liên hệ mật thiết với bạn học cũ, nhất là bạn học vào được đợi ít Đông Hải. Mày nghiêm túc rồi à? Đỗ Phi không đùa nữa, được, tao sẽ bảo với La Tuyền một tiếng, có điều mày không muốn gặp cô ấy à? Năm xưa mày có ý với người ta mà. Trương Khác cúp máy luôn, không nghe Đỗ Phi trêu chọc nữa. Cẩm Hồ lần này dự toán đầu tư vào hạng mục bột giấy ở Hải Châu gần 10 tỷ, được coi là khoản đầu tư đơn lẻ vào lĩnh vực lớn nhất từ trước tới nay. Không chỉ các nhân vật vai vế liên quan của tỉnh thành tham gia nghi thức khởi công này, ngay cả TW cũng phái hai lãnh đạo cấp bộ tới, Tống Bồi Minh mặt mày hưng phấn, không ngừng chạy qua chạy lại nghênh đón các lãnh đạo tỉnh và TW mà chẳng cảm thấy mệt chút nào, hôm nay là ngày vẻ vang nhất từ khi lên làm bí thư thành ủy đến nay. Trương Khác đứng cạnh Tương Vi, giống như người bàng quan, thấy Tống Bồi Minh bận rộn chào hỏi lãnh đạo, tự như vô ý hỏi, sao quầng mắt bí thư Tống lại thâm thế kia, tôi đoán chắc đêm qua không ngủ. Chị Tương nghĩ sao? Chương 1392, tại buổi lễ khởi công. Tương Vi mặt đỏ bừng, thầm phì một cái, vờ như không nghe thấy gì, không thèm đáp câu hỏi không có ý tốt đẹp của y. Trên lễ đài phía Cẩm Hồ có Tống Chí Hữu, Chu Du và Chu Phục, bên phía chính phủ ngoại trừ hai vị lãnh đạo TW, Lý Viễn Hồ và Giang Mẫn Chi không tham gia, nhưng sự xuất hiện của Tiết Minh Lâu đáng để người ta suy nghĩ. Bắt gặp ánh mắt của Lục Văn Phu, Trương Khác biết ông ta có lời muốn giao lưu với mình. Nghi lễ khởi công long trọng mà đơn giản, Tống Chí Hữu đại diện cho Cẩm Hồ lên phát biểu, lại mời các vị lãnh đạo lần lượt lên nói chuyện, rồi các vị lãnh đạo lớn nhỏ cầm sảnh xúc đất tượng trưng, cuối cùng chụp ảnh lưu niệm, trừ bữa tiệc cảm ơn buổi tối, nghi thức coi như đã kết thúc. Sau bữa tiệc Trương Khác và Lục Văn Phu tới một phòng nghỉ nhỏ trò chuyện riêng. Tỉnh trưởng Giang rất quan tâm tới hạng mục LCD của Cẩm Hồ. Mấy ngày trước họp phân công lại công tác chính phủ, giao cho tôi phụ trách liên hệ với Cẩm Hồ ở hạng mục này. Lục Văn Phu nói ra chuyện muốn bàn với Trương Khác. Xem ra một vài chuyện ảnh hưởng không tốt lại không làm tỉnh trưởng Giang có thêm thành kiến với Cẩm Hồ. Hôm nay nhìn thấy Tiết Minh Lâu xuất hiện ở buổi lễ, Trương Khác đã đoán ra thái độ của Giang Mẫn Chi với Cẩm Hồ đã có chuyển biến, mặc dù đây mới chỉ là bắt đầu, nhưng với thái độ cứng rắn nhất quán của Giang Mẫn Chi ở bộ ủy TW, đây đã là chuyện hiếm có rồi. Cẩm Hồ cũng cần có biểu hiện phối hợp, hòa hoãn quan hệ đôi bên, nhưng cũng cần có hành động đáp trả đúng mực nếu không có kẻ nghĩ mình làm quan, nhận sai, là, dân đen, phải tạ ơn trời đất thì nhầm rồi, có điều thời cơ chưa tới, chưa cần gấp. Ngoài ra trên đường tới đây Tiết Minh Lâu còn khéo léo chuyển đạt ý tứ của Giang Mẫn Chi, hạng mục LCD bất kể cuối cùng đặt ở thành phố nào đó tại Đông Hải, chính phủ tỉnh cũng sẽ ủng hộ. Lời này nếu là người khác nói ra. Tôi sẽ trả lời là cảm ơn tỉnh chính phủ luôn ủng hộ Cẩm Hồ nhất định toàn tâm toàn ý dốc hết sức mình cống hiến cho tỉnh Đông Hải. Còn chú Lục nói ra, tôi nói thật, chuyện này nội bộ Cẩm Hồ chưa có quyết định cuối cùng, hiện giờ khó trả lời được. Trương Khác đương nhiên hiểu ý tứ ông ta, nhưng chuyện này là quân bài tủ của Cẩm Hồ, phải tung ra đúng lúc mới đạt hiệu quả lớn nhất. Lục Văn Phu cười ha hả, ông ta đương nhiên không hy vọng Trương Khác tiết lộ gì, nói xong chính sự liền bắt đầu tán gẫu chuyện thường nhật. Thiên Hữu năm nay tốt nghiệp xong có tính toán gì, cùng Thẩm Tiêu học nghiên cứu sinh, hay chuẩn bị ra đi làm. Mặc dù Trương Khác và Lục Thiên Hữu là bạn cùng lớp, nhưng với thân phận của y cùng Lục Văn Phu bàn việc này hết sức tự nhiên. Cái này tôi cũng tùy nó, khả năng là học nghiên cứu sinh lớn hơn một chút, Thẩm Tiêu là cô bé ngoan, tôi định thời gian tới rảnh rỗi rồi tới nhà cô bé, lâu lắm rồi không tới đó uống trà, đúng là hơi thèm. Uống trà chỉ là cái cớ, qua lại với Thẩm gia để xây dựng quan hệ thêm mật thiết mới là thật. Cẩm Hồ đã mời thầy Thẩm tới kiến nghiệp giúp Lâm Nghiệp Tân Quang làm chút việc, vậy là tiện cho hai nhà gặp mặt rồi. Trương Khác mừng thay cho Thẩm Tiêu, cô bé hiền lành tốt bụng chịu khó đó rất xứng đáng có nhiều tốt đẹp. Thẩm Ước là cha Thẩm Tiêu, giáo viên trường trung học Lâm Trường, là sinh viên đỡ ít nông nghiệp được phân phối tới Lâm Trường, chuyên môn phụ trách chuyện trồng rừng, nhưng trong hoàn cảnh lãnh đạo chỉ thích phá rừng không thích trồng rừng. Nên ông có xung đột lãnh đạo Lâm Trường, từ chức đi làm giáo viên, còn mở một quán cờ phi lợi nhuận ở nhà, cuộc sống nghèo khó nhưng được cái nhàn nhã. Trương Khác từ chỗ Thẩm Tiêu biết được những chuyện này, đương nhiên không thể bỏ qua một người như thế, hiện giờ Lâm Nghiệp Tân Quang phải chia người ra phụ trách hạng mục bột giấy, thiếu người có kinh nghiệm chuyên nghiệp,
sau khi Tống Chí Hữu đi, không tính tới giao tình, với kinh nghiệm công tác của Thẩm Ước là nhân tuyển thích hợp. Thế thì tốt rồi, cậu đúng là không bỏ qua cho bất kỳ ai, lão Thẩm đồng ý rồi chứ. Tiếp xúc với Cẩm Hồ lâu như thế, việc tuyển dụng và dùng người của Cẩm Hồ luôn làm Lục Văn Phu bội phục. Trước kia thầy Thẩm có một số ý tưởng ở việc trồng rừng, nhưng không cách nào thực hiện, đành làm giáo viên dạy học, hiện giờ Cẩm Hồ bằng với ông ấy có một cơ hội. Trương Khác đương nhiên nắm chắc chuyện này, cười nói tới dùng người, thực ra tôi muốn lửa cả Thiên Hựu và Thẩm Tiêu tới Lâm Nghiệp Tân Quang, hiện bên đó đang thiếu người nghiêm trọng. Ha ha ha, chuyện này tôi không có ý kiến, chỉ cần hai đứa nó đồng ý là được. Lục Văn Phu cười vui vẻ, Trương Khác có ý tốt, tất nhiên ông ta không từ chối, nhưng đây chỉ là lời khách khí thôi, Thẩm Tiêu thì được, Lục Thiên Hựu tới xí nghiệp của Cẩm Hồ thì có chút vấn đề. Chào tạm biệt Lục Văn Phu, Trương Khác đuổi luôn cả Phó Tuấn về nhà với vợ con, gọi điện cho Hứa Tư, rủ cô tới ngõ Đan Tỉnh ăn khuya. Nếu như cậu muốn tới Bát Cẩm Chân chỉ e là phải thất vọng rồi, cả nhà Phi Dung về quê ăn đám cưới, mai mới về. Hứa Tư cười khúc khích trong điện thoại, giọng nói rõ ràng có ám chỉ gì đó. Thường vào giờ này Bát Cẩm Chân cũng đóng cửa rồi mà, sau các quán ba chắc là có quán ăn khuya mở cửa, em đợi chị đấy. Trương Khác giật mình, có khi nào Hứa Tư đã biết chuyện của mình và Trần Phi Dung ở Hong Kong? Nhưng mà tôi lấy cớ gì đây? Hiện giờ làm gì còn cái cớ tăng ca nữa? Hứa Tư bắt đầu chuyển đồ dùng công tác sang biệt thự Trấn Hương Lâm của Trương Khác ở Bắc Kinh, cô tới Hải Châu lo nốt các thủ tục, cô biết giờ này tới gặp Trương Khác tất nhiên sẽ có chuyện gì xảy ra, đêm nay sẽ không về nhà được. Ồ, Trương Khác nghĩ hồi lâu cũng không kiếm được cái cờ nào, không khỏi có chút ủ rũ. Cắp điện thoại trước đây, mẹ tôi có chuyện gọi, lát nữa tới quán ba rồi tính. Đầu kia có tiếng mẹ Hứa Tư truyền tới, cô nói đơn giản vài câu rồi cúp điện thoại. Trương Khác đỗ xe ở bãi đỗ bên tòa nhà Phủ Thiên, khi đi qua Bát Cẩm Chân đứng lại nhìn tấm biển số 2 ngõ Đan Tỉnh, cổ kính, cách đó mấy mét có một quán ba, ánh sáng từ cánh cửa kính chiếu lên phiến đá xanh chỉ có ngõ Đan Tỉnh mới có. Trương Khác khẽ đẩy cửa quán ba, âm nhạc thôn quê vốn bị ngăn cách bởi cánh cửa, tức thì giải phóng ra ngoài. Đi vòng qua tường chắn kiểu Trung Quốc truyền thống, thấy quán ba chỉ có lác đác vài người, gọi một ly Chivas pha đá, nghe tiếng nhạc êm ái, cảm giác vô cùng thích ý. Uống được nửa ly rượu, bóng dáng Hứa Tư xuất hiện ở cửa. Trương Khác định đưa tay vẫy thì Hứa Tư lại quay ra, hình như đang nói chuyện với ai đó, mấy giây sau mới đi vào, mặc dù chỉ 2 tuần chưa gặp, nhìn thấy bóng dáng cô, nhịp tim Trương Khác nhanh dần theo nhịp bước chân của Hứa Tư, ngây ngất nhìn cô đi tới ngồi xuống chiếc ghế cao bên cạnh, cởi chiếc áo khoác đen trên người, đôi mắt đẹp nhìn Trương Khác chan chứa ái tình. Mái tóc đen quấn gọn gàng sau đầu, lộ ra đường nét khuôn mặt hoàn mỹ trang điểm nhẹ nhàng, trông càng thêm lay động lòng người, chiếc áo len cao cổ xám bó sát người, che đi chiếc cổ cao, nhưng nổi bật bầu vú cao ngất no căng, trong ưu nhã phát tán sự dụ hoặc gợi cảm kinh người. Chiếc quần dài cắt may vừa vặn tôn lên cặp chân thon dài, hai bờ mông này nở tròn trịa, thêm chiếc giày bốt màu đỏ, làm toàn thân cô trở nên sinh động. Trương Khác không kìm được đưa tay ra, khẽ vuốt khuôn mặt cô gái y yêu thương vô hạn, vừa rồi có người đưa chị tới à? Chương 1393, cho tôi một đứa con. Ừ, Tiểu Duy đưa tôi tới. Thấy Trương Khác tròn mắt, cười khẽ giải thích, khi nhận điện thoại của cậu bị Tiểu Duy vô tình nghe được, liền bảo đưa tôi tới đây. Trương Khác uống một ngụm rượu, suy nghĩ nguyên nhân Hứa Tư làm như thế. Hứa Tư ở cùng Giang Đại Nhi tại Hong Kong thời gian dài, gặp Trương Khác ở cùng Hứa Tư rất nhiều lần, mặc dù hai người họ ở trước mặt Hứa Duy đều cố gắng giữ khoảng cách, nhưng chẳng khác bưng tai trộm chuông là bao, Hứa Duy lại cực kỳ thông minh, lâu dần từ chi tiết nhỏ đoán ra được giữa chị mình và Trương Khác có quan hệ không tầm thường, có lẽ chiếu cố thể diện của chị mình nên luôn vờ như không biết, hoặc là ngầm chấp nhận quan hệ hai người cho nên hôm nay mới đưa Hứa Tư tới đây. Xem ra đêm nay không cần kiếm cớ gì nữa rồi. Trương Khác không cố lý giải việc làm của Hứa Duy nữa, bất kể thế nào đây cũng là chuyện tốt. Quay về ổ ái tình của hai người ở ngõ Đan Tỉnh, đội Huyền Ương mặc sức để kích động khao khát bùng phát, Trương Khác ấn Hứa Tư vào sau cánh cửa, vội vã cởi y phục của nhau, bốn cánh môi tách ra rồi hợp lại rồi tách ra, hôn nhau cuồng dại. Trương Khác chẳng đợi được tới lúc Hứa Tư cởi hết y phục của mình đã tách chân cô ra tiến vào một cách mạnh mẽ, từ cửa tới phòng khách, từ tầng dưới tới tầng trên, từ phòng tắm ra phòng ngủ, khắp nơi lưu lại dấu vết kịch chiến của hai bọn họ, hai bóng người đang hổn hà hổn hển quấn lấy nhau không rời một khắc. Tới khi vùi dập dưới những ngọn sóng kích thích không biết đợi thứ mấy, Hứa Tư ôm chặt Trương Khác thì thầm,
cho tôi một đứa con đi. Trương Khác nhìn mỹ nhân nhắm nghiền mắt cảm thụ dư vận sau cao trào, cúi xuống hôn lên môi cô, như vậy đương nhiên là quá tốt rồi, em chỉ sợ chị không muốn thôi, có điều sao đột nhiên lại nói tới chuyện này. Hứa Tư khẽ đẩy Trương Khác sang một bên, nằm dựa lên lồng ngực y, từ khi nghe tin cậu kết hôn tôi đã có suy nghĩ này, tôi đã trộm cậu từ cô ấy 6 năm rồi, chỉ cần có đứa con này, tôi nên trả cậu về rồi. Nước mắt long lanh trực từ mắt Hứa Tư rơi ra, tôi là nữ nhân ngốc nghếch, từ sau khi ở Bắc Kinh về tôi mới hiểu ý cậu muốn tôi tới đấy. Trương Khác, tôi không muốn gây thêm rắc rối cho cậu nữa, để tôi đi đi, Trần Tĩnh giúp tôi liên hệ trường thiết kế bên châu Âu, chỉ cần cậu cho tôi một đứa con, tôi sẽ mang nó sang châu Âu. Mỗi lần nhớ cậu tôi sẽ có nó an ủi, tương lai nó lớn lên rồi, cậu nhìn thấy nó cũng sẽ nhớ tới tôi, phải không? Trương Khác hôn khóe mắt Hứa Tư, muốn hút hết đi nước mắt cùng nỗi buồn của cô, chị đúng là nữ nhân ngốc, em sao có thể để chị đi được? Nhớ kỹ, chị không mang tới cho em chút rắc rối nào cả, chị nghĩ xem, nếu không có Cẩm Hồ, thì làm sao chị có rắc rối? Chị đó, cả đời này đừng mơ thoát khỏi tay em là người ích kỷ, em muốn chị mãi mãi là của em. Muốn chị vĩnh viễn ở bên em. Em muốn nhìn chị sinh con cho em, phải sinh cả một đội bóng. Em muốn nhìn chị dần dần già đi, xấu đi, đến lúc không đi lại được nữa, cũng không cho chị rời khỏi em chết rồi tới kiếp sau vẫn sẽ chiếm hữu chị. Hứa Tư nhìn Trương Khác cố ý làm ra vẻ ngang ngược, trong lòng kích động không nói ra lời, vừa nhẹ nhõm vừa vui sướng, cô sao rời Trương Khác được chứ, một khắc cũng không muốn, ôm chặt lấy Trương Khác, vừa gật đầu vừa để cho nước mắt chảy ướt đẫm ngực Trương Khác. Trương Khác ôm Hứa Tư thật chặt, cầm đặt lên đỉnh đầu của cô, vỗ mạnh lên mông, lần sau không được phép suy nghĩ lung tung. Hứa Tư lập tức phản xạ điều kiện che lấy hạ thân của mình, đừng vỗ, cẩn thận chảy ra hết bây giờ. Lời chưa dứt đã thẹn đỏ mặt, chui vào chăn trốn. Trương Khác cười, học ở đâu ra tri thức này thế, có phải chị Vãn tỉnh dậy không? Hứa Tư gật đầu trong chăn, Trương Khác thò tay vào cù nách Hứa Tư, chẳng trách hai hôm đó bọn chị điên như thế. Thương lượng với nhau cùng dụ dỗ em phải không? Hứa Tư cười khúc khích trốn bàn tay Trương Khác, y không chịu buông tha chui vào trong chăn, hôm nay em phải trừng phạt chị tới nơi tới chốn. Hai người chui vào chăn đùa giỡn chọc ghẹo nhau, tới khi chăn rơi xuống đất Trương Khác phát hiện ra cái mông đầy đặn của Hứa Tư nhấp nhổm ngay trước mặt, chẳng phải tư thế 69 kinh điển sao, y không chịu nổi, tóm lấy bờ mông căng tròn, dúi đầu vào đó. Tiếng rên rỉ triền miên lại vang lên khắp căn phòng, trong ánh đèn mờ ảo. Một cơ thể tuyệt mỹ nhấp nhổm liên tục trong tư thế quỳ, hai con thỏ chắn bụ bấm nhảy tưng tưng, mái tóc đen nhánh tung bay trong không khí. Lại qua một phen kích động, trong chiếc chăn nhung ấp áp, Hứa Tư trần truồng nép vào lòng Trương Khác, mặt còn áng hồng sau dư âm, đầu gối lên ngực y, nghe tiếng tim đập dần lắng lại, đột nhiên nhớ ra một chuyện, gần đây tôi cứ thấy Phi Dung là lạ, không biết xảy ra chuyện gì. Chuyện Hồ Kim Tinh, nghĩ tới ảnh hưởng đến Trần Phi Dung, khi đó ở Hong Kong chỉ cực ít người biết. Ngay cả những người thân mật như Hứa Tư, Đường Thanh, Trương Khác tạm thời không cho biết, ít nhất trước khi ảnh hưởng sự kiện này hoàn toàn biết mất không định nói cho các cô biết. Phía bên cảnh sát sau khi tiếp nhận Hồ Kim Tinh, trong tin tức tương quan đưa ra giới truyền thông chỉ trọng điểm nói về tội danh của Hồ Kim Tinh, còn sự kiện bắt giữ hắn chỉ nhắc tới một câu, tội phạm bỏ trốn được người dân nhiệt tình ở Hong Kong giúp đỡ bắt giữ. Vừa rồi ở Hong Kong cô ấy gặp phải Hồ Kim Tinh. Trương Khác nghĩ một lúc rồi đem sự kiện Hồ Kim Tinh kể ra chi tiết, dù sao chuyện này người bên cạnh y rồi sẽ biết, nếu Hứa Tư đã có suy đoán, cũng không nên giấu giếm cô. Chỉ là Trương Khác kể tới lúc mình và Phó Tuấn phá cửa xông vào nhìn thấy Trần Phi Dung đập Hồ Kim Tinh ngất xỉu rồi bản thân cô cũng ngất xỉu, Trương Khác hơi do dự, cho dù biết Hứa Tư cũng như Đường Thanh, ngầm chấp nhận quan hệ nam nữ phức tạp của mình, nhưng y cũng phải tôn trọng cảm thụ của các cô, huống hồ Trần Phi Dung còn là hàng xóm thân thiết của Hứa Tư. May mà không sao, Hứa Tư khẽ vỗ ngực, thấy ánh mắt Trương Khác có vẻ né tránh, lời về sau trở nên ấp úng, kỳ quái hỏi, chẳng lẽ sau khi Phi Dung bị ngất để lại di chứng gì? Cô ấy sau khi ngất đi không lâu liền tỉnh lại, không có di chứng gì, chắc trong lòng có chút hoảng sợ. Trương Khác chuẩn bị hàm hồ ứng phó cho qua. Chỉ thế thôi sao, tôi thấy nó cứ hay vô duyên vô cớ thần người ra, đối diện với người khác còn đỡ, gặp tôi hình như rất ngại ngùng, cảm giác nó muốn tránh mặt tôi. Hứa Tư xoay người nằm úp lên trên Trương Khác, bầu ngực đầy đặn chèn ép ngực y, đôi mắt thấu triệt nhìn thẳng vào mắt Trương Khác, có phải sau đó còn xảy ra chuyện gì không? Trần Phi Dung ở trước mặt mình có hành vi khác thường như thế, Hứa Tư không thể không liên tưởng tới điều gì đó, là người bàng quan,
Hứa Tư Sao chẳng rõ tình ý như có như không giữa Trần Phi Dung và Trương Khác, chỉ là hai bọn họ đều khắc chế không cho nó lộ ra hoặc không cho nó phát triển. Khụ, khụ, thấy che giấu không nổi, Trương Khác ho vài tiếng, thành thực khai báo chuyện xảy ra sau đó ở ảnh loan viên, nhìn đôi mắt Hứa Tư trong bóng tối vẫn mê người như vậy, cười ngượng nghịu, có phải em quá tệ không? Hứa Tư thở dài, chuyện thế này nói gì cũng vô ích, và lại đó là lựa chọn của Trần Phi Dung. Tin chắc không nam nhân nào có thể cưỡng lại trong tình thế như vậy. Đưa tay vuốt má Trương Khác, chỉ là dù sao Phi Dung cũng khác chúng tôi, cậu định nói sao với Đường Thanh? Hứa Tư chỉ e Đường Thanh biết chuyện, chỉ e càng đau đớn càng phức tạp hơn khi biết chuyện Trương Khác với mình hay bất kỳ cô gái nào khác. Chương 1394, Huy Hoàng không còn. Em cũng rất đau đầu, tạm thời không biết làm sao, nhưng không thể để Tiểu Thanh là người cuối cùng biết chuyện, như thế cô ấy càng tổn thương. Trương Khác còn nhớ trước đó không lâu tha thiết hứa không để Đường Thanh bị tổn thương, cười khổ hỏi, chỉ mong mọi cái giá do em nhận, đừng để Tiêu Thanh chịu quá nhiều thương tổn. Khả năng Tiểu Thanh biết rồi. Cái gì, Tiểu Thanh đã biết rồi à? Hứa Tư đột nhiên nói một câu như thế, làm tim Trương Khác thiếu chút nữa vọt khỏi lồng ngực, ngồi bật dậy. Hôm rằm tháng giêng tôi qua Hong Kong thăm Tiểu Đinh Hương, lúc tối mọi người cùng ăn cơm với nhau, nó nhận được một cú điện thoại, hẳn là Đường Thanh gọi tới. Phi Dung nói với Đường Thanh vài câu, nó đi ra ngoài nói chuyện, chừng 20 phút sau mới quay lại phòng khách ăn cơm. Hứa Tư nhớ lại vẻ mặt Trần Phi Dung khi đó, tôi nhìn thấy sau khi quay lại mắt nó đỏ hoe, tựa hồ đã khóc khi nói chuyện với Đường Thanh, có điều tinh thần tốt hơn rất nhiều, nhẹ nhõm hơn, như chút bỏ được gánh nặng. Khi đó tôi còn chưa biết chuyện Hồ Kim Tinh, còn tưởng công việc của nó gặp vấn đề gì, nói chuyện với Đường Thanh tìm được cách giải quyết. Mặc dù cũng thoáng nghĩ có thể liên quan đến cậu. Có điều thực sự không ngờ. Hứa Tư nói được một nửa, khóe môi hơi cong lên nhìn Trương Khác với vẻ giễu cợt, không ngờ làm tâm sự của y được gạt bỏ, suy nghĩ bậy bạ lại nổi lên. Hi hi, dù sao cũng là chuyện mừng, hay chúng ta ăn mừng một chút. Á, sao cậu lại, đừng, tôi đủ rồi. Nhẹ chút nào. Mai nở hai lần, Trương Khác tuy mệt rít mắt lại vẫn không quên vỗ về Hứa còn kiệt sức hơn y, hai lần hoan ái. Hứa Tư mềm nhũn như bún nắm trên giường, sắc mặt đỏ như lửa, ánh mê mê mang tán loạn, trong miệng phả ra hơi thở nóng hổi thơm tho. Cho tới tận khi Hứa Tư ngủ say trong lòng, Trương Khác mới nhớ lại những lời cô nói. Tôi nhìn thấy sau khi quay lại mắt nó đỏ hoe, tựa hồ đã khóc khi nói chuyện với Đường Thanh, có điều tinh thần tốt hơn rất nhiều, nhẹ nhõm hơn, như chút bỏ được gánh nặng. Rốt cuộc Tiểu Thanh đã nói gì với Phi Dung? Trương Khác thực sự không đoán ra hai cô gái thân như chị em này sẽ nói gì, nghĩ sau này gặp Trần Phi Dung rồi sẽ biết, chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. Hy vọng cậu có thể an ủi Phi Dung cho tốt, mặc dù trong mắt người ngoài, nó là cô gái tính cách lãnh đạm, nhưng kỳ thực nó có trái tim thiếu nữ ôn nhu tinh tế. Hiện trái tim của nó đã bị cậu bắt giữ, cậu phải thương yêu trân trọng nó. Dù Đường Thanh mặc dù có chấp nhận và hiểu cho mối quan hệ giữa cậu và Phi Dung, nhưng bất kỳ một cô gái nào cũng không muốn thời gian và sự quan tâm từ chỗ người mình yêu trở nên ít hơn. Nhớ lại lời Hứa Tư nói, Trương Khác chỉ có thể trách mình ở phương diện này quá thiếu tiết chế, nhớ tới còn Lý Hinh Dư ở Hàn Quốc, Giang Đại Nhi ở Hong Kong, Vệ Lan ở Perth xa xôi, Trương Khác không biết trái tim của mình còn phải chia làm mấy mảnh nữa. Cho dù là cô gái rộng lượng nhất cũng không muốn người yêu của mình lưu tình khắp nơi, càng sợ sẽ có một cô gái nào đó chiếm lấy trọn tình cảm của người mình yêu. Nếu như tình cảm của cô gái đó với người mình yêu không phải là giả, vậy trong lòng cô gái không thể tránh khỏi thương tâm. Nữ nhân quá đông, tinh lực và thời gian lại hạn chế, không thể quan tâm chiếu cố hết được, trong lòng Trương Khác cũng day dứt, cho nên mỗi lần được ở bên một cô gái, y đều cố gắng bù đắp hết mức có thể. Trương Khác nhận ra, nam nhân muốn đa tình thì phải vô tình, nếu không đến một lúc nào đó sẽ nhận ra đó là tự hại mình như y bây giờ. Nhưng so với điều này Trương Khác càng đau đầu sau khi tốt nghiệp kết hôn, phải xử lý mối quan hệ giữa các giai nhân ra sao. Trong lúc đợi Trần Phi Dung trở về Hải Châu, Trương Khác liên hệ Tô Tân Đông, Đinh Hòe, Lỗ Khánh Sinh rồi ra bãi đỗ lấy xe, trực tiếp lái xe tới khu nhà xưởng của Điện tử Ái Đạt ở Trần Ích Long. Giờ quay đầu nhìn lại, Điện tử Ái Đạt nay là công ty trên TTCK, là tảng đá đầu tiên của đế quốc Cẩm Hồ. Sau 6 năm được danh hiệu Tiêu Vương, năm 96. Lượng tiêu thụ của Điện tử Ái Đạt lên tới 4 tỷ, lợi nhuận đạt được 1 tỷ, đó là con số tài vụ mà người ngoài được biết, vì nó chưa tính tới khoản tiền công ty tại Hong Kong chặn lại từ hiệp nghị ngầm về chip giải mã ti cũng tới hàng trăm triệu. Sau đó Ái Đạt lên TTCK Hong Kong,
huy động được cho Cẩm Hồ 4 tỷ đô la Hồng Kông, rồi thông qua thực nghiệp Gia Tín, đoạt được Hương Tuyết Hải trong tay Samsung, còn Cẩm Hồ dùng số tiền kia lập nên vườn sồi khiến người ta thán phục. Cho nên gọi Ái Đạt là tảng đá đầu tiên cho thành công của Cẩm Hồ không có gì là quá, chỉ là tảng đá cống hiến lớn cho Cẩm Hồ đó giờ đây đã hơi xuống sức rồi. Vào năm 2000, đầu đĩa VCD ngoại trừ ở một số thị trường nông thôn thì cơ bản đã lui khỏi thị trường đầu đĩa, SVCD và DVD do chất lượng và kỹ thuật không khác nhau bao nhiêu, mảng tri thức bản quyền trong nước lại gần như bị bỏ trống, cho nên SVCD và DVD gần như ngang ngửa nhau. Nhưng lợi nhuận của toàn bộ ngành đầu đĩa đang hạ xuống, lợi nhuận đầu đĩa Ái Đạt năm 99 đạt tới đỉnh cao 1.2 tỷ, sang năm 2000 giảm xuống còn chưa tới 900 triệu. Nguyên nhân quan trọng nhất là cùng với máy vi tính và mạng Internet nổi lên, làm đầu đĩa không còn là cách duy nhất xem phim đĩa nữa, từ đó chia mất một miếng bánh của thị trường đầu đĩa, đồng thời người trong nghề biết xu thế này ngày càng khiến người ta không thể kháng cự. Đầu đĩa Ái Đạt còn như thế, những doanh nghiệp khác không có kỹ thuật hạch tâm càng khốn đốn, đã có rất nhiều doanh nghiệp đầu đĩa phá sản, hoặc thay đổi chuyển nghề. Khi các công ty khác dưới cờ Cẩm Hồ đang thay ra đổi thì từng ngày, sải bước tiến tới. Điện tử Ái Đạt bị hạn chế cách cục sản nghiệp và không gian hạn chế, bị các xí nghiệp khác ngày càng bỏ xa, làm người ta không khỏi đau lòng. Nhất là những nguyên lão của Ái Đạt như Tô Tân Đông, Đinh Hòe, Lỗ Khánh Sinh, dù nay đã ở cương vị cao hơn, cũng cảm thấy khó chấp nhận hiện trạng này. Cho dù hiểu biết sự phát triển của sản nghiệp tới giai đoạn nhất định sẽ phải kết thúc, nhưng đám Tô Tân Đông xuất phát từ tình cảm vẫn mong thay đổi tình huống này, cho dù không hy vọng điện tử Ái Đạt trở lại vinh quang ngày nào. Nhưng vẫn mong con thuyền cũ ấy có được đột phá, theo kịp tốc độ đại hạm đội Cẩm Hồ. Đến nhà máy Ái Đạt, toàn là người quen thân vô cùng rồi, chẳng cần khách khí, mọi người vào phòng hội nghị. Tô Tân Đông giới thiệu tỉ mỉ cho Trương Khác một số tình hình thị trường đầu đĩa trong thời gian qua, cùng một số sản phẩm mới gần đây nghiên cứu ra. Nghe Tô Tân Đông nói tới sản phẩm mới, Trương Khác miệng không nói gì, nhưng trong lòng hiểu, xu thế sản nghiệp không thể vì thế mà cải biến. Phải có cải cách lớn mới làm cả xí nghiệp chuyển mình. Điện tử Ái Đạt là công ty trên TTCK, không phải muốn thay đổi là thay đổi được, phải làm một báo cáo phân tích thị trường và nghiên cứu sản nghiệp tỉ mỉ, báo lên hội đồng quản trị, đồng thời mở đại hội cổ đông, được thông qua rồi mới có thể thực thi. Làm như thế chẳng bằng lập công ty mới đặt hạng mục mới vào đó cho nhanh gọn, Trương Khác là người sợ phiền toái, tất nhiên không muốn làm như thế, nhưng không có chủ ý gì hay, nên chống cằm không nói. Lỗ Khánh Sinh vẫn còn luôn miệng oán trách, đều tại Internet hết, rất nhiều người bắt đầu có thói quen xem phim trên máy vi tính và Internet, người mua đầu đĩa ít đi. Nếu như sau này TV cũng có thể xem phim trên Internet thì chẳng ai còn mua đầu đĩa nữa. Khoan khoan, lão Lỗ, anh vừa nói cái gì thế? Trương Khác đầu lóe sáng, anh vừa nói TV có thể xem phim trên Internet, đường lối này hay đấy, điện tử Ái Đạt có thể nghĩ cách ở phương diện ấy. Chương 1395, suy tính cho tương lai. Đám Tô Tân Đông cũng biết ngay lập tức nghĩ ra đường lối phát triển tốt là cưỡng ép quá mức, chỉ là Trương Khác luôn cho người ta cảm giác không gì làm khó được, cho nên luôn mang hy vọng và tin tưởng vào y. Trương Khác hiểu tâm lý của bọn họ, nhưng y là người chứ có phải là thần đâu, trước kia dựa vào chút khả năng tiên tri chiếm được tiên cơ trong sản nghiệp, có được thành tựu huy hoàng, nhưng ưu thế biết trước tiên cơ này theo cùng thời gian sẽ ngày càng yếu đi. Sản nghiệp điện tử phát triển tốc độ cao và đầu tư lớn, lãi lớn tạo ra nguy hiểm cũng không kém, cùng với liên quan cả sản nghiệp tạo thành yêu cầu chỉnh thể, cũng sẽ khiến ưu thế tiên tri càng trở nên nhỏ hơn. Dựa vào một hai sản phẩm thu lấy thành công chỉ là chuyện của công ty từ không đi lên có, còn với xí nghiệp lớn, nó không còn quá nhiều tác dụng, chỉnh thể sản nghiệp không có tiến bộ sẽ bị kẻ đi sau vượt qua, cuối cùng dần lui khỏi thị trường, vì qua thời kỳ đầu phát triển cao tốc, đến giai đoạn cạnh tranh kịch liệt. Lợi ích và nguy hiểm luôn song hành. Năng lực nghiên cứu và thực lực chỉnh thể xí nghiệp mới là căn bản đảm bảo xí nghiệp bất bại, đó là nguyên nhân gần đây Trương Khác không còn suy tính phát triển xí nghiệp mà đa phần căn cứ vào tiềm lực phát triển và năng lực kỹ thuật của xí nghiệp, kết hợp báo cáo TT nghiên cứu của Cẩm Hồ, đưa ra các phương hướng lớn cho tầng quản lý hạch tâm của Cẩm Hồ tham khảo. Như thế dần giảm thiểu sức ảnh hưởng của chính bản thân y hoặc một hai người với tương lai phát triển của cả Cẩm Hồ. Mô hình này cũng là chuyện gần đây Trương Khác luôn suy nghĩ, một tập đoàn xí nghiệp có năng lực phát triển khỏe mạnh liên tục. Trong giai đoạn đầu có thể dựa vào kỹ thuật nào đó hoặc năng lực siêu cường của lãnh đạo, sau khi phát triển lên rồi, càng cần một bộ máy hoàn thiện để công ty ngày càng phát triển khoa học hợp lý, đó phải là cơ chế quyết sách tập hợp đường lối hợp lý của mọi người.
cho nên một thời gian dài Trương Khắc không còn suy nghĩ tới sản phẩm cụ thể nữa, chẳng nhớ ra được kiếp trước có sản phẩm điện tử nào có thể thích hợp với đặc điểm kỹ thuật và tính chất xí nghiệp của bản thân Ái Đạt, để khai phát trong thời gian ngắn. Nhưng câu nói của Lỗ Khánh Sinh nhắc nhở Trương Khắc làm y liên tưởng tới một loại sản phẩm điện tử, đầu thu TV kỹ thuật số, Ái Đạt có thể phát triển sản phẩm này. Đầu thu TV kỹ thuật số có thể gọi tắt là đầu thu KTS, là một loại thiết bị chuyển tín hiệu số thành tín hiệu analog, đầu thu là nơi giải mã tín hiệu âm thanh và hình ảnh đã được số hóa thu gọn, phát qua TV cung cấp tiết mục TV chất lượng cao. Về sau giá đầu thu kỹ thuật số không cao, nhưng hơn được ở nhu cầu lực lớn, nếu như nói ở trong thành phố của Trung Quốc, cứ 50 nhà có một chiếc máy vi tính, cứ 20 nhà có một chiếc đầu đĩa VCD hoặc DVD, thì đầu kỹ thuật số cứ 5 nhà lại có một cái, thậm chí cuối cùng có thể đạt tới mỗi nhà có một cái. Trương Khắc không còn nhớ thời gian đầu thu KTS thực sự phát triển vào thời điểm nào, nhưng tháng 5 năm trước, Ủy ban chuyên gia kỹ thuật hóa hệ thống truyền hình KTS đã chính thức thành lập, xác định bộ khung tiêu chuẩn hệ thống TV KTS. Vào tháng 10 năm ngoái, trong cuộc họp của ủy ban này, đã xác định năm 2001 là năm thí nghiệm quảng bá truyền hình KTS của Trung Quốc, lấy Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyết làm địa điểm thí nghiệm đầu tiên, sau đó mở rộng các 19 tỉnh 84 thành phố. Trương Khắc đem công năng đại khái của đầu thu KTS nói ra để đám Tô Tân Đông nhìn thấy tiền đồ thị trường ở sản phẩm này, còn Đinh Hòe phụ trách kỹ thuật cho nên hiểu ngay được nguyên lý và yêu cầu kỹ thuật trong đó. Đối với điện tử Ái Đạt mà nói thì không có bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào lớn, nhưng đầu thu KTS nếu muốn tái hiện nội dung truyền hình, làm giao diện và nghiệp vụ quảng cáo, còn phải có phần mềm tương ứng. Ngoài ra như Khắc thiếu gia nói, truyền hình KTS sẽ thực hiện chế độ thu phí. Đầu thu này cần có kỹ thuật chống giải mãi. Ninh Hoè đem yếu điểm kỹ thuật phân tích đại khái một lượt rồi nói, sản phẩm này nếu như tiến vào tình tự nghiên cứu phát triển, cơ cấu nghiên cứu có thể đưa ra máy mẫu, nhưng ở phương diện dự báo thị trường và chính sách tương ứng, Khắc thiếu gia có ý kiến gì không? Hôm nay các anh tới là bảo tôi đưa kiến nghị, vấn đề quá phức tạp này tôi thấy để trung tâm nghiên cứu báo cáo thì hơn. Trương Khắc xem đồng hồ, đã sắp 6 giờ tối rồi. Còn tâm tư nào mà tốn vào chuyện hao tổn tế bào não này, thêm vào y cũng hy vọng mô hình quyết sách mình đang suy tính hình thành một thói quen trong hệ thống cẩm hồ, cuối cùng thành một loại chế độ, đứng dậy nói, hôm nay ở lại đây ăn bữa cơm trưa, buổi chiều ở lại làm lao công cho các anh là hòa, bữa tối này tôi không ăn nữa đâu. Nguyên nhân thực sự Trương Khắc muốn vội đi là giờ này hẳn Trần Phi Dung đã về tới Hải Châu rồi. Đưa xe vào bãi đỗ ở bên cạnh tòa nhà Phủ Thiên, Trương Khắc đi tới ngõ Đan Tỉnh. Lúc này trong ngõ đã lên đèn, ánh đèn đủ màu cùng mái nhà cổ xưa tạo thành khung cảnh lung linh huyền ảo, khiến du khách đi qua quên mất lối về. Đi vào Bát Cẩm Chân, vừa vặn thấy Trần Phi Dung đang ghi món ăn cho khách hàng ở đại sảnh. Cô bé này quá chăm chỉ, chưa về nhà được bao lâu, chân tay đã bận rộn rồi, Trương Khắc lặng lẽ đứng ở cửa vào, ngắm nhìn Trần Phi Dung đang bận rộn. Vì không ảnh hưởng tới công việc, mái tóc dài suôn mềm như tơ đã tết thành một chiếc đuôi ngực. Lộ ra chiếc trán sáng bóng, đôi mắt chăm chú nhìn nữ khách gọi món, chỉ là đôi mày nhíu nhíu, đôi môi hồng nhuận cùng mím lại, tựa hồ cảm thấy khó xử vì yêu cầu của nữ khách. Trần Phi Dung mặc chiếc áo len trắng, cùng chiếc áo khoác dài gần tới tất, lộ ra phần nhỏ cặp đùi bọc trong chiếc tất lụa dày, trông càng tràn đầy vẻ thanh xuân khỏe khoắn và đàn hồi, cùng đôi giày bốt da cao, trông cao ráo mà tha thướt, đó là trang phục trước kia không thấy ở Trần Phi Dung. Khi một cô gái mở trái tim với ngươi, sẽ sẵn lòng đem thế giới nội tâm thực sự của mình thể hiện trước mặt người đó. Mặc dù trong mắt người ngoài, nó là cô gái tính cách lãnh đạm, nhưng kỳ thực nó có trái tim thiếu nữ ôn nhu tinh tế. Nhớ lại câu nói của Hứa Từ với mình, nhìn dung nhan thanh tú như ngọc khắc của Trần Phi Dung dưới ánh đèn, Trương Khắc ngây dại, mỗi một nữ nhân đều là một thiên sứ độc nhất vô nhị, đáng để nam nhân để tâm yêu thương che chở. Đợi nữ khách kia gọi món xong, Trần Phi Dung quay người lại mới phát hiện ra Trương Khắc đứng dựa vào bên cửa ngây ra ngắm nhìn mình. Á, Trần Phi Dung giật mình kêu khẽ một tiếng, rồi lập tức vội vàng dùng tay che lấy miệng, sợ quấy nhiễu tới những người khách dùng cơm xung quanh. Thấy trên khuôn mặt trắng nõn và đôi mắt như hồ nước của Trần Phi Dung mặc dù mang chút thẹn thùng vẫn mỉm cười nhìn mình, đã không còn ưu tư bao quấn lấy hàng mi đẹp như khi ở Hong Kong nữa, tảng đá lớn nhất trong lòng Trương Khắc đã được đặt xuống, Trần Phi Dung đúng là đã kể hết tới Tiểu Thanh. Hơn nữa Tiểu Thanh khả năng không chỉ an ủi cô, thậm chí còn hứa điều gì đó, mới làm Trần Phi Dung trừ bỏ được hổ thẹn trong lòng với cô bạn gái thân nhất. Mình tới giờ vẫn chưa ăn cơm, lúc này không tiện hỏi Trần Phi Dung điều gì,
Trương Khác chỉ coi mình như một người khác bình thường tới ăn cơm. Ừ, trong đại sảnh không còn chỗ ngồi nữa, chỉ có một gian nhã phòng còn trống ở bên xương phòng, hay là bạn vào đó Trương đi, lúc nữa mình vào cho bạn gọi món. Trần Phi Dung nhìn quanh không thấy còn chiếc bàn nào trống, áy náy nói. Chương 1396, lần hẹn hò đầu tiên. Bạn cứ làm việc đi, mình tự lo cho mình được. Trương Khác sao có thể để người yêu thương khó xử, tự đi thẳng tới hậu đình, lúc qua người Trần Phi Dung, hít một hơi, động tác khinh bạc mang theo chút vẻ tình tứ giữa đôi tình nhân được Trần Phi Dung đáp lại bằng một cái lườm, chỉ là cái lườm đó chẳng hề có chút tức giận, chỉ có sự thẹn thùng của thiếu nữ và vẻ quyến rũ vô hạn. Ở bàn bên có một người khách nam nhìn trộm Trần Phi Dung từ nãy tới giờ bị cái lườm đầy phong tình này khiến lòng chao đảo, tay run rẩy, đôi đũa đang gắp miếng đậu sắp cho vào miệng kẹp lẹp, biến nó thành hai nửa, một nửa rơi xuống đất, một nửa rơi lên bàn. Khác thiếu gia, thật ngại quá, để cậu phải đợi một mình ở chỗ này, một cô gái phục vụ ở đây nghỉ việc, Phi Dung ở ngoài bận tính tiền và ghi món, cậu muốn ăn gì, để tôi lấy cho cậu. Trương Khác rất quen thuộc nơi này, đi vào gian nhã phòng trống. Không bao lâu thì Lưu Phân cầm thực đơn đi vào. Trước kia Lưu Phân hoặc Trần Kỳ gọi mình là Khác thiếu gia thì Trương Khác còn thấy miễn cưỡng tiếp nhận, hiện giờ quan hệ y và Trần Phi Dung đã vậy rồi, nghe Lưu Phân xưng hô như thế cảm giác chẳng khác gì Cố Kiến Bình gọi mình là Khác thiếu gia, Trương Khác làm sao nhận nổi. Dì Phân, hiện Phi Dung cũng gọi cháu là Tiểu Khác rồi, dì còn gọi cháu như thế, chẳng phải làm bối phận loạn hết sao, sau này dì và chú Trần cứ gọi cháu là Tiểu Khác là được. Trương Khác vội đứng dậy tự mình pha trà, không dám hưởng thụ sự phục vụ của Lưu Phân. Vậy sau này dì không khách khí nữa, hôm nay cháu muốn ăn gì, để dì bảo nhà bếp làm cho cháu trước. Nghe Trương Khác nói thế rồi, lại quen biết bao năm như thế, Lưu Phân không gọi Khác thiếu gia cho xa lạ nữa. Nhìn khuôn mặt ngày một chững chạc điềm tĩnh của Trương Khác, Lưu Phân thầm thở dài, mặc dù con gái mình và Trương Khác cực kỳ thân thiết, nhưng người ta còn có cô bạn gái Thanh Mai Trúc Mã là thiên kim phó tỉnh trường. Con gái mình và cậu ta cả đời này không có khả năng rồi. Ai, sao Phi Dung nhà mình lại không gặp được chàng trai tốt như thế? Đợi Trương Khác chọn món xong, Lưu Phân cầm thực đơn đi ra, lòng càng nghĩ càng cảm thấy tiếc, nếu là trước đó mấy chục năm thôi, trước thời giải phóng chẳng phải. Phi Phi, làm gì có người mẹ nào lại muốn con gái mình đi làm vợ nhỏ cho người ta, Lưu Phân cười tự chào bản thân, lắc đầu loại bỏ ý nghĩ đó. Đợi mấy món ăn đủ rồi. Trương Khác chuẩn bị động đũa thì Trần Phi Dung xuất hiện ở cửa. Đúng lúc quá, cùng ngồi xuống ăn đi, mình đoạn chắc bạn còn chưa ăn cơm đúng không? Trương Khác vẫy tay gọi Trần Phi Dung, kéo chiếc ghế bên cạnh tới sát người mình. Trần Phi Dung do dự một lúc mới ngồi xuống, thấy mình ngồi quá gần Trương Khác, gần đến mức cảm nhận được hơi ấm trên người y, hơi thở của y, cái mùi dễ nghỉ của y, làm trái tim cô kém cỏi đập loạn lên như con hươu non. Mình đi lấy khăn ướt. Trần Phi Dung kiếm cớ đứng dậy, đi tới chiếc tủ đặt ở góc phòng, đứng đó cho nhịp tim của mình đều trở lại, mới rút ngăn kéo lấy khăn ướt trong đó ra. Để mình giúp bạn, chẳng biết từ lúc nào Trương Khác tới sau lưng Trần Phi Dung, khẽ nói vào tai cô, tay trái luồn qua dưới nách cô, cho vào ngăn kéo, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt của Trần Phi Dung, tay phải đặt lên chiếc bụng mềm mại khẽ vuốt ve, môi ghé tới, hôn lên gò má mịn màng nong nóng của cô, lấy một bông hoa hồng mua trước khi tới đây. Trước đó giấu kín trong áo khoác, đưa trước mặt Trần Phi Dung, ăn tối, xem phim, đi dạo. Bạn có muốn bổ sung thêm gì vào cuộc hẹn hò lần đầu tiên của chúng ta không? Học kỳ đầu tiên của Đại học Đông Hải năm 2001, Trương Khác quay trở lại trường, nhìn thấy những khuôn mặt trên đường, đừng nói tới bạn bè thân thiết, mà ngay cả những gương mặt quen thuộc một chút cũng không thấy đâu, mới đột nhiên nhận ra, cái học kỳ cuối cùng này của mình là học kỳ cô đơn. Đỗ Phi vẫn còn ở Tân Thái. Ngày mai mới về kiến nghiệp, sau đó trực tiếp bay sang San Francisco, thực tập tại ISS một năm. Trần Phi Dung bất kể Trương Khác giả bộ tò mò vòng vèo nghe ngóng hay là khẳng khái hỏi thẳng thế nào, cô đều cười xấu hổ không nói lần đó Đường Thanh nói gì qua điện thoại với cô, cuối cùng chịu không nổi quấy nhiễu bảo Trương Khác tới Hong Kong, muốn gì cứ hỏi thẳng Đường Thanh. Trương Khác làm gì có mặt mũi đi hỏi Đường Thanh vấn đề này, hơn nữa Trương Khác cũng nhận được điện thoại của Đường Thanh gọi tới nói với y. Lần này cô qua kiến nghiệp tới Hong Kong, không cho y tới tiễn chân, y biết lúc nào Đường Thanh nghiêm túc, lúc nào hờn giận, tuyệt không dám trái ý cô. Mông Nhạc và Tịch Nhược Lâm về kiến nghiệp từ rất sớm, nhưng cùng đám Mã Lực bận rộn điều chỉnh sản nghiệp của Hải Thúc và các sản nghiệp khác, Trương Khác biết tin bọn họ ngay cả ba ngày Tết cũng bận rộn làm việc,
người ta làm không hết việc, người nhàn tản như y không mặt mũi nào tới tìm họ tán dóc. Những người bạn cùng lớp khác thì cùng là năm thứ tư sắp tốt nghiệp, đại đa phần đều đi thực tập ở học kỳ cuối, gần như tới lúc viết luận văn tốt nghiệp mới về trường. Thế là bất kể bạn bè quan hệ thân thiết hay là bạn bè bình thường đều khó gặp mặt rồi, học kỳ này xem ra chỉ đành tự tìm lấy niềm vui. Trương Khắc đang tự an ủi mình, cuối cùng cũng thấy được hai khuôn mặt quen thuộc nắm tay nhau từ trường đi tới, lớp trưởng và bí thư hôm nay không ôn tập mà chuẩn bị đi đâu tâm sự lý tưởng cuộc đời thế. Lục Thiên Hữu tính cách nghiêm túc, mặc dù hiện giờ cũng có thể gọi là bạn bè khá thân thuộc của Trương Khắc, nhưng bị y nhìn thấy đang tình cảm cùng Thẩm Tiêu vẫn thấy xấu hổ, lúng túng không biết trả lời thế nào. Thẩm Tiêu ở bên cạnh, mặc dù trên mặt cũng thoáng ửng hồng ngượng ngùng rụt tay lại, nhưng vẫn trả lời Trương Khắc, tôi và Thiên Hữu đều không chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, học kỳ này tôi sẽ tới Lâm nghiệp Tân Quang thực tập, tốt nghiệp xong sẽ làm việc ở Lâm nghiệp Tân Quang, còn Thiên Hữu sẽ tới cơ quan chính phủ thực tập. Ồ, bạn chuẩn bị đi giúp cha bạn à, tôi đại biểu cho Lâm nghiệp Tân Quang vô cùng cảm ơn sinh viên ưu tú của DS Đông Hải, vô cùng mong đợi sự tham gia của bạn. Trương Khắc mừng rỡ, trước kia mời Thẩm Ước tới Lâm nghiệp Tân Quang, không ngờ còn có thêm được lợi ích nho nhỏ này, Thẩm Tiêu từ nhỏ quen chịu khổ, làm việc không ngại khó khăn, đúng là rất thích hợp với công tác khô khan khổ cực như trồng rừng ở Lâm nghiệp Tân Quang. Tôi phải cảm ơn bạn mới đúng, cuối cùng cha tôi có thể làm được việc mình muốn làm. Thẩm Tiêu cảm ơn ngược lại Trương Khắc. Không cần cảm ơn, gặp thầy Thẩm chuyển lời hỏi thăm hộ tôi là được. Trương Khắc thấy Lục Thiên Hữu đứng bên cạnh không nói, mặt có chút sốt ruột, đoán là hắn đang chuẩn bị dẫn Thẩm Tiêu về nhà ăn cơm trưa, thấy cũng sắp trưa rồi, không giữ bọn họ nữa, ngày mai Đỗ Phi tới kiến nghiệp rồi đi Mỹ, tối mai mọi người tới 1978 tụ hợp nhé, lần sau tụ tập cùng nhau không dễ dàng nữa. Đúng rồi, cho tôi gửi lời chúc Tết chú Lục và mọi người trong nhà nhé. Khi tạm biệt Thẩm Tiêu và Lục Thiên Hữu, Trương Khắc nói thêm một câu. Chẳng có việc gì làm Trương Khắc tới thư viện ngồi tới hoàng hôn, rồi lang thang trong sân xem thời khóa biểu, một lúc nữa mới tới thời gian Trần Ninh tan học, Trương Khắc đứng dựa vào một cái cây, châm một điều thuốc hút, tất cả giống như việc y từng làm hàng trăm lần trước kia, chỉ để được đi cùng Trần Ninh đoạn đường ngắn về ký túc xá nữ. Khói thuốc bay lên, làm khuôn mặt Trương Khắc trở nên mơ hồ. Chiếc áo len cao cổ làm đường nét trên mặt y trở nên nhu hòa hơn, khiến Trần Ninh nhìn thấy Trương Khắc thiếu chút nữa không nhận ra, Trương Khắc trước giờ ở trước mặt cô lúc thì rất ôn nhu, lúc thì kiêu ngạo, có lúc thật buồn cười, nhưng chưa bao giờ làm cô cảm thấy thân thiết như thế. Trương Khắc nhìn thấy Trần Ninh nói gì đó với bạn học rồi đi tới, cô mặc áo len vào, quần jean thẫm màu, giày thể thao trắng, ôm chồng sách trong tay, thanh xuân tươi tắn, từng bước như đi vào trong tim Trương Khắc. Chương 1397, anh ấy tốt tới đâu cũng không phải của mình. Trần Ninh về ký túc xá, mấy cô gái cùng phòng vây tới, hùa nhau trêu ghẹo, bà cô nhỏ cuối cùng cũng đã động lòng rồi. Trần Ninh cười ngượng ngùng khẽ lắc đầu, nhìn vẻ bâng khuâng của Trần Ninh, Yến Xuân ít tuổi nhất sờ má cô, nhìn kìa, hồn vía bay mất một nửa, rồi mà còn mạnh miệng à. Trần Ninh thấy La Tuyền đứng trong đám đông mỉm cười nhìn mình, nói, mình và anh ấy không có gì thật mà. Hôm nay chỉ cảm ơn anh ấy giải vây cho mình thôi. La Tuyền, chẳng phải bạn học với anh ấy sao, bạn nói xem có phải anh ấy có phải hay làm những chuyện khó hiểu như vậy không? La Tuyền thấy mình thành lá chắn của Trần Ninh, lập tức phản kích, anh ấy là ai, sao gọi thân mật như thế? Lưu Nhược Mai không chịu kém mọi người, xem ra phòng chúng ta cũng phải đi mua bóng bay rồi, sát thủ Hoa Khôi đúng là danh bất hư truyền. Nghe mỗi người một câu trêu ghẹo, Trần Tĩnh chống đỡ không nổi. Mọi người cứ thong thả mà tưởng tượng với nhau đi, mình đi tắm đây. Rồi kệ những cô gái kia nhao nhao phản đối, Trần Tĩnh cầm chậu và khăn mặt đi tới nhà tắm. La Tuyền lặng lẽ theo sau Trần Ninh, tới hành lang thấy không còn ai, nắm tay Trần Ninh, chân thành nói, Trương Khắc đúng là hạng phong lưu, bạn ngàn vạn lần đừng để bị lún vào. Trần Ninh thấy dáng vẻ nghiêm túc của La Tuyền, khẽ phì cười, nói, cảm ơn bạn, không có chuyện đó đâu. Mình biết người anh ấy yêu là bạn gái Thanh Mai Trúc Mã, mình cũng biết cả Trần Phi Dung luôn ở bên anh ấy. Anh ấy có tốt tới đâu cũng không phải của mình. La Tuyền nhìn theo bóng lưng Trần Ninh, nhớ lại vẻ mặt Trần Ninh lúc nói câu, anh ấy có tốt tới đâu cũng không phải của mình. Trong lòng không sao yên tâm được. Thời gian máy bay của Đỗ Phi tới kiến nghiệp gần như đúng vào lúc máy bay của Đường Thanh rời kiến nghiệp tới Hong Kong, nhưng Đường Thanh kiên quyết không cho Trương Khắc tới sân bay tiễn chân, chỉ đành gọi điện tạm biệt. Ừ, sau khi tới Hong Kong mình sẽ gọi điện thoại lại cho bạn. Trước khi cúp điện thoại, Đường Thanh đột ngột hỏi,
có cần nói chuyện riêng phải Phi Dung không? Cái này, không cần đâu, Trương Khác cho dù có muốn cũng chẳng có gan nói lời u sầu ly biệt với Trần Phi Dung trước mặt Đường Thanh. Phía bên kia Đường Thanh, hừ, một tiếng, trước kia dụ dỗ người ta sao không nhát gan như thế? Trương Khác nghe thấy hình như Đường Thanh nói gì đó với Trần Phi Dung, hai cô gái cười rúc rích, chắc là có liên quan tới mình. Trương Khác ngượng ngùng cúp điện thoại, quyết định lần sau tới Hong Kong nhất định cho hai cô bé này biết gan mình nhỏ hay lớn. Chỉ không gặp một kỳ nghỉ thôi mà Đỗ Phi tựa hồ trông chững chạc hơn nhiều, đầu tóc chải chuốt không có một sợi rối nào, mặc vest tây xanh thẫm, cổ áo sơ mi trắng, giày đen bóng lộn, rất có phong thái của nam nhân thành đạt. Đỗ Phi từ trên xe của Thịnh hạ xuống, nhìn thấy Trương Khác ngồi ở chiếc ghế cổng ngõ học phủ, đi tới vỗ vai y một cái rồi ôm chầm lấy. Trương Khác tính lại từ năm 94 tới nay, người ở bên cạnh y nhiều nhất là Đỗ Phi, tính luôn cả kiếp trước cũng thế, cùng nhau đánh lộn, tán gái, cùng nhau say sư, hiện giờ Đỗ Phi sắp sang Mỹ, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới, thường ngày tựa hồ chẳng có cảm giác gì đặc biệt, đợi tới lúc sắp ly biệt rồi, mới thấy nỗi buồn biệt ly. Mặc dù không nói gì, Trương Khác cũng cảm nhận được tình bạn của Đỗ Phi, cười nói, cái chuyện này với tao thì chẳng sao cả, chỉ là Tiểu Hạ ở trong xe, nhìn thấy tao với mày ôm ôm ấp ấp thế này, sinh ra liên tưởng gì không hay, chỉ e hậu quả. Đỗ Phi vừa rồi thấy Trương Khác còn sinh chút sầu biệt ly, bị câu nói đùa của y làm tiêu tan hết, buông tay ra đấm vào đầu vai Trương Khác một cái, thoải mái nói, chuyện này thì mày yên tâm, chút lòng tin đó vào tao thì Tiểu Hạ vẫn có. Trương Khác trả lại cho hắn một đấm, bạn bè thực sự không cần nhiều lời. Khai báo ngay, mày làm gì đến nỗi Tiểu Thanh không cho ra tiễn chân. Đỗ Phi ghì cổ Trương Khác xuống, đừng quên tao là bạn thân của mày cũng là bạn thân của cô ấy đấy. Chút lòng tin đó vào tao cũng không có à, yên tâm lần cuối, không đến mức khiến mày chạy từ Mỹ về đá đít. Tao biết mày có chừng mực, nhưng đừng tự tin quá. Tao hiểu, thấy Thịnh Hạ đỗ xe xong đi tới, Trương Khác đẩy Đỗ Phi ra, hỏi làng đi, cô có định tới San Francisco cùng Đỗ Phi không? Ai thèm đi cùng anh ấy, tôi cũng có công việc của mình, đâu phải nói đi là đi được. Thịnh Hạ mạnh miệng, nhưng đi tới ôm lấy cánh tay Đỗ Phi. Tôi biết hiện giờ thời gian với hai người là rất quý giá, tôi nay tụ tập sẽ không muộn lắm đâu, sẽ để lại cho đôi tình nhân đủ thời gian đêm nay từ biệt nhau, chỉ cần đừng để lỡ chuyến bay ngày mai là được. Trương Khác híp mắt nhìn Thịnh Hạ cười xấu xa. Miệng chó không mọc được ngà voi. Thịnh Hạ khẽ nhổ phì một cái, nhưng vẫn tình tứ nép mình bên Đỗ Phi. Tụ tập ở 1978 vào buổi tối đúng như Trương Khác nói, sau 8 giờ là những người tới tham gia đều biết ý tạm biệt, cho đôi tình lữ thêm nhiều thời gian ở riêng bên nhau. Mông Nhạc vì ngày mai không thể tới sân bay tiễn chân Đỗ Phi, còn đặc biệt cùng Tịch Nhược Lâm ở lại tới cuối cùng, ngồi với Trương Khác và Đỗ Phi ở một bàn. Tịch Nhược Lâm tới quầy ba nói chuyện với Điền Hà. Đỗ Phi ngày mai đi Mỹ rồi, còn cậu tính toán gì trong học kỳ cuối cùng này không? Mông Nhạc chạm cốc với Đỗ Phi, uống cạn rồi quay sang hỏi Trương Khác. Con người tôi thật ra rất lười, trước kia kế hoạch lêu lổng qua ngày trong trường, giờ nhớ lại 3 năm rưỡi qua cũng chẳng có mấy thời gian ở trường. Trương Khác không khỏi nuối tiếc nhìn lại cuộc đời sinh viên của mình, cuối cùng hạ quyết tâm, nửa học kỳ cuối này, tôi nhất định thực hiện mục tiêu của mình. Trương Khác nói là làm. Đỗ Phi đi rồi Trương Khác đúng là giống như sinh viên đại học bình thường, mỗi ngày chỗ tới nhiều nhất là thư viện và chung cư thanh niên, ngoại trừ buổi tối thi thoảng tới 1978 ngồi uống rượu tán gẫu với Điền Hà, hoàn toàn giống một sinh viên quy củ nhưng mất đi sức sống. Mỗi ngày tới thư viện, tay cầm sách, nhưng chẳng có mấy chữ vào được trong đầu, cũng chẳng lật được mấy trang, Trương Khác ngồi đó, nhưng tâm hồn phiêu diêu, suốt ngày suy nghĩ một chuyện, đợi mấy tháng nữa tốt nghiệp rồi mình sẽ làm gì. Giống như trước kia tiếp tục cùng Cẩm Hồ theo đuổi vinh quang rực rỡ hơn nữa. Hay là kết hôn với Tiểu Thanh, hưởng thụ cuộc sống. Hay còn cách khác. Từ khi trùng sinh năm 94 tới nay, dựa vào thủ đoạn lấy được quyền đại lý di động của Ericsson, bao thầu nhà máy Tân Quang, thực hiện rừng giấy nhất thể hóa, sáng lập điện tử Ái Đạt, thu mua Hương Thuyết Hải, tạo dựng vườn sồi, lập trung tinh vi tâm, rồi tới thương vụ Cẩm Hồ, khoáng nghiệp Hoa Hy, thực hiện kinh doanh lũng đoạn đất hiếm. Lợi dụng tư bản người Hoa ở Indo tháo chạy, tiến vào nghiệp vận chuyển viễn dương, sắt thép và cửa cảng, thông qua số tiền thu được từ công đằng online, website âm nhạc toàn cầu tiến vào ngành nghiệp khai thác quặng sắt, rồi thành lập tập đoàn giải trí Thế Kỷ Hoa Âm, chính thức bước vào sản nghiệp giải trí. 7 năm qua, thời gian của y bị ngần đó việc lấp kín, chuyện nọ cứ nối chuyện kia,
làm y không còn mấy thời gian cho bản thân suy nghĩ. Trong 7 năm qua, y đã thay đổi vận mệnh của rất nhiều người liên quan hoặc không liên quan tới mình, nhưng mình thì sao? Nhớ lại câu chuyện mình kể cho Đỗ Phi và Trương Thanh trước khi bị tai nạn xe, trong lòng nhói đau từng cơn. Những chuyện y có thể bù đắp có thể vãn hồi đều đã làm cả rồi, nhưng khoảng trống trong tim vẫn không sao lấp đầy được, mặc dù đã gặp lại Trần Ninh, mỉm cười với cô, nhưng lòng y như dao cắt. Lúc này có phải em đang dùng cách xưng hô thân mật đó, nhìn người khác trò chuyện với nhau, hay là em đang cùng với cậu ta đi dạo bên Yến Quy Hồ, nhìn ánh trăng bạc chiếu xuống mặt hồ lung linh, còn cậu ta vẫn như cũ, chỉ đứng bên cạnh chăm chú lắng nghe em nói, cho dù nhìn thấy gió lạnh thổi hồng má em cũng không dám đứng ra che chắn, ôm em vào lòng. Trương Khắc đứng trên tầng thượng, nhìn Yến Quy Hồ, trong lòng không khỏi nhớ tới Trần Ninh. Chương 1398, tin đồn. Trương Khắc cười buồn, đi vào phòng, mới phát hiện ra có mấy cuộc gọi lỡ, kiểm tra đều là số của Diêu Văn Thịnh. Phó chủ nhiệm Diêu, muộn thế này rồi còn tìm tôi có chuyện gì thế? Mặc dù có tới 3 cú điện thoại lỡ, nhưng nếu như Diêu Văn Thịnh không gọi cho Phó Tuấn tới tìm mình, chắc không phải chuyện nghiêm trọng, Trương Khắc dùng giọng trêu đùa hỏi. Đúng là có chuyện rắc rối muốn nghe ý kiến của cậu. Ngược lại giọng Diêu Văn Thịnh lại có hơi chút gấp gáp mà chỉnh trọng, gần đây ở thành phố có tin đồn không hay, nói bên trên có ý không để thị trưởng Vương Thuận Lợi bỏ đi hai chữ tạm thời ở Đại hội Nhân dân thành phố năm nay, khiến ông ấy không thể trở thành thị trưởng chính thức được. Loại tin đồn này có từ lúc nào thế? Trương Khắc tất nhiên hiểu dụng tâm hiểm ác ẩn trước đằng sau tin đồn đó, liền trực tiếp hỏi. Tin đồn này thực ra trước Tết Dương Lịch đã bắt đầu rồi, bởi vì mỗi khi đổi khoa ít nhiều cũng có tin đồn thế này, nhưng không có mấy người chú ý. Nhưng lần này tin đồn mỗi lúc một nhiều, làm nhiều người có cảm giác nửa thật nửa giả, đại khái có người ở đằng sau giở trò. Trương Khắc nghe ra được giọng của Trương Khắc rất nghiêm trọng, nếu như Vương Duy Quân vì thế mà không thể thuận lợi bỏ đi được hai chữ tạm quyền. Không chỉ tổn hại nghiêm trọng tới hình tượng của thành phố Kiến Nghiệp, còn là đả kích chí mạng tới sinh mạng chính trị của Vương Duy Quân, từ đó dẫn tới một loạt ảnh hưởng dây chuyền, cuối cùng sẽ ảnh hưởng tới Cẩm Hồ. Bất kể là từ giao tình với Vương Duy Quân, hay là vì bảo vệ lợi ích của bản thân, Trương Khắc không thể khoanh tay ngồi nhìn. Tin đồn trước Tết Lịch đã có, đúng là chuẩn bị rất sớm, thời gian cũng chênh không nhiều so với lúc vị đó tới Kiến Nghiệp. Ngày mai tôi phải đi Tân Thái một chuyến. Sau khi về tôi sẽ gọi điện cho thị trưởng Vương, mọi người gặp mặt rồi sẽ bàn kỹ hơn. Trương Khắc cân nhắc một chút rồi nói. Được, tôi sẽ chuyển lời cho thị trưởng Vương. Diêu Văn Thịnh cúp điện thoại xong, lòng an tâm không ít, xem thời gian còn chưa tới 10 giờ, liền gọi điện cho Vương Duy Quân. Thị trưởng Vương, tôi vừa gọi điện cho Trương Khắc, ngày mai cậu ấy phải đi Tân Thái, ngày kia sẽ bàn việc kỹ hơn với thị trưởng. Cậu ấy không nói rõ. Nhưng hình như cho rằng có chút liên quan tới phía bên kia. Vâng, tôi sẽ chú ý, thị trưởng nghỉ sớm đi ạ. Gập di động lại, Vương Duy Quân thời gian qua có chút tiểu tụy vì tin đồn, người dựa vào lưng ghế, đưa tay sờ trán, nghĩ không thấu động cơ đằng sau tin đồn này. Tin đồn kiểu này trước kia không có mấy người tin, bí thư thành ủy dứt khoát phải làm theo ý tứ của thượng tầng tổ chức, thuận lợi để cán bộ lãnh đạo nên chuyển thành chính thức được chuyển thành chính thức thông qua Đại hội Nhân dân chính là khảo nghiệm lớn nhất với năng lực khống chế phía dưới của người đứng đầu. Nếu như kết quả xuất hiện tình huống không phù hợp với dự định, bị ảnh hưởng trước tiên chính là bí thư thành ủy. Suy xét từ góc độ này, nếu như đứng đằng sau tin đồn là Đổng Giản Niên, như vậy ông ta giết địch 3.000 tự tổn hại 800 để làm cái gì? Chẳng lẽ vì muốn thông qua thành kiến và khoảng cách giữa Giang Mẫn Chi và Cẩm Hồ muốn giở trò gì với lần bầu cử chuyển chính chức của mình? Không có đầu mối gì, Vương Duy Quân chỉ biết vỗ đầu không nghĩ chuyện này nữa, rồi lại chuyển sang nghĩ, lúc này Trương Khắc tới Tân Thái làm cái gì? Trương Khắc tới Tân Thái danh nghĩa bề ngoài đương nhiên là đi tham gia nghi thức khai trương hoạt động nghiệp vụ máy vi tính mua từ điện tử Cự Lãng Tân Thái trước đó. Hôm nay nhiều người tới như thế, chẳng biết có phải là vì muốn thấy những kẻ ngốc lắm tiền của Cẩm Hồ không, nếu như thế chẳng bằng cháu ở lại văn phòng cho xong, chẳng may bị người ta ra cháu là người đưa ra quyết định kia. Sau này cháu chẳng còn mặt mũi nào tới Tân Thái gặp chú Đỗ nữa. Trương Khắc ngồi ở sát bên cửa sổ, nhìn đám đông bên ngoài, nói với bí thư thành ủy Đỗ Tiểu Sơn. Trước kia Cẩm Hồ bỏ ra 160 triệu mua điện tử Cự Lãng, riêng khoản tiền này thôi tuyệt đối xứng đáng được gọi là vụ thu mua lớn nhất của Tân Thái. Khi đài báo đưa tin, gây oanh động một, ở Tân Thái không ai không biết chuyện này. Dưới bối cảnh bong bóng sản nghiệp công nghệ tan vỡ, Cẩm Hồ lại đi ngược lại xu thế. Tất nhiên bị người ngoài nghị luận và cười nhạo không ít,
thế là ở Tân Thái hình thành chuyện cười, đám ngốc lắm tiền Cẩm Hồ. Trương Khắc nghe được chuyện này cũng dở khóc dở cười. Đỗ Tiểu Sơn cười ha hả chỉ Trương Khắc, cháu đúng là đồ nhớ dai, chú Đỗ làm sao không biết nhãn quang của cháu, đám người tầm nhìn hạn hẹp đó thì nói làm cái gì. Rồi giải thích thêm, cháu cứ yên tâm, bên ngoài đa phần là phóng viên tài chính kinh doanh và người trong nghề, đảm bảo không ai nhận ra cậu sẽ cười nhạo đâu. Quan hệ giữa Trương Khắc và Đỗ Tiểu Sơn chắc chắn là thân mật rồi, chưa nói tới Đỗ Tiểu Sơn và Trương Chi Hành cộng sự nhiều năm ở Hải Châu, Trương Khắc và Đỗ Tiểu Sơn từ thời sơ trung đã là bạn thân, khiến quan hệ hai gia đình rất thân thiết, cho nên Đỗ Tiểu Sơn là trưởng bối cha chú thực sự của Trương Khắc. Mặc dù lo lắng là khó tránh khỏi, nhưng Đỗ Tiểu Sơn tới tham gia nghi thức này, Trương Khắc không thể chỉ ngồi trong văn phòng mà nhìn, cẩn thận kiếm một chỗ không ai chú ý trong hội trường dựng tạm vì số người tham gia quá đông. Nhìn những lãnh đạo thành ủy Tân Thái và Lỗ Khánh Sinh, Dương Vân ở bên trên hóng gió lạnh. Dương Vân lần này tới tham gia nghi thức cắt băng, rồi chính thức đảm nhận chức tổng giám đốc công ty hữu hạn máy tính Ái Đạt mới thành lập, trở thành nhân vật tự đảm nhiệm một mặt rồi. Trong bốn người đầu tiên đi theo Trương Khắc, trừ Lưu Minh Huy nửa đường phản bội bỏ đi, ba người kia đều đã trở thành nhân vật dậm chân rung đất rồi. Sau khi nghi thức kết thúc, Đỗ Tiểu Sơn không đi ngay, mà kéo Trương Khắc ra nói chuyện riêng. Hai người tới phòng hội nghị nhỏ, Đỗ Tiểu Sơn bóng gió nghe ngóng nửa ngày trời, thấy Trương Khắc trơ ra như gỗ, chuẩn bị nói thẳng mục đích lần này của mình, đáng lý Cẩm Hồ mang áp lực bị người khác không hiểu, tới Tân Thái đầu tư hơn 100 triệu, cống hiến lớn cho phát triển kinh tế của Tân Thái, chú Đỗ không tiện mở cái miệng này ra, chỉ là... Chú Đỗ, cháu hiểu ý chú, chuyện này chỉ cần có quyết định, cháu sẽ thông báo cho chú đầu tiên, hiện giờ cháu không nói được. Trương Khắc biết Đỗ Tiểu Sơn định nói gì. Vội chắp tay cáo lỗi. Trương Khắc đã dành trước nói đến thế, Đỗ Tiểu Sơn không nhiều lời nữa, vỗ bả vai gầy của Trương Khắc, đứng dậy nói, được, có lời đảm bảo này của cháu không uổng hôm nay chú tới đây uống gió lạnh nửa ngày trời. Cháu tới được Tân Thái một chuyến cũng không phải là dễ dàng, đi xung quanh ngó nghiêng xem, nếu phát hiện hạng mục gì đáng đầu tư, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ. Tâm ý của chú lần này cháu thực sự chỉ xin tâm lĩnh, ngày mai cháu phải về kiến nghiệp rồi. Lần sau có cơ hội tới du lãm diện mạo Tân Thái dưới sự quản lý của chú. Trương Khắc cũng đứng dậy biểu thị áy áy. Mai về rồi à, đúng là tiếc thật, Tân Thái có rất nhiều nơi đáng chơi đấy, vậy lần sau nhé. Đỗ Tiểu Sơn trước khi đi bồi thêm một câu, Đỗ Phi đi sang tận Mỹ rồi, lần sau của cháu đừng để hai vợ chồng già nhà chú cô đơn chờ đợi ở Tân Thái quá lâu đấy. Vẫn còn chưa quên chuyện đó, Trương Khắc chỉ có thể cười gượng không đáp. Chương 1399 Một hòn đá trúng hai con chim. Tỉnh trưởng Giang, bí thư Đồng Giản Niên tới rồi, mời ông ấy tới văn phòng hay là tới phòng hội nghị ạ? Tiết Minh Lâu nhấc điện thoại nội bộ gọi cho Giang Mẫn Chi. Mời ông ấy vào văn phòng, cậu cũng ở lại nghe, ghi chép. Mặc dù sau khi Đồng Giản Niên tới nhậm chức có một số suy nghĩ và việc làm khiến Giang Mẫn Chi cảm thấy không ổn thỏa sinh bất mãn, cũng nhiều lần kiếm cơ hội khéo léo nhắc nhở, nhưng Đồng Giản Niên là em vợ của Tào Chi. Giang gia và Tào gia có quan hệ không tầm thường, cho nên không muốn cùng ông ta tới phòng họp gặp mặt ông ta như thế quá cứng nhắc nghiêm túc. Đồng Giản Niên đi vào, thấy Tiết Minh Lâu ở lại ngồi một bên ghi chép, không khỏi thầm nhíu mày. Sau khi báo cáo công tác gần đây, Đồng Giản Niên tựa như vô ý nói một câu, gần đây có một số tin đồn thất thiệt liên quan tới thị trưởng Vương Duy Quân, bên ngoài dì tai nhâu đồn đoán như thật. Giang Mẫn Chi đang xem tài liệu, nghe vậy trong lòng hơi sửng sốt. Nhưng mặt thì không để lộ ra chút nào, tin đồn nghe cho biết thôi, không thể coi là thật. Đợi Đồng Giản Niên báo cáo xong rời đi, Giang Mẫn Chi mới hỏi, Minh Lâu, cháu thấy câu cuối cùng của Đồng Giản Niên có mục đích gì? Nếu nói ông ấy có mục đích thì tôi không nhìn ra, nhưng khi ông ấy nói câu đó ánh mắt chăm chú quan sát sắc mặt tỉnh trưởng, tựa hồ chú ý của tỉnh trưởng, chỉ là tỉnh trưởng cúi đầu, không chú ý ánh mắt của ông ta. Ở nơi làm việc, Tiết Minh Lâu giữ đúng bổn phận, từ cách xưng hô. Hắn biết với trí tuệ của Giang Mẫn Chi phải có phán đoán riêng, hỏi hắn chỉ là để xác nhận và kiểm tra rèn luyện. Chú ý tới phản ứng của mình, Đồng Giản Niên tựa như vô ý nói ra câu này, mục đích tất nhiên là thăm dò phản ứng của mình, để xem mình có thái độ như thế nào với Vương Duy Quân, hoặc nói chính xác hơn là với Cẩm Hồ. Nếu như vừa rồi mình lộ ra chút không vui hoặc là vẻ mặt gì khác thường, Đồng Giản Niên có thể đoán mình còn tồn tại mâu thuẫn và thành kiến với Cẩm Hồ. Sau này ông ta sẽ lợi dụng nó để lúc tất yếu làm một vài việc nhắm vào Cẩm Hồ ở kiến nghiệp. Xem ra cái gọi là tin đồn ấy, nói không chừng là do một tay ông ta tạo ra, không ngờ dám dùng trò này thăm dò tâm tư của mình,
Đồng Giản Niên cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng thân phận đặc thù của Đồng Giản Niên khiến Giang Mẫn Chi không tiện trực tiếp phản ứng, nghĩ một lúc nói với Tiết Minh Lâu, chuyện này tới đây thôi, cháu gọi điện cho Trương Khác, để cậu ta biết thái độ thực sự của tỉnh. Khi nhận được điện thoại của Tiết Minh Lâu, Trương Khác đang trên đường về kiến nghiệp. Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn thư ký Tiết gọi điện, vừa vặn tôi có một chuyện muốn báo cáo với tỉnh trưởng Giang. Cúp điện thoại của Tiết Minh Lâu, Giang Mẫn Chi gọi điện thẳng cho Lục Văn Phu. Nói chuyện xong với Lục Văn Phu không lâu, di động của Trương Khác lại reo vang, là Diêu Văn Thịnh sốt ruột gọi điện tới, thấy tới được kiến nghiệp thì cũng khoảng vào giờ cơm trưa, Trương Khác liền hẹn hắn và Vương Duy Quân tới khách sạn kiến nghiệp ăn cơm. Trương Khác từ xe xuống, đi tới phòng bao tầng 2 thì Vương Duy Quân và Diêu Văn Thịnh đã tới trước một bước rồi, gọi món ăn xong, mọi người ngồi xuống nói chuyện. Trên đường về kiến nghiệp, tôi nhận được điện thoại của thư ký Tiết, anh ấy trực tiếp trả lời rõ ràng thái độ của tỉnh trưởng Giang với sự kiện này. Sau khi ăn vài miếng lót dạ, Trương Khác mới nói với Vương Duy Quân. Sự kiện này đúng quỷ dị. Vương Duy Quân kỳ thực không hề lo trên tỉnh có ý kiến gì bất đồng với chuyện chuyển chính của ông ta, dù sao Đông Hải là của Lý Viễn Hồ, mà chính tích sáng chói của ông ta cũng bày ra đó. Trước đó lo lắng lớn nhất của Vương Duy Quân là Giang Mẫn Chi liệu có vì thành kiến với Cẩm Hồ mà liên hợp với Đồng Giản Niên kiềm chế mình, vì thế tin đồn lần này khiến ông ta lo lắng như vậy, hiện Giang Mẫn Chi đã tỏ thái độ rõ ràng rồi, ông ta yên tâm hơn một chút. Liên tưởng tới chuyện điều động công tác của Lục Văn Phu trước đó không lâu, đã bắt đầu phụ trách liên hệ với Cẩm Hồ ở hạng mục LCD, Vương Duy Quân mơ hồ nhận thấy quan hệ giữa Cẩm Hồ và Giang Mẫn Chi đang hoàn hoãn lại. Cho dù trước đó vì quan niệm bất đồng, mà có thành kiến với xí nghiệp dân doanh như Cẩm Hồ, nhưng trước khi phát hiện ra Cẩm Hồ có hành vi phạm pháp, Giang Mẫn Chi sẽ không đem thành kiến cá nhân vào trong công tác, dù sao sự phát triển của tỉnh Đông Hải ngày càng gắn chặt với Cẩm Hồ. Như thế cũng tốt, ít nhất không lo làm chậm sự phát triển của Đông Hải và kiến nghiệp, Vương Duy Quân nghĩ thế, nhưng vẫn không nhìn không thấu mục đích hành động của này, cảm giác như nắm bắt được điều gì đó, nhưng không rõ ràng lắm. Trong điện thoại Tiết Minh Lâu còn như vô ý nhắc tới buổi sáng tỉnh trưởng Giang có gặp Đồng Giản Niên. Trương Khác tựa hồ không chú ý vẻ mặt đăm chiêu của Vương Duy Quân, vừa gắp thức ăn vừa nói. Vương Duy Quân choàng tỉnh, màn sương cuối cùng trong lòng ông ta bị xua tan, mọi chuyện vậy là rõ rồi. Vương Duy Quân thầm chửi Đồng Giản Niên không ngờ dùng kế một hòn đá nhắm hai con chim, đúng là gian xảo. Nhìn thấu rồi Vương Duy Quân cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, không nói chuyện này nữa, đến khi ăn cơm xong, tâm tình của Vương Duy Quân cực tốt, còn muốn mời Trương Khác tìm chỗ nào đó uống rượu. Trương Khác xem đồng hồ rồi xin lỗi, vừa rồi trên đường về tôi có hẹn cùng Phó tỉnh trưởng Lục sẽ tới tỉnh ủy và chính phủ tỉnh báo cáo quyết định đầu tư của Cẩm Hồ. Hạng mục này vốn định tìm thời gian chính thức báo cáo với thị trưởng Vương, giờ nói tới rồi, tôi sẽ báo cáo đơn giản cho thị trưởng Vương. Đợi Trương Khác nói xong chuyện rời đi, Vương Duy Quân cứ nhìn cánh cửa phòng trầm ngâm không nói. Thị trưởng đang tiếc hạng mục này. Diêu Văn Thịnh và Vương Duy Quân quan hệ mật thiết, nhưng lời mà cấp dưới bình thường không thích hợp nói, giữa bọn họ lại không có trở ngại gì. Vừa rồi Trương Khác nói Cẩm Hồ quyết định đặt hạng mục LCD ở Tân Thái, đồng thời chiều hôm nay sẽ chính thức thông báo với tỉnh ủy và chính phủ tỉnh, đồng thời tuyên bố với bên ngoài. Trước kia khi La Quân tại nhiệm, Cẩm Hồ tuyên bố đầu tư cơ sở sản xuất LCD ở kiến nghiệp, nhưng La Quân rời nhiệm rồi. Cẩm Hồ không có nghĩa vụ thực hiện lời hứa với bất kỳ người kế nhiệm nào, trước đó kế hoạch đầu tư này đã có tính linh hoạt cả nó, Đỗ Tiểu Sơn luôn nhắm tới miếng thịt béo bở này. Nhìn từ bố cục sản nghiệp, trước khi thời đại màn hình LCD nổi lên, nhu cầu lớn nhất với màn hình LCD chính là laptop, Cẩm Hồ thu mua nghiệp vụ máy vi tính của Cự Lãng, lấy laptop là nghiệp vụ khai phát trọng điểm, hạng mục LCD đặt ở Tân Thái là tổ hợp sản nghiệp tối ưu. Xét về thời gian, trước đó chỉ hoãn rất lâu không có quyết định, lúc này đột ngột tuyên bố làm người hiểu nội tình đều liên tưởng tới cục diện chính trị có chút mơ hồ ở kiến nghiệp, thực chất là đấu đá giữa tân bí thư thành ủy và thị trưởng tạm quyền. Người biết mối quan hệ giữa Cẩm Hồ và Vương Duy Quân đều sẽ cho rằng, quyết định này là cái tát đanh gọn vào mặt Đồng Vạn Niên, còn Vương Duy Quân không phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì. Tiếp thì cũng có, nhưng xét từ tính hợp lý cho bố cục sản nghiệp của Cẩm Hồ thì cũng có thể hiểu được. Ngoài ra Trương Khác đột nhiên vội tung ra quyết định này như thế, tôi cũng phải nhận ân tình của cậu ta. Vương Duy Quân quay đầu lại, mặt đúng là không có vẻ gì tiếc nuối mấy. Nghe thế Diêu Văn Thịnh cũng nhẹ lòng, hắn lo Cẩm Hồ chuyển hạng mục này sang Tân Thái sẽ khiến Vương Duy Quân bất mãn, dù sao nó cũng có thể làm tăng chính tích không ít. Văn Thịnh, cậu giải thích như thế nào về tin đồn lần này?
Vương Duy Quân là người phóng khoáng, không suy nghĩ về hạng mục LCD nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1400, dằn mặt. Xét từ thái độ của tỉnh trưởng Giang, tin đồn lần này hẳn là do phía Đổng Giản Niên một mình tung ra, bất kể chuyện có thành hay không, đều đả kích danh vọng của Cổ thị trưởng, tiện cho ông ta nhanh chóng đứng vững chân ở kiến nghiệp, đồng thời lung lạc được một nhóm người, như thế sau này có tranh đấu với thị trưởng, ông ta không thua kém thị trưởng vì mình là người ngoài tới. Siêu Văn Thịnh phân tích. Nói rất có lý, nhưng mới chỉ là một con chim mà ông ta nhắm tới. Vương Duy Quân không chỉ con Diêu Văn Thịnh là tâm phúc, còn coi là con cháu của mình, bắt đầu truyền nghề cho hắn, cậu chú ý tới lời Trương Khác nói không, sau khi Đổng Giản Niên liên hệ với tỉnh trưởng Giang mới bảo Tiết Minh Lâu liên hệ với cậu ấy. Tôi đoán chúng sáng hôm nay Đổng Giản Niên tới thăm dò thái độ của tỉnh trưởng Giang nhưng không thành công, ngược lại còn khiến cho tỉnh trưởng Giang bất mãn cho nên mới có cú điện thoại ấy. Vì thế có thể nói tin đồn đó chủ yếu là để thăm dò thái độ của Giang Mẫn Chi, nếu ông ta có thành kiến với Cẩm Hồ, ít nhiều sẽ động lòng, sau này Đổng Giản Niên sẽ có thêm chỗ dựa để thường xuyên can thiệp vào của chính phủ, nhất là chuyện liên quan tới Cẩm Hồ. Nếu như không phải giữ hình tượng của cấp trên, Vương Duy Quân sẽ cười lớn, có điều hiện giờ xem ra Đổng Giản Niên vác đá đập chân mình rồi. Siêu Văn Thịnh nghĩ tới một khả năng nữa, nếu Giang Mẫn Chi ủng hộ Đổng Giản Niên, vậy con chim thứ ba sẽ làm thị trưởng không thể chuyển chính lần này. Điều này thì không lo, dù sao trên tỉnh trưởng Giang cũng có bí thư Lý. Sau khi lên làm bí thư tỉnh ủy, ông ấy ít lên tiếng, nhưng trong địa bàn của mình, bất kỳ động tĩnh nào cũng nắm trong tay ông ấy. Tôi đoán chừng chuyện này ông ấy ở bên cạnh nhìn thấy hết, quan trọng là ông ấy không bận tâm Đổng Giản Niên bày trò gì, ông ta quan tâm tới thái độ của tỉnh trưởng Giang hơn, nếu cần chắc chắn ông ấy sẽ lên tiếng cảnh cáo vào lúc quan trọng, có thể mới thể hiện được ảnh hưởng. Siêu Văn Thịnh tuy thừa nhận năng lực và phẩm hạnh của Vương Duy Quân, nhưng trong lòng ít nhiều cho rằng ông ta thăng tiến nhanh như thế phần nào nhờ Cẩm Hồ, hiện nghe ông ta phân tích mới bội phục, đấu tranh quyền lực không phải những người sống phí hoài thời gian ở bộ ủy TW có thể hiểu được, mình gặp được cơ hội để tham gia, sẽ là vốn liếng cuộc sống quý giá. Lúc này hắn chỉ muốn biết vẻ mặt Đổng Giản Niên sau khi biết tin sẽ ra sao. Buổi chiều ngày hôm đó Tiết Minh Lâu nhìn thấy Trương Khác dẫn một cô gái xinh đẹp vào văn phòng, cả hai mặc áo choàng màu sáng, cùng một kiểu khăn choàng, trông giống như một đôi tinh nhân, cô gái đó có thể nói là cô gái đẹp nhất mà hắn từng thấy, điều hiện giờ Tiết Minh Lâu không có nhã hứng thưởng thức vẻ đẹp của giai nhân, nhìn rõ mặt cô gái đó, hắn thầm giật mình. Vội vàng pha trà cho hai người, mời bọn họ ngồi, Tiết Minh Lâu đi nhanh vào văn phòng Giang Mẫn Chi. Cái gì, y đưa Hứa Tư tới gặp tôi? Giang Mẫn Chi rất bất ngờ, hơi nhíu mày lại, mặt sầm xuống, một lúc sau mới nói, vậy mời hai bọn họ vào. Giang Mẫn Chi giao chuyện liên hệ với Cẩm Hồ cho Lục Văn Phu phụ trách, cùng việc thông Tiết Minh Lâu tỏ thái độ với sự kiện tin đồn vừa qua. Trương Khác nhìn ra thái độ không đem thành kiến cá nhân vào trong công việc, còn việc riêng giữa y và Giang Mẫn Chi, Giang gia không xen vào. Giang Mẫn Chi có lẽ cảm thấy như thế đủ làm Trương Khác yên tâm rồi, ông ta chỉ không biết được tình cảm Trương Khác dành cho Hứa Tư. Cậu muốn tôi tiến cử Hứa Tư tiểu thư thành ủy viên chính hiệp tỉnh. Giang Mẫn Chi cố trấn áp lửa giận, lạnh lùng hỏi. Hứa Tư tiểu thư là người đầu tư cho quỹ y học lớn nhất trong nước, chị ấy có một số kiến giải cá nhân về cải cách chế độ y tế trong nước, hy vọng có thể góp ý cho chính phủ, mong được tỉnh trưởng Giang giúp đỡ. Trương Khác mỉm cười, mắt nhìn thẳng vào Giang Mẫn Chi, ông đã vươn tay ra thì đừng tưởng dễ dàng rụt lại như thế, Trương Khác bày rõ tâm tư của mình trước mặt Giang Mẫn Chi. Vậy sao, xin nghe tâm đắc của Hứa tiểu thư, nếu đúng, tôi tất nhiên sẽ tiến cử. Giang Mẫn Chi ngả lưng vào ghế sofa, không nhịn được lên tiếng mỉa mai. Có điều Trương Khác không bận tâm, nhìn Hứa Tư khuyến khích, Hứa Tư không dám nhìn Trương Khác, bắt đầu giảng giải với Giang Mẫn Chi kế hoạch mới của cô về quỹ y học. Quỹ y học của Hứa Tư ban đầu vốn chủ yếu là hỗ trợ nghiên cứu bệnh nan y và mua máy móc liên quan, nhưng sau sự kiện đầu năm, quyết định gia tăng đầu tư, đồng thời cung cấp viện trợ kinh tế cho những người bệnh nặng hoặc mãn tính. Hiện giờ cải cách y tế quốc gia còn chưa bao trùm được hết tới tất cả người dân, đối với một gia đình bình thường, một căn bệnh nặng có thể khiến người ta táng ra bại sản, có một người bệnh mãn tính đủ khiến người nhà và thân thích không chịu nổi gánh nặng. Cho nên tôi muốn cung cấp một số viện trợ khẩn cấp cho những gia đình như thế, cho họ vay 70-80% chi phí. Giang Mẫn Chi lúc nào mới chú ý, cho vay. Đúng vậy, tài chính của quỹ luôn có hạn, so với người cần chữa trị chỉ là muối bỏ biển.
cho vay có thể làm quỹ y học vận hành khỏe mạnh lâu dài. Quỹ không có năng lực kiểm định từng khoản tiền, cho nên chỉ cho vay nhiều nhất là 90% chi phí, là hy vọng gia đình người bệnh có thể giúp quỹ khống chế chi tiêu. Đương nhiên quỹ không phải cơ cấu tài chính, cho vay không lấy lãi, còn kỳ hạn cũng chiếu theo tình hình gia đình bệnh nhân gia hạn, 20, 30 năm cũng được. Hứa Tư tiếp tục giải thích. Nói ra trong lòng Hứa Tư cũng có chút khổ sở, nếu năm xưa cô có thể vay được khoản tiền như thế, rất nhiều chuyện sẽ không xảy ra, có điều như thế cô cũng không gặp được Trương Khác. Hứa Tư quay đầu lại nhìn y, cười vừa ngọt ngào, Trương Khác cũng nắm nhẹ lấy tay cô. Giang Mẫn Chi không chú ý tới động tác nhỏ giữa hai người bọn họ, có thể nhìn ra kế hoạch này không phải chỉ là cái cớ đối phó tới đây dằn mặt mình, điều này làm trong lòng Giang Mẫn Chi dễ chịu hơn. Ông ta không phải là người không hiểu nỗi khổ của nhân gian, ông ta hiểu đây là kế hoạch tạo phúc cho hàng vạn nhà. Nếu như Hứa Tư chủ trì quỹ này, cái danh ủy viên chính hiệp là hoàn toàn xứng đáng, mình ra tay trước, không thể trách người ta, hít sâu một hơi để hoàn toàn bình tĩnh lại. Giang Mẫn Chi hỏi, quỹ này có quy mô lớn chừng nào? Năm nay dự kiến đầu tư 300 triệu, trong đó 70% là dùng tài trợ cho bệnh nhân, sau này có thể tăng thêm. Toàn bộ tiền chia hoa hồng của tôi ở Cẩm Hồ sẽ đưa vào đó, những người khác. Hứa Tư nhìn Trương Khác, người khác cũng sẽ quyên góp hàng năm. Dù trong lòng không thoải mái gì, Giang Mẫn Chi vẫn phải nói, tốt, đây là chuyện rất tốt, tôi phải cảm ơn Hứa tiểu thư, không biết quỹ này có thể để Sở Vệ Sinh và Sở Dân Chính hiệp trợ quản lý không? Trương Khác cười, điều kiện của Giang Mẫn Chi hoàn toàn trong dự liệu, Hứa Tư cũng trả lời theo kế hoạch, chuyện này tôi cầu mà chẳng được, quỹ sẽ do hội đồng quản lý. Sở Dân Chính và Vệ Sinh có thể phái lãnh đạo tới đảm nhận ủy viên hội đồng. Giang Mẫn Chi cuối cùng cũng mỉm cười, được, vậy mời Hứa tiểu thư đưa ra kế hoạch cụ thể, bên phía chính hiệp, tôi sẽ tiến cử ở cuộc họp thường ủy lần sau. Ba người trò chuyện thêm một lúc, Trương Khác mới đem chuyện đặt cơ sở chế tạo LCD ở Tân Thái, Giang Mẫn Chi không nói gì, đối với ông ta mà nói hạng mục này ở Tân Thái còn tốt hơn ở Kiến Nghiệp, vì dù sao Kiến Nghiệp chịu sự lãnh đạo kép của tỉnh lần TW. Chỉ cần hạng mục này đặt trong tỉnh Đông Hải là ông ta thở phào rồi, đồng thời cũng thầm thở dài, Đồng Giản Niên chuyến này thảm rồi. Không ngờ Trương Khác là kẻ si tình. Từ đầu tới cuối sự kiện này Tiết Minh Lâu chỉ nghe Giang Mẫn Chi bình luận như thế, không nói gì hành vi của Trương Khác, càng không nói gì tới Đồng Giản Niên. Chương 1401, một cái tát. Đồng Tương Nguyệt chủ tịch công ty quốc tế Tĩnh Mỹ trước giờ luôn tham gia nghiệp vụ sản xuất tiết mục giải trí và quản lý gửi mẫu. Gần đây bà ta luôn có tâm tình rất thoải mái, văn phòng của Tĩnh Mỹ ở Kiến Nghiệp trước giờ vốn chẳng có nghiệp vụ gì mấy, từ khi anh trai Đồng Giản Niên làm bí thư thành ủy Kiến Nghiệp, liền phát tăng tốc một cách mạnh mẽ, làm Giang Mi phải yêu cầu tuyển thêm người mấy lần. Sau Tết, Đồng Tương Nguyệt tuyển liền một hơi mười mấy nhân viên, lại điều một số nhân viên cốt cán từ Tổng bộ Bắc Kinh tới. Còn về chế độ yêu cầu người thân cán bộ đảng chỉnh phủ tránh kinh doanh, Đồng Tương Nguyệt lăn lộn thương trường lâu năm, tự có đủ thủ đoạn hợp lý để vòng qua. Xét tới con trai đang học ở Kiến Nghiệp, anh trai lại là người đứng đầu ở đó, hơn nữa trước đó hợp tác với cự đầu sản nghiệp giải trí Hong Kong là Quốc tế Anh Vương có được đột phá, hai bên liên thủ đưa ra tiết mục thi tài trong phạm vi toàn quốc. Ngoài ra lo Giang Mi không đủ kinh nghiệm công tác, Đồng Tương Nguyệt sau khi thương lượng cùng chồng, quyết định sau Tết chuyển tới Kiến Nghiệp ở tạm, vừa tiện chăm con, lại tiện chiếu cố nghiệp vụ. Đồng Tương Nguyệt yêu cầu rất khắt khe về sinh hoạt. Nhất là việc ở, sau khi tới Kiến Nghiệp đi coi liền mấy biệt thự cao cấp mà vẫn chưa hài lòng, thời gian qua ở tạm trong nhà anh trai. Buổi sáng Đồng Tương Nguyệt đang uống sữa ăn sáng, thấy anh trai đang xem báo ở bên cạnh, sắc mặt vốn bình thường đột nhiên tối sầm lại, mắt nhìn chừng chừng vào tờ báo trong tay như có lửa tóe ra, tay nắm chặt mép báo, khớp xương trắng bệch. Anh, có chuyện gì thế? Trên báo có tin tức gì chấn động mà làm anh phản ứng như vậy? Thấy anh trai tức tới run người. Đồng Tương Nguyệt tò mò hỏi. Em xem bài báo này đi, đúng là khinh người quá lắm. Đồng Giản Niên ném tờ báo cho em gái, thở phì phò hồi lâu mà không nguôi giận được. Tào Hổ ở phía bên kia bàn cũng tò mò đi tới xem bài báo gì làm cậu hắn nổi giận như thế. Đi tới sau lưng mẹ, Tào Hổ nhìn tờ báo nhăn nhúm có tiêu đề trang nhất bắt mắt, khoản đầu tư lớn 1,2 tỷ đô la Mỹ của Ái Đạt cuối cùng hạ cánh ở Tân Thái. Phía dưới còn có tiêu đề, thành phố anh em cạnh tranh. Kiến Nghiệp thua một bậc. Anh, tin tức này đâu tới mức làm anh giận như thế, khoản đầu tư lớn thật, mất cũng tiếc, nhưng không đáng tức giận cho hại người. Đồng Tương Nguyệt thời gian qua đặt tâm tư vào hạng mục hợp tác với Vanh Vương, chuyện quan trường Kiến Nghiệp tuy có nghe, nhưng không biết chi tiết cụ thể. Toàn là do tên nhóc đó giở trò,
Em xem câu này, cái gì mà có người trong nội bộ tập đoàn Ái Đạt cho rằng hoàn cảnh của Tân Thái có lợi cho sự phát triển của hạng mục này, chẳng phải ngầm mỉa mai hiện giờ. Có cháu trước mặt, Đổng Giản Niên không thể nói với em gái là mình đang dùng một số thủ đoạn, giờ báo sáng kiến nghiệp dẫn lời người trong nội bộ, chẳng khác gì để người biết nội tình nhìn thấy, Đổng Giản Niên ông dám làm càn bị, tôi cho ông cái tát. Oán giận đầy một bụng trong lòng không thể nào phát tiết ra ngoài, Đổng Giản Niên nói được một nửa phải nuốt trở lại, cầm cốc sữa tu ực một cái, không ngờ bị sặc, họ phun cả sữa ra bàn, khuôn mặt đang tức tới tím tái chuyển sang màu đỏ. Tào Hổ lớn chừng này rồi cũng là lần đầu tiên thấy cậu như thế, biết lúc này không có chỗ cho mình lên tiếng, liền yên lặng đứng đó thầm suy đoán tên nhóc mà cậu nói là ai. Là người thanh niên ghê gớm mà bọn họ hay nhắc tới sao? Tào Hổ loáng thoáng nghe được từ Giang Mi và trưởng bối trong nhà, ở kiến nghiệp có một thanh niên sáng lập đế quốc tài chính có xu thế thành tài đoàn tài chính lũng đoạn, cùng có tài phú lớn tới mức làm người ta không tưởng tượng được, nhưng hắn không biết người đó tên là gì, vì mỗi lần nhắc tới người đó, Giang Mi và cha mẹ hắn đều dùng cách xưng hô khinh miệt, tên nhãi, hoặc thằng đó. Có điều dù không biết người thanh niên ghê gớm đó là ai, nhưng không ngăn Tào Hổ sinh ra ý nghĩ, nếu mình là người đó, cái gì chưa nói, trước tiên ném tiền ra khiến mấy em hoa khôi trong trường chủ động bò lên giường, nhất là Trần Ninh. Nhớ tới khuôn mặt hồn nhiên thanh tú thoát tục của Trần Ninh, người lại mềm mại mong manh, Tào Hổ thấy nóng người, thầm nghĩ nhất phải nghĩ cách đưa con bé đó lên giường. Nghe nói cậu lại ra tay đánh người ở kiến nghiệp, nghe thấy trong điện thoại của Diệp Kiến Bân truyền ra giọng điệu vờ chất vấn của Tôn Tĩnh Mông, Trương Khắc không khỏi ngớ ra. Làm gì có chuyện đó, giờ anh phải chú ý thân phận chứ. Trương Khắc hết sức nghiêm túc đáp. Hừ, anh Diệp của anh hiện là anh rể của em đấy, anh tưởng giấu em mà được à. Tôn Tĩnh Mông cười rất đắc ý, phải nói hiện giờ cảnh giới lẫn tầng cấp đánh người của anh đều tiến bộ rồi. Anh Kiến Bân nói lần này anh đánh người còn ác hơn so với trực tiếp tát người ta một cái. Em nghe mà sướng mê, ai bảo cái nhà đó hợp tác với bên anh Vương, không ngờ còn học thế kỷ hoa âm cũng mở cuộc thi nữ sinh. Bọn chúng cạnh tranh bẩn như thế, nhất định anh phải giúp em xả giận, nếu kết quả làm người ta hài lòng, sẽ có phần thưởng đặc biệt cho ai đó. Câu cuối cùng của Tôn Tĩnh Mông vừa êm vừa ngọt làm Trương Khắc thấy toàn thân bủn rủn, nhìn thấy đối diện Trần Tĩnh vừa mới về kiến nghiệp. Vội vàng bỏ hình ảnh Tôn Tĩnh Mông chỉ mặc áo, lộ ra cặp đùi nuột nà và bờ mông chắc mẩy, ho khan nói, chuyện này tới lúc đó hắn nói, và lại hiện giờ anh quyết định làm một học sinh ngoan. Hoạt động trước đó ở các nơi có thể mặc kệ, vòng thi cuối cùng hai nhà đều quyết định tổ chức ở kiến nghiệp, anh dám nói không thử xem. Tôn Tĩnh Mông uy hiếp một câu rồi trả điện thoại cho Diệp Kiến Bân. Cô em vợ này không dễ chiều chuộng hả? Trương Khắc đi tìm sự đồng cảm. Tôi chỉ có một cô em vợ thôi. Sao khó hầu hạ được, mà dù khó tới đâu cũng sao so được với cậu, ở Perth có hai cô, ở Hong Kong có một nửa, ở Hải Châu và Kiến Nghiệp đều có mấy cô, nghĩ thôi đã mệt thay cho cậu rồi. Diệp Kiến Bân hạ thấp giọng xuống, cười dâm, nói không chừng ngay bên cạnh cậu cũng đang có một cô phải không? Không phải anh gọi điện thoại tới để bày tỏ hâm mộ tôi đấy chứ? Ở Hong Kong cũng biết chuyện ai đó trong nội bộ Ái Đạt rồi, lần này bí thư Đổng của chúng ta bị một cái tát không nhẹ. Tôi lo ông ta nuốt cơm cũng không trôi. Chỉ là tôi nghĩ phong cách nhất quán của cậu, nếu như đã trở mặt là còn hậu chiêu, không đánh cho người ta sợ cậu thì không dừng tay. Nói đi, cậu còn định còn có món ăn ngon lành gì chiêu đãi bí thư Đổng thế. Ngoài cái giọng đầy hả hê của Diệp Kiến Bân còn nghe thấy rõ tiếng cười của cô nàng tiểu yêu tinh Tôn Tĩnh Mông. Đừng nghĩ xấu về tôi thế, hiện tôi vẫn là học sinh ngoan. Thời gian chưa tới, Trương Khắc cho người ta đoán thoải mái, y chẳng nói ra. Thấy Trương Khắc cúp điện thoại, Trần Tĩnh đứng dậy ôm lấy y, nhớ thức ăn do anh làm rồi. Mặc dù hôm nay tâm tình của Đổng Giản Niên rất tồi tệ, nhưng là bí thư thành ủy, Đổng Giản Niên vẫn phải gắng gượng đi làm. Đổng Giản Niên này sóng to gió lớn gì chưa thấy qua, dùng loại thủ đoạn này đả kích ta sao, nằm mơ đi. Ngồi trong xe, Đổng Giản Niên ra sức cổ vũ bản thân, mặc dù ông ta biết ở kiến nghiệp lúc này khả năng có một đám người đang thầm cười nhạo và chửi rủa mình. Những người khác không dám chắc, ít nhất cục trưởng cục mời gọi đầu tư và phó thị trưởng phân quản chắc chắn có trong danh sách đó. Miếng thịt thơm lừng béo ngậy làm người ta ngửi tới thèm thuồng mất ngủ, gần như ngậm trong miệng, sắp nuốt vào bụng tới nơi, không ngờ vì kẻ nào đó, mà bị người ta giằng khỏi miệng, tới cả sợi lông cũng chẳng còn, mà kẻ nào đó là ai còn phải hỏi à, đương nhiên là đồng chí tân bí thư thành ủy rồi, làm sao làm người ta không đau khổ, không sinh thù oán cho được.
Đồng Giản Niên chừng như tưởng tượng ra được vị cục trưởng cục mời gọi đầu tư thân hình béo ú mặt đau khổ ra sao khi nói những lời đó. Hiện Đồng Giản Niên chẳng có tâm tư đi lo những lời nghị luận đó, lúc này ông ta lo nhất là những người trước đó đã bắt đầu có khuynh hướng ngả theo ông ta sẽ vì sự kiện này mà trở nên do dự, có một số người thậm chí quyết định chọn lại phe rồi. Đồng Giản Niên có mưu đồ với cái ghế bí thư thành ủy Kiến Nghiệp từ lâu, cho nên ông ta nắm rõ cách cục chính trị ở nơi này. Khi La Quân tại vị, quân tướng La Hệ đương nhiên là có thực lực mạnh nhất, Vương Duy Quân, Diêu Văn Thịnh là cốt cán trong đó, La Quân đi rồi, Vương Duy Quân là người kế nhiệm không cần tranh cãi của phái hệ này, do ông ta kế thừa toàn bộ thế lực này. Còn thế lực khác rất mạnh là của Tiêu Minh Kiến và Hồ Tôn Khánh, nhưng trong phái hệ này lại không đơn giản như người ngoài thấy, Tiêu Minh Kiến và Hồ Tôn Khánh đều có nhân mã riêng, chỉ vì La Quân quá mạnh mà phải bắt tay nhau. Nhưng bên trong có sự khác biệt rõ rệt. Tiêu Minh Kiến thực sự muốn làm một vài chuyện cho Kiến Nghiệp, cho nên một dạo thái độ muốn tiếp cận Cẩm Hồ, nhưng vì La Quân mà trở nên lãnh đạm, rồi sau vài lần, cuối cùng lựa chọn bắt tay với Hồ Tôn Khánh, có điều quan viên trong phái hệ của Tiêu Minh Kiến vẫn có không ít người muốn làm việc thực sự. Hồ Tôn Khánh thì khác hẳn, Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã, loại người tự tư tự lợi như Hồ Tôn Khánh thì kẻ phía dưới ra sao khỏi nghĩ cũng biết, cho nên sau khi Hồ Tôn Khánh bị song quy, đám người đó nơm nớp lo sợ. Ngoài hai phái hệ này ra còn có một phái hệ mà không phải phái hệ, hay thường gọi là phái trung gian, những người này không có tham vọng chính trị quá mạnh, chỉ cầu khi tại chức không thẹn với lòng, cũng không muốn cuốn vào đấu tranh phái hệ. Nhân số của bộ phận này không nhiều, nhưng đại đa số có năng lực, không được lãnh đạo ưa, bị vứt qua một bên, những người này không tâm ai đang nắm quyền, cũng không có ý định đổi lập trường, chọn phái hệ. Đồng Giản Niên tới Kiến Nghiệp đưa Thiện Chí ra. Đám nhân mã hệ Hồ Tôn Khánh đang như rắn mất đầu liền nhào vào vòng tay ông ta, còn nhân mã của Tiêu Minh Kiến thì đa phần đang quan sát, đó là bộ phận Đồng Giản Niên rất muốn tranh thủ, nếu ở dưới không có những người có năng lực, cuối cùng chắc chắn chẳng làm ra được thành tích. Nhưng muốn những người đó thay phe chọn cánh không phải là chuyện dễ dàng, dù sao có một tấm gương sống động mà bi thảm bày ra trước mắt. Chương 1402, Hậu Chiêu. Nguyên bí thư Hải Châu Lưu Văn Đào là người đầu tiên chủ động ngả theo Giang Mẫn Chi, được cái ghế phó tỉnh trưởng, tất cả trông có vẻ như rất tốt, nhưng Lưu Văn Đào ngay lập tức bị Giang Mẫn Chi ép trở giáo chĩa vào chủ cũ, cuối cùng có thể nói Lưu Văn Đào mang tổ điều tra nhổ bật gốc ông chủ cũ. Trong lòng Lưu Văn Đào đắng nghét, hắn ta rất muốn gặp ai cũng nói nghiêm ra không phải do tôi làm đổ đâu, thực ra là bị tên nhóc Trương khác đứng sau ngầm hãm hại, chỉ là lời này hắn chẳng thể nói với ai. Mà trong lòng Lưu Văn Đào còn có câu muốn nói hơn, tôi từng có cái ghế dưới mông rất tốt, nhưng tôi không biết quý trọng nó, đến khi nhấc mông lên thì hối không kịp nữa rồi. Bi ai trên quan trường còn gì lớn hơn thế nữa, nếu như cho Lưu Văn Đào một cơ hội, hắn sẽ nói, tôi không đi, nếu như nhất định phải thêm vào trước ba chữ đó một kỳ hạn, hắn hy vọng đó là một vạn năm. Hiện ở chính trường Đông Hải, Lưu Văn Đào có thể gọi là thối hoắc rồi, ai thấy cũng bịt mũi tránh xa. Hắn chỉ còn biết ôm chặt lấy đùi Giang Mẫn Chi, nếu không sẽ bị người ta ném đi không thương tiếc. Đồng Giản Niên hiểu cái tâm lý này, cho nên trừ vỗ về đám nhân mã hổ hệ, càng đặt nhiều tâm tư vào việc chiêu an nhân mã tiêu hệ hơn, thời gian qua đã thấy hiệu quả, không ít người bắt đầu lay động, hiện bị Cẩm Hồ chơi vố này, Đồng Giản Niên biết chuyện hỏng rồi. Tiêu Minh Kiến bị ai đẩy đi? Tiêu Minh Kiến ở Kiến Nghiệp không có mấy thành tựu là vì sao? Tất cả là vì Cẩm Hồ. Nhân mã phe này có thể nói tới giờ vẫn sợ Cẩm Hồ tung ra một quả lựu đạn như thế, sinh ý rút lui là rất bình thường. Trên đường tới văn phòng Đồng Giản Niên cẩn thận suy tính phải làm công tác tư tưởng trong mấy ngày tới ra sao để trừ bỏ sợ hãi với Cẩm Hồ của những người kia, phải để bọn họ thấy, Nghiêm gia từng hùng mạnh thế nào cũng bị giật đổ thì Cẩm Hồ cũng có kết cục như vậy, chỉ cần mọi người theo tôi. Đi vào tòa nhà thành ủy đầu óc Đồng Giản Niên vẫn không ngừng suy nghĩ. Rồi ngay lập tức sinh ra cảm giác khác với thường ngày, cảm giác rất lạ, nhưng trên đường đi ông ta nhìn thấy những ánh mắt khác hẳn với thường ngày, đang túm tụm thì thầm, nhìn thấy mình đi tới liền quay lưng bỏ đi, làm ông ta có dự cảm không lành, hình như xảy ra chuyện gì rất có ảnh hưởng với mình rồi. Đến khi Đồng Giản Niên vào văn phòng, nhìn thấy thư ký hôm nay ông ta không cho tới đón, viên thư ký đứng bật dậy, mặt lo lắng giọng gấp gáp, bí thư, tôi có chuyện cần báo cáo với bí thư. Không vội. Có chuyện gì ngồi xuống rồi thong thả nói. Đồng Giản Niên cố khống chế bất an trong lòng, bình tĩnh bảo thư ký theo vào phòng, chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao, càng gặp chuyện càng phải bình tĩnh, đó mới là người làm việc lớn, nói đi, có chuyện gì?
Sáng hôm nay bí thư Lý Viễn Hồ được thị trưởng Vương Tháp Tùng tới SDN đi kiến nghiệp. Là thư ký chuyên chức theo Đồng kiến nghiệp mấy năm, hắn tất nhiên biết vài chuyện bí mật của Đồng Giản Niên, biết chuyện nhìn có vẻ bình thường này ảnh hưởng lớn thế nào với Đồng Giản Niên. Nhìn sắc mặt Đồng Giản Niên bắt đầu biến đổi, cẩn thận nói, buổi sáng còn có một tin tức từ chính phủ tỉnh gửi sang, nói là văn phòng chính phủ tỉnh phát công hàm cho văn phòng chính phủ Tân Thái, nói tỉnh trưởng Giang sẽ tới tham gia nghi thức khởi công hạng mục LCD của Ái Đạt. Cái gì, tin tức trọng yếu thế này mà cậu không báo ngay cho tôi, không có chút cảnh giác chính trị nào cả, thường ngày tôi nói gì với cậu? Cậu nói như gió thoảng bên tai hết à? Đồng Giản Niên tức tới hộc máu, chẳng còn chút dáng vẻ, người làm việc lớn. Cũng chẳng trách được ông ta, hai chuyện này có ảnh hưởng quá lớn, nhất là Giang Mẫn Chi. Lý Viễn Hồ đứng ra ủng hộ Vương Duy Quân làm một số người bất ngờ, nhưng Đồng Giản Niên hiểu rõ Lý Viễn Hồ ủng hộ Cầm Hồ, chỉ không ngờ ông ta trực tiếp đứng ra như thế, chẳng lẽ do thằng nhóc đó mời ra. Chuyện này đã xảy ra thì chấp nhận thôi, từ ngày đầu tiên tới đây Đồng Giản Niên đã chẳng tính tới lập giao tình với Lý Viễn Hồ, tin đồn lần này cũng chẳng phải là để ngáng chân Vương Duy Quân chuyển chính. Dù sao bổ nhiệm quan viên cấp phó tỉnh thì thậm chí cả Lý Viễn Hồ cũng không đủ sức thay đổi. Trước khi tới kiến nghiệp, Đồng Giản Niên rất có kỹ xảo truyền ra tin tức về mối quan hệ giữa Đồng Gia và Tào Gia và Giang Gia, làm người ta biết tân bí thư thành ủy không chỉ lai lịch bất phàm, bối cảnh sâu xa còn có quan hệ mật thiết với tỉnh trưởng. Đó cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến nhiều người tin vào tin đồn lần này, cho rằng vị tân bí thư thành ủy có thế lực cực lớn, lại liên hợp với Giang Mẫn Chi vốn có thành kiến với Cẩm Hồ. Khả năng Vương Duy Quân bị lật thuyền rất lớn. Hiện giờ Giang Mẫn Chi gửi công hàm muốn tham gia lễ khởi công hạng mục LCD của Ái Đạt, tương đương gián tiếp tách khỏi liên quan với Đồng Giản Niên, làm Đồng Giản Niên có cảm giác bị chặt mất một chân. Trước đó tôi gọi điện cho bí thư mấy lần, nhưng không sao gọi được. Viên thư ký không dám tỏ ra có chút ủy khuất nào, dù sao khi đó hắn lười không gọi điện thoại cho lái xe. Đồng Giản Niên lấy di động ra xem, hết pin mất rồi. Lúc này di động của Trương Khác đầy pin, y đang nhận một cú điện thoại đường dài, mấy ngày nữa em sẽ tới kiến nghiệp à? Tốt quá rồi, anh sẽ tới sân bay đón em. Lý Tại Thù cũng đi cùng, vậy anh tẩy trần cho cả hai, cảm ơn anh ấy nhiệt tình khoản đãi ở Seoul lần trước. Là Lý Tại Thù và Lý Hinh Dư của Samsung tới kiến nghiệp, lần trước tới Seoul được bọn họ tiếp đãi, lần này anh cũng phải làm trọn tình địa chủ. Cúp điện thoại rồi, Trương Khác ngồi xuống giải thích với Trần Tĩnh. Em chẳng quan tâm tới chuyện bông hoa Hàn Quốc, em chỉ lo tiểu ma nữ của Tạ gia tự hồ phát giác ra quan hệ giữa hai chúng ta, chẳng biết nó tự phát hiện ra hay là Úc Bình vô tình để lộ cho nó biết. Chẳng để ý tới lời giải thích giấu đầu lòi đuôi của Trương Khác, Trần Tĩnh đứng dậy ngồi lên đùi y, đưa tay tình từ ôm cổ, khẽ vuốt ve cằm y, ram giáp, cô rất thích, thậm chí nó làm cô hơi hưng phấn, đó cảm giác chạm vào nam nhân mà cô toàn tâm toàn ý yêu thương. Nhà đầu đó rất cổ quái. Để cô nhóc đó biết được chuyện này, đúng là hao tổn tâm trí về nó đây. Trương Khác ôm lấy eo Trần Tĩnh, qua áo sơ mi mỏng, cảm thụ da thịt ấm nóng đầy xúc cảm của cô. Thấy trong ánh mắt Trần Tĩnh có chút giễu cợt vì việc mình đau đầu về Tạ Tử Gia, Trương Khác vỗ mạnh lên bờ mông nảy nở của cô, kéo sát Trần Tĩnh vào lòng cắn vành tai mềm, trêu ghẹo, biết thì biết, chẳng lẽ cô nhóc đó còn muốn tới đòi chia một chén canh sao? Trần Tĩnh lườm Trương Khác một cái, tội nói năng ba lăng nhăng. Chợt nhớ tới lời Úc Bình từng nói, người vừa nóng vừa mềm, hô hấp vừa gấp và mang theo khao khát không thể ức chế. Cúc áo chẳng biết bị cởi ra lúc nào rồi, một bàn tay linh hoạt ôn nhu thuận thế luồn vào, vuốt ve làn da trơn mịn như em bé, lướt qua cái bụng phẳng lì tới vòng eo nhỏ, rồi vuốt ve lưng cô. Cái tay đó hơi lành lạnh làm da cô sởn chút gai ốc, mang theo kích thích khác lạ, mặt cô đỏ như lửa, mắt long lanh như có nước chảy ra. Giữa những tiếng rên rỉ yêu kiều, y phục trên người Trần Ninh rơi từng món một, cho tới khi chỉ còn lại quần áo lót. Trương Khác, nhanh đi, em muốn rồi. Bàn tay Trần Tĩnh cũng không hề cởi hết y phục của Trương Khác, cơ thể nõn nà của cô bị Trương Khác mò mẫm tới đỏ lên như nhuộm phấn. Tiếng mời gọi đó làm dục hỏa của Trương Khác bùng phát, điên cuồng hôn hít cánh môi đỏ mọng, ra xuống chiếc cổ thiên nga, kéo xuống dưới trêu chọc cho nụ hoa nhỏ gồ lên, mới giật tung áo lót, nhìn hai núm vú đỏ vươn lên đầy kiêu ngạo. Không kiềm chế được vùi đầu vào đó như muốn nuốt chửng cô. Trần Tĩnh mềm mẩn, không ngừng ưỡn cao bầu ngực tròn đầy, cuối cùng không chịu sự trêu ghẹo của Trương Khác, đẩy y ngã ra ghế sofa, tự mình nhào tới tìm kiếm thứ mình muốn. Phòng ngủ bật điều hòa ấm áp như xuân, cơn kích thích bộc phát làm xuân sắc càng thêm nồng, khiến vầng trăng hạ tuần bên ngoài cửa sổ cũng phải ẩn sau đám mây đen,
che bớt đi ánh sáng chiếu xuống nhân gian. Bóng đêm tĩnh mịch, trong phòng ngủ chỉ mơ hồ nghe thấy hai tiếng thở có chút gấp gáp. Chương 1403, chương khác, anh lại ngây ra rồi. Mây tan mưa tạnh, Trần Tĩnh thỏa mãn dựa đầu lên vai Trương Khác, ngón tay vẽ từng vòng tròn trên ngực y, một khoảng thời gian sau này em không thể rảnh rồi như hiện nay được nữa, phải tổ chức đội ngũ đi học kỹ thuật do Cẩm Hồ cấp quyền, còn phải kết hợp với đặc điểm của Cao Khoa KV sớm khai phát di động mới đưa ra thị trường, nhà máy ở Kim Sơn cũng sắp hoàn thành, khả năng em không thể ở bên anh một thời gian, như thế cũng tránh được sự chú ý của Tử Gia. Thấy đôi mắt Trần Tĩnh lộ vẻ áy náy, Trương Khác càng dai dắt, nếu như bất an, thì phải là anh mới đúng. Anh chẳng cho em được cái gì, làm sao có thể oán trách em được. Vậy đêm này đền bù cho em thật nhiều đi. Trần Tĩnh phả hơi thở thơm tho bên tai Trương Khác, nhẹ giọng yêu cầu, để em không cần nhớ tới anh mỗi ngày trong thời gian dài. Gia nhân có yêu cầu, đương nhiên Trương Khác không thể chối từ, nhất là yêu cầu ướt át như thế, ôm vòng eo vẫn chưa khô mồ hôi của cô lên, để hai chân cô quấn quanh hông mình, đứng dậy đi tới bên giường, xoay người cô đặt xuống, cúi đầu hôn lên mở mông trắng như tuyết, nghe người ngọc phát ra tiếng rên dài như mèo cái động tình. Sáng hôm sau thức dậy, Trương Khác lấy ý chí khắc phục mệt mỏi, cố gắng rời giường tắm rửa, làm xong bữa sáng rồi rời biệt thự, chuẩn bị lên lớp cho đúng giờ, lúc này Trần Tĩnh vẫn say trong giấc mộng đẹp, đêm qua cả hai đều hơi điên. Sáng sáng đầu xuân tháng 3 trời vẫn se se lạnh, Trương Khác hôm qua ngồi xe Trần Tĩnh, cho nên hiện giờ đành đi bộ từ Yến Viên về, bị gió lạnh thổi tới, dùng mình khép chặt áo lại, mấy hôm nay không để ý dự báo thời tiết, lại có không khí lạnh về rồi. Về chung cư thanh niên, Trương Khác tắm nước ấm rồi mặc y phục ấm áp hơn tới lớp. Sáng nay chỉ có một tiết, học xong Trương Khác qua thư viện, chỗ ngồi mọi khi bị chiếm mất rồi, phải ngồi chỗ khác, lúc này chưa có nhiều người tới học lắm, còn vài ghế trống. Ngồi chưa được bao lâu, Trương Khác cảm thấy không ổn, không chỉ ngạt mũi mà còn hơi váng đầu, biết mặc dù mình tắm nước nóng ngay, nhưng bị trận gió lạnh sáng nay làm bị cảm mất rồi. Có một vài chuyện làm quá nhiều sẽ phải trả giá, sau này phải chú ý vốn liếng cách mạng hơn mới được, Trương Khác cảm thấy đầu óc mơ mơ hồ hồ, thấy không chịu được nữa, định về nhà nghỉ ngơi, chiều còn đi đón đèn ô tô. Chuẩn bị rời đi thì nghe thấy một giọng nữ ngây thơ lãng mạn quen thuộc truyền vào tai, Trương Khác, anh lại ngây ra nữa rồi. Trương Khác, cái tên đó nghĩa là gì? Hãy bỏ qua tất cả những cái khác, tạm thời chỉ xét trong trường Đỗ Ích Đông Hải, rộng hơn một chút là trường học quanh khu vực Yến Quy Hồ. Người có cái tên này tập trung của sự giàu có, gia thế hiển quý, đẹp trai, lãng mạn ân cần chu đáo là tình nhân hoàn mỹ, là ảo tưởng mãi mãi không nói rõ ở trong mộng. Nếu Thượng Đế cho tôi một mơ ước, tôi ước thành nữ nhân của anh ấy, thậm chí chỉ vẻn vẹn khi ánh mắt hai người giao nhau, có bóng dáng tôi trong mắt anh ấy, đời này coi như thỏa nguyện rồi. Đó là địa vị của cái tên đó trong lòng tuyệt đại bộ phận nữ sinh. Tên Trương Khác đó là thằng thú tính vô sỉ nhất, bá đạo nhất, dâm dục nhất trong lịch sử Đỗ Ích Đông Hải, tay đánh bạn bè quốc tế, miệng chửi giáo sư hộc máu, nhưng làm người ta không thể chấp nhận được là các mỹ nữ cấp hoa khôi cứ như nuôi trong sân nhà y, từng người bị y thu vào túi. Bắt đầu từ Giang Đại Nhi, tới Trần Phi Dung, Tôn Tĩnh Mông tới mỹ nữ ngực to Hàn Quốc, tuy làm nở mặt giả trẻ Trung Quốc, nhưng hành vi ăn một mình đó là vô đạo đức, tuyệt đối không đáng khen ngợi. Tên thú tính đó nếu vô tình gặp ở trường hợp công chúng, dứt khoát phải đánh hội đồng, nếu gặp riêng y thì sẽ ngay lập tức quỳ xuống trước mặt y, không phải để bái sư mà là để cầu xin, Khác ca, mỹ nữ trong ngoài trường anh hái hết cả rồi, chắc chán rồi phải không? Cọng cỏ non Trần Ninh, xin anh từ bi tha cho cô ấy đi. Đó là đánh giá về cái tên đó trong lòng tuyệt đại đa số nam sinh. Bắt đầu từ lúc Trần Ninh vào thư viện chọn sách, 10 nam sinh thì có tới 9 tên tập trung ánh mắt lên bóng hình thanh mảnh của cô, thấy cô chọn xong sách, đi tới hàng ghế trống, đột nhiên dừng chân lại đằng sau một nam sinh, không ít nam sinh bắt đầu suy đoán nam sinh đẹp trai khiến người ta ngứa ngáy răng lợi đó là ai. Tới khi Trần Ninh hết sức thân thiết nói, Trương Khác, anh lại ngây ra rồi. Hàng loạt tiếng trái tim tan vỡ vang lên, đám nam sinh hận không thể xông lên, đá y ngã lăn ra đất, mỗi người giẫm một cái cho hả giận. Còn nữ sinh thì khác hẳn, thật đẹp trai, đặc biệt ánh mắt mơ màng kia đúng là giết người, thực ra y đang cảm lạnh, mắt lờ đờ như cá chết, nói tóm lại nam sinh đó không kém Trương Khác trong truyền thuyết là bao, không ít nữ sinh đã âm thầm đem Trương Khác ở vị trí thứ nhất xuống vị trí thứ hai. Tới khi Trần Ninh nũng nịu gọi một tiếng, Trương Khác, anh lại ngây ra rồi. Chị em bừng bừng kích động, này cô tưởng mình là hoa khôi mà ghê à,
Trương Khác là người tình trong mộng của tôi, cô dựa vào cái gì gọi anh ấy như thế, sát ánh mắt trong mắt nữ sinh không khác nam sinh là bao, chỉ là đối tượng nhắm vào Trần Ninh. Trương Khác nghe thấy tiếng Trần Ninh vất vả quay đầu lại, định chào lại nhưng phát hiện cổ họng đã đau rát chỉ phát ra được tiếng khàn khàn, nỗ lực nở nụ cười với cô. Trần Ninh gọi hai tiếng liền Trương Khác vẫn ngơ ngơ ra, vô ý nói to hơn một chút, nói ra khỏi miệng mới ý thức được đang ở trong thư viện, vừa rồi mình buột miệng gọi hơi lớn, vội bịt miệng nhìn xung quanh xin lỗi. Thấy nam nam nữ nữ xung quanh đồng loạt nhìn mình oán trách, làm khuôn mặt trắng trẻo của Trần Ninh thẹn đỏ dừ, xấu hổ vì hành vi của mình, tiểu cô nương đơn thuần không hề biết chẳng ai trách cô to tiếng cả. Ai cũng nhìn mình chằm chằm như thế làm Trần Ninh không dám ở lại thêm một giây phút nào, thấy Trương Khác cũng ngây ngốc nhìn mình, Trần Ninh lại không muốn cuộc gặp hiếm hoi kết thúc như thế, đột nhiên nắm lấy tay Trương Khác, kéo y chạy khỏi phòng đọc sách, để lại một đám nam nữ tuyệt vọng, vừa đúng lúc Vu Trúc mới chọn sách xong từ sau giá sách đi ra nhìn thấy cảnh này thương tâm không thôi. Trương Khác nhìn Trần Ninh kéo mình bỏ chạy khuôn mặt ửng hồng, mái tóc khẽ tung bay theo bước chạy, bàn tay nhỏ mềm mại. Làm Trương Khác tựa như quay trở về thời gian yêu nhau kiếp trước, hai người không biết bao lần cùng nắm tay như vậy, mặc gió yến quy hồ thổi bay, đi dưới ánh hoàng hôn. Thời gian nếu dừng lại ở thời khắc này, trái tim Trương Khác đã hoàn chỉnh. Trương Khác cứ thế tinh thần hoảng hốt bị Trần Ninh kéo ra khỏi thư viện, chạy một hơi tới góc rẽ ít người qua lại Trần Ninh mới dừng lại, dựa vào tường, ôm ngực thở lấy thở để. Bị Trần Ninh kéo chạy một lúc như vậy, mồ hôi toát ra. Trương Khác thấy triệu chứng cảm nhẹ đi nhiều, đầu óc vừa rồi váng vất tỉnh táo hơn, vừa thở vừa cười nhìn Trần Ninh. Đột nhiên nhìn thấy Vu Trúc vất vả từ đằng sau chạy tới, nụ cười Trương Khác hơi héo lại, tất cả vừa rồi chỉ là hồi ức mà thôi, mộng tưởng và hồi ức tuy đẹp, nhưng hiện thực vẫn là hiện thực. Cảm ơn em dẫn anh chạy thể dục, anh thấy khỏe hơn nhiều rồi, lần sau có cơ hội sẽ mời em và Vu Trúc ăn cơm. Đến chính bản thân Trương Khác cũng thấy lời này quá gượng gạo. Chuyện vừa rồi là sao thế? Sao anh ta lại bỏ đi như thế? Vu Trúc nhìn bóng lưng Trương Khác bỏ đi, kỳ quái hỏi Trần Ninh, trong lòng lại thầm thở phào. Mình cũng không biết, có điều sắc mặt anh ấy không tốt, hình như không được khỏe, giọng cũng hơi khàn. Trần Ninh như vô tình lờ đi câu hỏi đầu tiên của Vu Trúc. Nói tới sức khỏe không tốt thì chính bạn phải cẩn thận đấy, lần trước viện trưởng Ngụy đã nói rồi, chừng 3 tháng nữa là có thể phẫu thuật cho bạn, trong thời gian này bạn phải chú ý nghỉ ngơi. Không được học quá vất vả, không được vận động mạnh. Vu Trúc thấy Trần Ninh thở đều trở lại, sắc mặt vốn hồng hào vì chạy một chặng đường dài biến thành nhợt nhạt bệnh tật, vừa lo lắng vừa đau lòng. Chương 1404, ngủ chung giường. Trở về chung cư thanh niên, Trương Khác không cho Phó Tuấn gọi bác sĩ, chỉ lấy mấy viên thuốc cảm, tự rót cho mình một cốc nước ấm, uống xong nằm xuống ghế sofa nghỉ ngơi. Tên ngốc Vu Trúc đó vẫn thầm yêu em, nhưng không dám bày tỏ với em. Có phải em cũng đang lặng lẽ chờ đợi lời bày tỏ của cậu ấy không? Đầu óc cứ suy nghĩ miên man, thuốc có tác dụng, thêm vào hôm qua ngủ ít, Trương Khác thiếp đi. Tới khi tỉnh dậy thì đã là 3 giờ chiều rồi. Ngủ say quá, có chuyện gì không? Trương Khác mở mắt ra, thấy trên người đắp một cái chăn, còn Phó Tuấn ngồi bên cạnh đang do dự không biết có nên đánh thức mình hay không. Chuyến bay từ Seoul tới Kiến Nghiệp hạ cánh chừng 4 giờ chiều. Thấy Trương Khác tựa hồ quên mất chuyện phải làm. Phó Tuấn nhắc. Hỏng rồi, bị cái mũi bị ngạt này làm quên mất chuyện đó. Trương Khác vỗ đầu, tự mình lừa người. Trương Khác đứng dậy lấy áo khoác muốn đi, biết y cảm chưa khỏi, Phó Tuấn liền ngăn lại, cậu còn chưa ăn cơm chưa, hay là ăn chút gì đó rồi hắn tới sân bay. Còn ăn uống nữa thì không kịp nữa, đối với bạn bè quốc tế phải tôn trọng, lần trước tới Seoul người ta đợi sẵn ở sân bay mà. Sờ cổ họng vẫn thấy khó chịu, Trương Khác chẳng muốn ăn uống gì. Đùa với Phó Tuấn, bỏ một bữa không sao, cùng lắm tối ăn bù. Còn may là chưa tới giờ cao điểm tan ca, đường tới sân bay thông suốt, Trương Khác rốt cuộc tới kịp giờ. Nhìn thấy Lý Hinh Dư toàn thân áo trắng từ đường nhập cảnh đi ra, Trương Khác cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Về Hàn Quốc được gần 2 tháng, làm làn da trái nắng của Lý Hinh Dư đã khôi phục lại màu trắng nõn mê đắm lòng người, hơn nữa lần này ở nhà hẳn vô cùng vui vẻ, nên sắc mặt cô rất tốt, khuôn mặt như tỏa ánh sáng long lanh. Cảm giác như mộng ảo, chỉ nhìn khuôn mặt cô, làm người ta như nhìn thấy tiểu tiên nữ đáng yêu lén lút trốn xuống trần gian, khiến người ta muốn bao bọc che chở. Còn nhìn thấy đôi hung khí giết người trước ngực cô, lại làm người ta ngay lập tức vứt bỏ lý trí, đi tới đưa tay ra xe toạc chiếc áo len trắng vừa vặn của cô, để xem thứ bên trong hình dạng ra sao,
màu sắc thế nào, chạm tay vào đó có xúc cảm đê mê ra sao. Cô là hợp thể của thiên sứ và ma quỷ, làm mỗi nam nhân nhìn thấy cô cũng quanh quẩn giữa ranh giới ma quỷ và thiên sứ. Hoan nghênh lần nữa tới kiến nghiệp, Trương Khắc đi tới, chủ động đưa tay ra với Lý Tại Thù. Cảm ơn, gây thêm phiền phức cho các anh rồi. Lý Tại Thù cũng gần như đưa tay ra cùng lúc. Phó Tuấn là người rõ nhất ân oán giữa Trương Khắc và Lý Tại Thù, lúc này hắn đứng một bên, thấy hai người họ tươi cười bắt tay nhau, nghĩ tới câu, một nụ cười xoa tan ân thù. Bốn người cùng quay về nội thành, kiếm một chỗ cùng ăn tối, coi như tiệc tẩy trần truyền thống của người Trung Quốc, ăn cơm xong, Lý Hinh Dư còn chưa an bài chỗ ở mới tại kiến nghiệp, tạm thời ở trong chung cư thanh niên, Lý Tại Thù mang hành lý đi trước. Tới chung cư thanh niên, Trương Khắc không để Phó Tuấn giúp đỡ nữa, tự mình kéo hành lý của Lý Hinh Dư vào thang máy. Tới tầng 8, mở căn phòng gần nửa năm không có người ở ra, bên trong đầy mùi ẩm mốc, Trương Khắc mở hết cửa sổ ra cho thông gió, nói với Lý Hinh Dư, xem ra chỗ này hiện không thể ở được, em tạm thời tới chỗ anh ở tạm vài ngày đi. Lý Hinh Dư cúi đầu xuống, gò má ửng hồng. Thấy Trương Khắc kéo hành lý của mình tới toát mồ hôi, Lý Hinh Dư vội vàng đi tới muốn giúp một tay, ngại ngùng nói, thực sự là gây thêm phiền phức cho anh rồi. Vali hành lý mặc dù vừa to vừa nặng, nhưng dù sao cũng có bánh xe, không đến nổi vất vả đến thế, Trương Khắc cảm thấy đầu nặng trịch, nhưng mỉm cười kéo một mình. Về tới tầng thượng, Trương Khắc kéo vali vào phòng khách, cúi xuống vất vả xách vali lên đặt vào chỗ, vừa đứng thẳng dậy định nói chuyện thì đầu óc choáng vàng, thiếu chút nữa thì ngã, phải đưa tay vịn vào tường. Á, anh làm sao rồi, bị bệnh sao? Lý Hinh Dư la hoảng, chạy tới đỡ Trương Khắc dìu y tới giường nằm xuống. Không sao đâu, khả năng là chưa không ăn gì, tối lại bụng trống uống chút rượu. Trương Khắc ngoài miệng giải thích như thế, nhưng trong lòng hiểu rõ nguyên nhân vì sao, vốn buổi sáng hơi có triệu chứng cảm, thêm vào gặp Trần Ninh cùng Vu Trúc làm tinh thần bất thường, mọi thứ trộn vào nhau, tới giờ phát tác. Sao lại không sao, trán anh nóng như lửa, sắc mặt lại tệ như thế, phải gọi bác sĩ tới. Sờ trán Trương Khắc, nhìn ánh mắt Trương Khắc mất đi thần thái thường ngày, Lý Hinh Dư thiếu chút nữa lo tới bật khóc. Trách bản thân khiến Trương Khắc quá vất vả mới sinh bệnh. Đắp khăn lạnh cho Trương Khắc xong, Lý Hinh Dư cầm di động của y lên, gọi điện cho Phó Tuấn. Phải nói rằng hiệu suất của Bệnh viện Nhân dân tỉnh cực cao, Lý Hinh Dư gọi điện chưa tới nửa tiếng, hai nam bác sĩ một già một trẻ đi cùng Phó Tuấn xách hai hóm y tế lớn tới chung cư thanh niên. Sau khi hỏi qua tình hình, người bác sĩ già tiêm cho Trương Khắc một mũi giảm sốt, đợi Trương Khắc ngủ say rồi, ông ta quan sát thêm một lúc nữa. Xác nhận không có vấn đề gì mới cùng bác sĩ trung niên ra về, còn dặn dò Lý Hinh Dư vài câu. Biết Trương Khắc không có gì đáng lo, Lý Hinh Dư liền đi tắm, tắm xong thay áo ngủ có chút đắn đo, cuối cùng không thích đi ngủ mặc áo lót siết lấy ngực không thoải mái, thêm vào Trương Khắc ngủ rồi, Lý Hinh Dư liền không mặc đồ lót, chỉ mặc váy ngủ lụa dây đeo màu nhũ bạc, khoác thêm áo choàng ngủ dày, đi vào phòng ngủ của Trương Khắc. Ngồi máy bay đi đường cả ngày, vừa rồi lại lo lắng bận rộn một hồi. Lý Hinh Dư mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài, chỉ là nhìn khuôn mặt tiều tụy của Trương Khắc, Lý Hinh Dư do nửa đêm bệnh y trở nặng, hoặc tỉnh dậy khát nước gì đó, cô không thể qua phòng khác ngủ. Nhưng gian phòng này chỉ có một cái giường, nếu ngủ ở phòng này, vậy phải. Lý Hinh Dư do dự mãi, cuối cùng không kháng cự nổi cơn buồn ngủ, sang phòng khác ôm chăn gối qua, trải bên cạnh Trương Khắc, vừa ngáp vừa chui vào chăn, mặc dù cảm thấy rất mệt, nhưng mặc áo choàng ngủ dày làm cô thấy không quen. Không thoải mái, lên nhẹ nhẹ cởi áo choàng ra, khe khẽ đẩy ra khỏi chăn, tay vừa thỏ ra khỏi chăn, sợ lạnh ném luôn áo choàng ngủ xuống đất, bàn tay nhỏ rụt nhanh lại, cuốn chặt chăn quanh mình, thoải mái nằm bên trong, không bao lâu ngủ ngon lành. Giờ là đầu xuân, nhưng ban đêm vẫn có thể coi là rất lạnh, trong phòng không bật điều hòa, cửa sổ lại hé mở, đó là do vị bác sĩ già trước khi đi nhắc nhở, người bệnh bị cảm tốt nhất không được ở trong phòng bật điều hòa. Đồng thời phải chú ý thông gió, Lý Hinh Dư liền làm theo lời dặn đó. Vừa rồi mới ngủ còn chưa cảm thấy gì, ngủ tới nửa đêm, Lý Hinh Dư cảm thấy trong chăn mỗi lúc một lạnh, người run run, bởi vì cái chăn của cô thích hợp trong phòng có điều hòa thôi, giờ vừa không có điều hòa lại mở cửa số thế này, dù là nam nhân cường tráng cũng thấy lạnh, uống hồ cô tiểu thư được cưng chiều như Lý Hinh Dư. Trong trạng thái mơ màng nửa ngủ thức, Lý Hinh Dư theo bản năng nhích sang chỗ ấm áp, thấy chỗ còn ấm hơn chăn mình. Cứ thế chui vào. Chui vào trong chăn, cô chạm phải thân thể nóng hầm hập của Trương Khắc, thu hoạch bất ngờ này Lý Hinh Dư đang đi tìm hơi ấm liền quấn lấy y như con bạch tuộc, đầu rúc vào lòng y, một tay ôm cổ,
một tay choàng qua ngực, cái đùi trắng như tuyết khác lên bụng Trương Khác, trong mơ kiếm được cái gối ôm lớn ấm áp, Lý Hinh Dư cuối cùng thoải mái ngủ say. Chương 1405, bệnh nhân Tân Vu. Cả đêm bình an vô sự, khi ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, một trong hai người trên giường có một người tỉnh lại trước. Mẹ, để Xảo Trinh ngủ thêm một lúc nữa đi. Trong lúc mơ ngủ Lý Hinh Dư thấy có người bóp mũi mình, chưa muốn dậy, trong tiềm thức vẫn cho rằng đang ngủ trong nhà tại Seoul, làm nũng muốn ngủ nướng. Không đúng, hôm qua mình tới Trung Quốc, tới kiến nghiệp rồi cơ mà. Không chỉ tới kiến nghiệp mà còn tới phòng anh ấy. Lý Hinh Dư choàng tỉnh, mở to hai mắt. Nhìn thấy đôi mắt đã khôi phục tinh thần như thường ngày, tay y còn đang bóp mũi mình, Lý Hinh Dư xấu hổ cắn môi, lắc đầu thoát khỏi hai ngón tay của y. Lý Hinh Dư muốn hỏi Trương Khác ngủ thế nào, còn cảm nữa không để di chuyển sự chú ý của y cho mình bớt xấu hổ, nhưng nhận ra mình đang nằm sát bên cạnh y, người còn cuộn tròn như đứa bé chui vào lòng y, Lý Hinh Dư thẹn tới mặt đỏ lựng, muốn nhích người rời khỏi cái lồng ngực ấm áp làm người ta lưu luyến, nhưng bị Trương Khác đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ, chậm chậm kéo cô vào lòng. Qua lớp váy ngủ bằng lụa mỏng, Trương Khác cảm thụ được cơ thể Lý Hinh Dư đang khe khẽ run rẩy, bầu ngực cực lớn càng rung rinh dữ dội. Từng đợt sóng xung kích tấn công Trương Khác, tựa hồ biết Lý Hinh Dư lo lắng mình làm gì, Trương Khác thầm cười khổ, cho dù em có lòng anh cũng chẳng có sức. Trương Khác nhẹ nhẹ vuốt ve sống lưng Lý Hinh Dư, nói vào bên cái tai nhỏ nóng như phát sốt, cảm ơn em hôm qua chăm sóc cho anh. Không có chuyện xảy ra như trong tưởng tượng, Lý Hinh Dư trấn tĩnh lại, trong lòng không khỏi có chút hụt hẫng, nhưng mau chóng bị sự quan tâm thay thế. Hình như không còn sốt nữa, bác sĩ nói chỉ cần qua đêm hạ sốt rồi. Uống thêm mấy lần thuốc là không sao. Lý Hinh Dư ngoan ngoãn như con mèo nhỏ nằm trong lòng Trương Khác, đưa tay sờ trán Trương Khác, giọng lộ vẻ mừng rỡ, thế nhưng nhìn khuôn mặt Trương Khác vẫn có chút tiểu tụy. Lý Hinh Dư ôm lấy mặt y đau lòng nói, có phải gần đây làm việc vất vả quá không, nếu áp lực lớn quá phải nghỉ ngơi một thời gian mới được. Trương Khác mặt mũi nào mà nói làm việc vất vả, đêm hôm kia y công tác trên một cái giường khác quá mệt thì có, lúc này chỉ có thể thuận theo ý của Lý Hinh Dư gật đầu ứng phó. Lại lo cô hỏi sâu hơn, liền di chuyển chủ đề, lần này tới kiến nghiệp là do em lựa chọn, hay do trong nhà an bài. Để bàn tay ngọc ngà nhỏ nhắn cả Lý Hinh Dư vuốt ve mặt, Trương Khác nhích người tách khỏi thứ hung khí kia một chút, nếu không tuyệt đối không thể trấn áp được thú tính đang trỗi dậy trong người. Cha em bảo, em có thể lựa chọn con đường mình muốn đi, nhưng là một phần tử trong gia tộc, phải xứng đáng với trách nhiệm của mình. Lý Hinh Dư nhìn chăm chú vào mắt Trương Khác, như tìm kiếm bóng dáng mình trong đó. Cho nên em chọn cùng Lý Tại Thù về kiến nghiệp à? Trương Khác nắm tay đưa tới trước miệng cô, dùng giọng điệu của phóng viên hỏi, xin hỏi tiểu thư Lý Hinh Dư, hiện giờ chức vụ của cô trong công ty Samsung Trung Quốc là gì? Lý Hinh Dư phối hợp với Trương Khác lém lỉnh giới thiệu công việc mới của mình, khụ, vì tôi không có kinh nghiệm công tác, cho nên trước tiên làm từ chức trợ lý nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Samsung Trung Quốc, sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn. Thấy giai nhân ngoan ngoãn phối hợp với mình như thế. Trương Khác không kìm được hôn chụt lên trán cô, khi nào chính thức tới báo danh. 3 ngày sau tới viện nghiên cứu báo danh, sau này cần phải ở chung cư do công ty an bài thống nhất giống như nhân viên bình thường khác, Lý Hinh Dư lòng ngọt ngào cảm thụ nụ hôn trên trán, giọng nói có chút nuối tiếc, tiếc sau này không thể thường xuyên gặp người yêu được. Vì để hiểu Samsung hơn, sau này anh có kế hoạch thường xuyên tới chỗ em thăm dò tình hình, em sẽ không đuổi anh đi chứ. Giai nhân buồn, Trương Khác tất nhiên phải tỏ thái độ. Lý Hinh Dư không trả lời, chỉ ôm mặt Trương Khác, chủ động hôn lên môi y, đỏ mặt cẩn thận dùng hai tay che ngực chui ra khỏi chăn, nhặt áo choàng ngủ dưới đất lên. Lúc cô xoay người sắp choàng áo lên người, dưới ánh mặt trời rực rỡ mùa xuân, chiếc váy ngủ lụa mỏng bị ánh sáng quyên qua, chẳng khác gì không mặc y phục, làm Trương Khác nằm trên giường nhìn thấy hết sức rõ ràng. Hai quả bóng nước non mềm trắng như tuyết lay động theo bước chân, chiếc quần lót trắng tinh có diềm hình hoa hồng. Giữa hai cặp đùi miên man là vùng đất kỳ diệu dụ hoặc nhô lên, cùng con lạch thiên nhiên chạy dọc qua. May mà trời lạnh không máu mũi chảy ra cả lít rồi, còn tự khen bản thân định lực tốt, chuyện nên xảy ra thì sớm muộn cũng xảy ra thôi, nóng lòng cũng vô ích, muốn nắm được thời cơ cần kỹ thuật và vận may nhất định, thực ra là đang tự an ủi bản thân hôm qua bất lực. Lý Hinh Dư lấy y phục trong vali ra, tắm rửa thay y phục xong làm hai suất điểm tâm đơn giản. Cơn sốt đã giảm. Trương Khác không thể lười biếng nằm lì trên giường nữa, đi tắm nước nóng trước, mặc y phục đi ra cảm thấy tinh thần khôi phục rất nhiều rồi. Ăn sáng xong, Lý Hinh Dư phải ra ngoài đi bái phỏng một số cao tầng Samsung Trung Quốc,
tuy 3 ngày nữa mới chính thức báo danh, nhưng là nhân viên mới do tổng bộ phái đến, dù sao lúc này thân phận của cô không còn giống như lúc đi du học nữa. Trong chưa đầy 2 tiếng Lý Hinh Dư ra ngoài, Trương Khắc nhận được điện thoại của Hứa Tư, biết sáng nay cô đã tới kiến nghiệp, vừa tới Bệnh viện Nhân dân tỉnh bàn kế hoạch mới của Quỹ Y tế, đang tới căn nhà gỗ bên hồ chỉnh đốn một ít tài liệu, 1 giờ chiều sẽ bay sang Hong Kong. Trương Khắc thầm hô may mắn, ít nhất tới giờ cuộc đời y bị chia cắt không tệ, hiếm xảy ra sự kiện các cô gái chạm mặt nhau. Tới nhà gỗ bên hồ, Trương Khắc vào phòng, Hứa Tư đang ngồi trước bàn đọc tài liệu. Thấy Trương Khắc ngồi xuống phía đối diện mình, Hứa Tư gấp tài liệu lại, thuận tay đặt lên bàn, đứng dậy đi tới bên Trương Khắc, quan sát mặt hắn có vẻ không khỏe lắm, lo lắng hỏi, người không khỏe ở đâu à? Mấy ngày trước em bị cảm nhẹ, bác sĩ đã tới khám, giờ gần khỏi rồi. Trương Khắc kéo Hứa Tư vào lòng, ngửi mùi thơm trên tóc cô, chỉ tới Bệnh viện Nhân dân tỉnh, kế hoạch mới có vấn đề gì không? Không có, mọi việc đều thuận lợi, chủ yếu tôi tới gặp viện trưởng Ngụy vì việc khác. Hứa Tư chỉ tài liệu trên bàn giải thích, quỹ đã hỗ trợ bệnh viện xây dựng một phòng thực nghiệm ngoại khoa tim não, viện trưởng Ngụy nhắc tới một bệnh nhân đặc biệt, đã trị liệu một thời gian nhưng không có hiệu quả, cần một số thiết bị để phẫu thuật mới có khả năng khỏi bệnh, cho nên ông ấy viết một báo cáo, trình bày cụ thể tình hình cụ thể của người bệnh, cùng chi phí và trang thiết bị cần thiết. Vị viện trưởng Ngụy đó đúng là người có y đức, làm việc cũng chu đáo. Trương Khắc liếc mắt qua báo cáo đóng ngoài bằng nhựa dẻo trắng. Đoán vị viện trưởng này chắc đi du học bên Tây về, người bình thường không làm báo cáo đẹp như thế. À, phải rồi, bệnh nhân này người Tân Vu, coi như là đồng hương với cậu, nói không chừng cậu quen cô bé xinh đẹp ấy. Hứa Tư trêu Trương Khắc. Vậy chị để tài liệu ở lại đây, em rảnh sẽ xem, nếu như đúng là quen thật thì gọi là có duyên rồi. Trương Khắc đưa tay sờ báo cáo, chiều chị đi Hong Kong rồi, giờ chúng ta cùng đi ăn cơm nhé. Trương Khắc cùng Hứa Tư rời căn nhà gỗ. Đóng cửa lại, bản báo cáo làm bằng giấy A4 lặng lẽ nằm đó, không biết bao giờ mới được mở ra đọc. Chương 1406, buổi tối của những bất ngờ. Mấy ngày sau đó Trương Khắc cùng Lý Hinh Dư đi du ngoạn hết những danh lam thắng cảnh lớn nhỏ kiến nghiệp, nếu chẳng phải thời gian có hạn, Trương Khắc còn muốn đưa Lý Hinh Dư đi trải nghiệm suối nước nóng Tân Vu, còn về phần có phải vì y muốn nhìn Lý Hinh Dư mặc bikini hay không thì không biết được. Tối nay tổ chức một lễ chúc mừng cho em nhé. Chúc mừng em thành nhân viên ưu tú của Samsung. Trong buổi chiều ngày cuối cùng, Trương Khắc kiến nghị với Lý Hinh Dư. Ừ, Lý Hinh Dư mím môi gật mạnh đầy, nỗ lực không để sự ngọt ngào trong lòng thể hiện ra, sự chu đáo của anh ấy thật làm người ta say đắm. Sao thế, mặt anh có nhọ à? Thấy Lý Hinh Dư ngây ra nhìn mình, Trương Khắc đưa tay lên sờ mặt. Lý Hinh Dư tỉnh lại, không trả lời Trương Khắc mà nắm tay y, hưng phấn nói. Chúng ta cùng đi mua đồ chuẩn bị thật kỹ cho buổi lễ này nhé. Tới siêu thị, 2 người bọn họ trừ mua hoa quả, đồ uống, pháo giấy, đồ trang trí ra, còn có 5 chai rượu vang, về chung cư thanh niên, lại bận rộn suốt cả một buổi chiều, bố trí phòng khách giống một buổi party, tới tối ai về phòng nấy thay trang phục. Khi nhìn thấy Lý Hinh Dư mặc váy dạ phục màu lam nhạt từ trong phòng đi ra, Trương Khắc không kìm được, qua, một tiếng, chiếc váy chế cổ này của Lý Hinh Dư gây tác động thị giác quá dữ dội. Làm Trương Khắc không khỏi sinh ra ước nguyện cả đời này chỉ có một mình được nhìn Lý Hinh Dư như thế. Lý Hinh Dư rõ ràng đã dày công trang điểm, mắt kẻ mờ mờ, làm con ngươi trong sáng càng thêm sinh động có thần, cánh môi mỏng ướt cũng bôi chút son, càng thêm đỏ thắm, mái tóc dài suôn mềm quấn gọn gàng đằng sau, khoe hoàn toàn khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, cùng dây chuyền kim cương long lanh trước cổ, làm cảm giác thanh thuần như thiên sứ trước kia của cô tăng thêm vài phần thành thục, gợi cảm và hấp dẫn. Dạ phục chất liệu nhẹ dán lên cơ thể bốc lửa của cô, đong đưa theo từng nhịp bước chân. Chiếc váy bó ngực không tay làm lộ ra chiếc cổ tinh tế, bờ vai mượt mà và chiếc xương quai xanh nhỏ nhắn của cô hoàn toàn lộ ra ngoài, hấp dẫn nhất đường viền hai bầu vú trắng muốt cùng với đường nét tròn căng gợi cảm, khe vú sâu thấp thoáng hiện ra ngoài làm sinh tư tưởng miên man, uy lực hung khí nhân gian tăng thêm gấp bội phần, nhìn nửa bầu ngực phập phồng theo hơi thở đó, tim Trương Khắc cũng đập nhộn nhạo theo. Nỗ lực khắc chế tâm tình của mình, Trương Khắc cùng Lý Hinh Dư trải qua một lễ chúc mừng hoàn chỉnh, 5 chai rượu chỉ còn lại 1 chai. Khiêu vũ cùng với em nhé. Lý Hinh Dư đột nhiên đỏ mặt yêu cầu. Âm nhạc vang lên, 2 tay Trương Khắc đặt lên vòng eo thon nhỏ của Lý Hinh Dư, bước chân di chuyển nhẹ nhàng theo tiếng nhạc, đó là điệu nhảy chậm chỉ đôi tình nhân với nhau mới có, cơ thể dán sát vào nhau, ngửi được mùi thơ cơ thể của nhau, nghe rõ được tiếng tim đập của nhau. Nhìn người ngọc trong lòng.
dáng vẻ đáng yêu ngoan ngoãn như mặc người ta làm gì thì làm, thêm vào khuôn mặt kiều diễm như hoa đào, và khe vú sâu hút hồn, tay Trương Khắc bắt đầu vượt giới hạn chạm vào mông Lý Hinh Dư. Á, anh dẫm vào chân em rồi. À, anh xin lỗi. Lý Hinh Dư thừa biết vì sao bước chân Trương Khắc đột nhiên rối loạn, khuôn mặt hồng hào vì rượu càng thêm đỏ lựng, quyến rũ bội phần. Ái! Lần này tới lượt Lý Hinh Dư nhầm bước, cô không dám nhìn Trương Khắc, thậm chí không dám hít thở mạnh, mùi nam nhân trên người Trương Khắc làm cô thấy ngây ngất, Lý Hinh Dư xấu hổ vô cùng. Nhịp chân cả hai đại loạn, chân Trương Khắc bước vào giữa hai chân cô, Lý Hinh Dư muốn né tránh nhưng không kịp nữa, đùi y va chạm vào chỗ mẫn cảm giữa hai chân cô. Lý Hinh Dư như bị điện giật, toàn thân cứng đờ, đùi khép lại một cách vô thức, kẹp cứng luôn cả chân Trương Khắc, càng làm vùng đẫn mẫn cảm thiếu nữ sao chịu nổi tiếp xúc như thế, người cô mềm nhũn không còn chút sức lực nào, người dựa hẳn vào Trương Khắc. Khúc khiêu vũ này không thể nhảy tiếp được rồi, Trương Khắc nhìn đôi mắt mơ màng đang dần dần khép lại của Lý Hinh Dư, hàng mi dài khẽ rung động, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng ướt át, cảm giác mềm mềm ấm ấp đó làm người ta ngây ngất. Lý Hinh Dư qua chút khẩn trương xấu hổ ban đầu, đưa tay ôm chặt lấy hông Trương Khắc, phụng về đáp lại, chiếc lưỡi nhỏ nhặn còn chủ động tiến vào miệng Trương Khắc. Người ngọc trong lòng chủ động như thế làm khởi lên dục vọng lớn nhất của Trương Khắc, tham lam ngấu nghiến mút chiếc lưỡi đinh hương của cô, vuốt ve thân hình mơn mởn đầy nhựa sống, tay thủ đồi ngực này nở mềm mượt, tay vòng qua cặp mông tròn trịa, muốn tiếp tục điến vào thám hiểm vùng đất thần bí, nhưng bất ngờ ngón tay chạm thứ dày dày. Á! Đây là một tiếng kêu hoàn toàn khác tất cả những tiếng kêu phía trên, mang theo nuối tiếc vô ngần của Trương Khắc, chẳng lẽ muốn nắm được thời cơ lại khó thế sao? Lúc Lý Hinh Dư bị Trương Khắc vuốt ve tới bắp đùi, đầu óc chỉ còn khoảng trắng xóa, lạc lối trong cơn mê say, nghe tiếng kêu của Trương Khắc mới tỉnh lại, nhanh chóng đoán ra được chuyện gì. Sự bất tiện trên người mình làm Lý Hinh Dư ngượng ngùng vô cùng, một đêm mỹ hảo như thế lại không thể hiến thân cho người yêu thương, thực sự kết hợp làm một. Để người yêu hưởng thụ hoài ái, làm cô rất áy náy mà bất an. Cảm giác vật nong nóng kia chọc vào bụng dưới mình, Lý Hinh Dư không khỏi nhớ tới chuyện đã được nghe qua, chỉ là chuyện đó quá lớn mật, làm cô khó chấp nhận được, cũng lo nếu như mình làm như thế, anh ấy sẽ nhìn mình như thế nào, liệu có cho rằng mình là nữ nhân phóng đãng hay không. Bữa tiệc trước đó, Lý Hinh Dư một mình uống hơn chai rượu, lúc cùng Trương Khắc thân mật ôm nhau khiêu vũ, dục vọng nguyên thủy dồn nén trong cơ thể hai mươi mấy năm bị hơi rượu. Âm nhạc, lãng mạn, cảm động hòa trộn lai, dần dần lan đi khắp cơ thể. Sau đó nụ hôn đầy kỹ xảo cùng với sự vuốt ve nóng bỏng cả Trương Khắc làm tình dục như nước lũ vỡ đê không thể khống chế, tràn vào mỗi một tế bào trong người cô, cách lớp giày giữa hai chân, Lý Hinh Dư cũng nhận ra chỗ đó đã ướt hết rồi, toàn thân vừa ngứa vừa nóng, như có vô số con sâu nhỏ chạy trong người, cô chỉ muốn được nam nhân tiến vào để thỏa mãn, để phát tiết. Lý Hinh Dư không phải cô bé nữa. Biết Trương Khắc nhất định còn khó chịu hơn mình, thế nhưng chuyện đó xấu hổ quá mức, Lý Hinh Dư còn là hoàng hoa khuê nữ, làm sao dám làm cái chuyện hổ thẹn đó. Không sao, hôm nay không nhất định phải như vậy. Trương Khắc nhìn ra được tâm tình của Lý Hinh Dư, mỗi lần nghĩ mình làm việc gì có lỗi, cô bé đáng yêu này lại như thế, chỉ cần được ôm em trong đêm mỹ hảo thế này, là chuyện tuyệt vời trong đời rồi. Nhìn thấy Trương Khắc vừa thống khổ vừa tiếc nuối nhưng vẫn an ủi mình. Trái tim thiếu nữ ngây thơ bị chạm vào đúng chỗ yếu nhất, anh ấy vì mình như thế, vì sao mình không hy sinh chút xấu hổ vì anh ấy? Chỉ cần làm nam nhân của mình được thỏa mãn, là chuyện kiêu ngạo và hạnh phúc nhất của nữ nhân, những lời đó vừa rồi Lý Hinh Dư cảm thấy khó chấp nhận, lúc này lại như danh ngôn chí lý. Thầm hạ quyết tâm, Lý Hinh Dư chủ động hôn lên môi Trương Khắc, hai tay lóng ngóng cởi thắt lưng y. Hinh Dư, không cần như thế, thực sự không cần đâu mà. Hành động bất ngờ của Lý Hinh Dư làm Trương Khắc không thích ứng kịp, không biết chuyện gì khiến cô có hành động này, nghĩ tới tình trạng của cô, vội đưa tay ngăn cản. Lý Hinh Dư mặc dù trông nhu nhược ngoan ngoãn, nhưng trước kia thà kết liễu sinh mạng bản thân chứ không muốn đi Nhật Bản, làm người ta nhìn thấy trái tim trong nhu có cương, lúc này khó khăn lắm mới hạ được quyết tâm, Lý Hinh Dư tất nhiên không để Trương Khắc ngăn cản, huống hồ sự ngăn cản của Trương Khắc không phải dứt khoát lắm, cô ngồi xuống, cởi cúc, kéo khóa quần Trương Khắc. Chương 1407, những ngày tháng tư. Chiếc quần dài tuột xuống, Lý Hinh Dư hơi do dự, rồi mím môi dũng cảm cho vào trong quần xịp của Trương Khắc, móc cây gậy vừa ấm vừa to ra, tích tắc đó cả hai đều chấn động, Lý Hinh Dư mặt đỏ như gấc chín, còn cây gậy càng cứng càng nóng hơn, nắm ngón tay mềm như không xương kia từ từ nắm lại,
Trương Khắc thiếu chút nữa không nhịn nổi. Được rồi, Lý Hinh Dư đột nhiên buông tay ra. Được rồi, làm sao như vậy đã được, thế này có khác gì giết người. Trương Khắc đang thất vọng thì đột nhiên cảm thấy nơi đó tiến vào chiếc miệng ấm ấp ướt át, làm y phát ra tiếng kêu dài thỏa mãn cực độ. Chuyện đã tới mức này mặc dù trong đầu vẫn nghi hoặc, nhưng Trương Khắc không giả dối từ chối sự hy sinh của Lý Hinh Dư, hai tay y đặt lên bờ vai tròn chính mịn màng của Lý Hinh Dư, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó vuốt dần lên trên, cẩn cổ, gáy, dái tai. Á, đừng dùng răng, vốn đang tên người trong khoái cảm tột cùng, nhưng lại bị hàm răng của Lý Hinh Dư cắn phải, tức thì đau đến mức suýt ngừng thở. Lý Hinh Dư ngước mắt nhìn với vẻ hối lỗi, dần dần cô không còn thấy quá khó khăn nữa, nhưng mặc dù Lý Hinh Dư rất nỗ lực, dùng cả tay lẫn miệng, có điều đến hôn với cô còn lạ lắm, trong thời gian ngắn không dễ khiến Trương Khắc đạt được cực khoái. Chắc biết mất bao lâu, Lý Hinh Dư cảm thấy miệng mỏi hết cả rồi, nhưng vẫn không làm Trương Khắc thỏa mãn, liền hạ quyết tâm cuối cùng, dưới ánh mắt kinh ngạc lần nữa của Trương Khắc, vòng tay ra sau lưng kéo khóa váy, chiếc váy tuột xuống. Mặc dù nhiều lần loáng thoáng nhìn thấy nó, không ít lần được chạm tay vào bầu ngực đồ sộ của Lý Hinh Dư, nhưng khi nó thực sự xuất hiện trước mắt, Trương Khắc chừng như cảm thấy ngạt thở, không khỏi cảm khái đấng sáng thế quá yêu ái Lý Hinh Dư. Đôi bầu ngực tuyệt thế phải mặc áo lót trên cỡ hát này mặc dù to như quả bóng thổi căng, nhưng vẫn mịn như nhung, dưới là da trắng thấp thoáng nhìn thấy gân xanh, hai cái núm vú màu phấn hồng lên đáng yêu vểnh lên, cùng với một vòng nhũ vựng màu hồng nhàn nhạt cực kỳ kiều mị mê người ở xung quanh đó, phối hợp với nhau, giống như một nụ hoa tươi. À, không phải nụ hoa mà là trái quả mới đúng. Chỉ nhìn thôi Trương Khắc thấy màu nóng sục sôi rồi, quỳ xuống chậm chậm đưa tay tới, quả nhiên một bàn tay không sao nắm gọn được. Bầu ngực cô tràn đầy xúc cảm, trơn mịn như bơ, dùng tay không thỏa mãn, Trương Khắc hôn lên vú của Lý Hinh Dư, nhẹ nhẹ gặm nhấm núm vú, dùng lưới mút mạnh. Đừng, Lý Hinh Dư toàn thân run rẩy, đưa hai tay ra chặn Trương Khắc lại. Trương Khắc ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Lý Hinh Dư, tối nay xảy ra mấy chuyện bất ngờ làm đầu óc y phản ứng hơi chậm chạp, lại lần nữa thấy chuyện ngoài dự liệu, Lý Hinh Dư dùng hai tay bóp vú, kẹp lấy cây gậy của Trương Khắc. Trên đời này khó tiếp nhận nhật là mỹ nhân ân, Trương Khắc nuốt nước bọt đánh ực, bầu vú của Lý Hinh Dư đúng là trời sinh để thực hiện việc này. Đúng là tái ông thất mã, sau khi đạt được thỏa mãn lớn nhất, tắm táp xong, Trương Khắc ôm Lý Hinh Dư trong lòng, chuyện xảy ra đêm nay làm y như nằm mơ. Sao em lại biết có thể làm như thế? Nhìn Lý Hinh Dư qua kích thích mãnh liệt, đã xấu hổ vùi đầu vào ngực mình không dám ngẩng lên, Trương Khắc hỏi khẽ. Là, lại Yong Ah bảo em. Cô ấy nói, không cần biết dùng cách nào, chỉ cần làm nam nhân của mình được thỏa mãn, là chuyện kiêu ngạo và hạnh phúc nhất của nữ nhân, còn nói ngực em to như thế, có thể. Có thể, mâu thuẫn lo lắng lớn nhất của Lý Hinh Dư là cái nhìn của Trương Khắc về mình, nghe y hỏi tới che mặt, dùng giọng nhỏ như mũi kêu giải thích, càng nói càng bé, cuối cùng ngoài cô ra chẳng ai nghe thấy được. Yong Ah, Park Yong Ah, Trương Khắc đương nhiên biết cô gái đó, đó là mỹ nữ có quan niệm tình dục cực kỳ cởi mở. Từng có lần muốn săn mình, không ngờ cô ta dạy Lý Hinh Dư loại chuyện này, may mà bảo bối của mình không bị cô ta làm hư, đồng thời thầm gửi lời cảm tạ vô vàn tới Park Yong Ah đang ở Hàn Quốc xa xôi. Hinh Dư, cô ấy nói không sai, chuyện vừa rồi em làm khiến anh vô cùng cảm động. Trương Khắc cũng phần nào đoán ra Lý Hinh Dư lo lắng cái gì, nhẹ nhàng cởi bỏ nút thắt cho cô, với hai người yêu nhau mà nói, đó là chuyện cao thượng khiến người yêu cảm động, tuyệt đối không bị hiểu lầm gì cả. Lý Hinh Dư chùm đầu hàm hồ đáp. Chuyện này làm lần đầu khiến người ta cảm thấy xấu hổ, khó chấp nhận, nhưng mà làm nhiều lần là quen thôi. Trương Khắc nói tới đó chính bản thân hoài nghi mục đích lời nói vừa rồi, thành ra lo Lý Hinh Dư nghe thấy có phản tác dụng không, nhưng Lý Hinh Dư trốn trong chăn không lên tiếng, chỉ có cái đầu khẽ gật một cái, rất khó nhận ra. Ngày tháng tươi đẹp luôn ngắn ngủi, mặc dù trong lòng hết sức quyến luyến, nhưng Lý Hinh Dư cuối cùng vẫn phải vào chung cư do công ty an bài thống nhất. Là người mới, dù có là con gái hội trưởng, Lý Hinh Dư vẫn bị đãi ngộ như người bình thường, làm việc từ chuyện cơ bản nhất, hơn nữa ngay cả cuối tuần cũng phải tới viện nghiên cứu tăng ca, lại thêm một điều Trương Khắc phục người Hàn, ở Trung Quốc hoàn toàn không có chuyện này, dù bên trên muốn, bên dưới ai dám đối xử với công tử tiểu thư đó như người thường. Mới đầu Trương Khắc trừ buổi tối thường xuyên gọi điện cho cô, thì chẳng còn cơ hội gặp mặt nữa. Nhưng từ trong điện thoại Trương Khắc có thể nghe ra, Lý Hinh Dư mặc dù làm việc rất vất vả, nhưng tinh thần rất tốt, cô thích hoàn cảnh và công tác hiện tại, y liền yên tâm hơn. Trương Khắc cũng bắt đầu bận tối tăm mặt mũi,
chuyện nhà máy LCD đã xác định đặt ở Tân Đình có rất nhiều chuyện cần phải liên hệ với phía chính quyền, hạng mục cả chục tỷ USD, không thể có chút sai sót nào nhỏ nhất. Rồi chuyện mua ngân hàng ở Singapore, đó là bước đi đầu tiên của Thương vụ Cẩm Hồ bước vào sản nghiệp tài chính, phần đàm phán y không cần tham gia, nhưng khi chắc chắn có được ngân hàng nào, thì phải tính tới phương hướng phát triển của nó, đó là nền móng vững chắc cho sau này của cả đế quốc Cẩm Hồ, nhất là những ngân hàng mua lại đó, toàn là cái đang kinh doanh đi xuống, không bỏ công vào đó, không vực dậy được. Tại Bắc Kinh, Liên Thông đã hoàn tất nâng cấp mạng CDMA, Cẩm Hồ và Liên Thông ngày càng dựa chặt chẽ vào nhau. Tương lai của Liên Thông sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới di động Ái Đạt trong nước trong nhiều năm tới, có nhiều việc cần Trương Khác đích thân có mặt. Tuy bận rộn nhưng Trương Khác vẫn khéo léo sắp xếp lịch chạy về kiến nghiệp trong ngày Lý Hinh Dư được nghỉ, tới chung cư của cô, cùng nhau làm cơm, cùng nghe nhạc xem phim, cùng làm việc mà cặp đôi yêu đương sẽ làm, cuộc sống vất vả mà phong phú hạnh phúc. Cuối tháng tư rồi, kiến nghiệp mùa này rất đẹp, thực sự làm người ta cảm nhận được không khí đầy sức sống của mùa xuân. Áo len dày đã bị nhét vào tủ, trang phục mùa xuân cất trong tủ gần một năm được lấy ra. Trương Khác vừa bôn ba khắp nơi về kiến nghiệp, có giấc ngủ ngon lành, đang khoan khoái hưởng thụ nắng ấp mùa xuân, ánh mắt vô tình liếc qua lịch treo tường, thầm giật mình, cuối tháng tư rồi, nhẩm tính sang tháng năm mở đầu bằng chuyến lưu diễn của Giang Đại Nhi, sau đó Tôn Tĩnh Mông tới kiến nghiệp, y còn bận rộn hơn nữa, vậy mà tới giờ luận văn tốt nghiệp chưa có chữ nào. Mặc dù không ai dám đánh trượt y. Nhưng luận văn của y định sẵn sẽ khiến khối người xăm soi, chẳng phải Trương Khác tự sướng, luận văn của y chắc chắn sẽ được đặt lên bàn Lý Viễn Hồ, Giang Mẫn Chi, thậm chí cấp cao hơn, Trương Khác muốn tận dụng cơ hội bán chính thức này thể hiện một số quan điểm của mình. Chương 1408, có kẻ lại bắt đầu rồi. Trương Khác đánh răng rửa mặt ăn sáng qua loa rồi đi tới thư viện Ái Đạt, ý tưởng y có sẵn rồi, đó là luận về sự khác nhau của các tập đoàn tài chính. Phải làm sao khéo léo nêu bật phương hướng phát triển của Cẩm Hồ phù hợp với lợi ích của đất nước. Chủ đề này cần tham khảo rất nhiều tư liệu. Thư viện điện tử mới chỉ có bước khởi đầu. Kho sách lớn của Thư viện Ái Đạt là nơi thích hợp nhất. Huống hồ từ khi Thư viện Ái Đạt xây xong, y và Trần Phi Dung còn chưa tới đây lần nào, cũng là tiếc nuối nho nhỏ. Trần Ninh thấy Trương Khác biến mất gần một tháng đột nhiên lại xuất hiện ở ngõ học phủ không khỏi vui mừng. Trong lòng mừng rỡ, đột nhiên có chút mất mát, anh ấy về mà không liên lạc với mình. Trần Ninh vẫn như trước kia vẫy tay với Trương Khác, có điều thấy y không nhận ra, vẫn đi về phía trước, môi hơi giảo lên, có chút giận dỗi. Nhưng chút giận dỗi nho nhỏ đó lại biến thành tò mò, cô chưa bao giờ thấy Trương Khác vội vã như vậy, Trần Ninh do dự một chút, xoay người đi theo Trương Khác. Trương Khác vào thư viện tìm đi tìm lại được một chồng tài liệu, mở laptop ra vừa xem tài liệu vừa viết, chỗ nào hữu dụng lấy giấy kẹp sách đánh dấu, để lát nữa đi photo. Trần Ninh ngồi xuống một góc phòng đọc sách, nhìn Trương Khác bận rộn tới xuất thần, Trương Khác viết tới cả tiếng đồng hồ mà không nhúc nhích, lúc này đột nhiên dừng lại, nhìn về phía quầy phục vụ, Trần Ninh không nhịn được đi tới, anh tìm tài liệu à? Có cần em giúp không? Thấy Trần Ninh xuất hiện trước mắt, nụ cười Trương Khác phát ra từ tận đáy lòng, trùng hợp quá, anh vừa mới về kiến nghiệp. Đâu mà trùng hợp, người ta theo anh tới đây đấy. Trần Ninh cười hơi ngượng ngùng, đúng thế, anh cần em giúp không? Em không lấy tiền đâu. Trương Khác gật đầu, ừ, em trông máy tính giúp anh nhé, anh tìm thêm chút tài liệu. Khi Trương Khác ôm thêm một đống tài liệu quay về chỗ ngồi thì thấy Trần Ninh đang đọc bản thảo của mình, phát hiện Trương Khác đứng bên cạnh từ bao giờ, Trần Ninh mặt đỏ lên, em không cố ý đâu, chỉ vô tình nhìn thấy, thế là bị thu hút. Không sao cả, cũng không phải cái gì bí mật, chỉ không ngờ em lại hứng thú. Trương Khác thoải mái nói. Thấy Trương Khác không có vẻ gì là không vui, Trần Ninh thở phào, thè lưỡi ra, không ngờ luận văn khoa anh yêu cầu cao đến thế, những thứ này em cũng được học trên lớp rồi, có điều giáo viên không giảng thấu triệt như anh viết. Đợi viết xong anh sẽ cho em xem, có điều phải giữ bí mật với người khác nhé, mỗi em đã xem nó thôi đấy. Nói xong Trương Khác thiếu điều muốn đấm mình một cái, đúng là tật xấu khó bỏ. Trần Ninh gật đầu, cô gái nào chẳng thích mình là đặc biệt trong mắt ai đó. Vui vẻ chỉ tài liệu Trương Khác đánh dấu, những thứ này anh định đi photo phải không? Em làm giúp anh nhé. Thấy Trương Khác định từ chối, liền nói ngay, anh tranh thủ viết đi, em đang đợi xem đấy. Trương Khác lấy ví ra đưa cho Trần Ninh đi photo, cầm lấy chiếc ví còn mang hơi ấm của Trương Khác, tim Trần Ninh hơi run lên, đi nhanh ra khỏi phòng đọc sách, gõ lên đầu, Trần Ninh, mày là đồ vô dụng. Tới tận khi thư viện đóng cửa hai người mới rời đi, thấy cảnh đêm bên ngoài. Nhìn Trần Ninh tĩnh lặng đi bên cạnh,
Trương Khắc cảm khái, ông trời, ông làm thế làm gì? Thấy ánh mắt khó hiểu của Trần Ninh, Trương Khắc cười chuyển đề tài, anh hút thuốc được không? Anh nhịn lâu lắm rồi phải không? Hút đi, không sao đâu. Trương Khắc giơ tay xem hướng gió, chuyển sang phía cuối chiều gió, mới châm thuốc hút, quay sang nói với Trần Ninh, đi nào, chúng ta kiếm cái gì đó thật ngon tự khao bản thân một chút. Nhìn động tác nhỏ vừa rồi của Trương Khắc, Trần Ninh tủm tỉm cười. Tào Hổ buổi chiều thấy Trần Ninh ở bên cạnh Trương Khắc, lòng bực bội cho tới tận bây giờ, lúc này hắn đang cùng hai tên đàn em là Vương Đào và Giang Đào uống rượu giải sầu. Từ lần bị Trương Khắc phóng tay trên tới giờ, hắn luôn tìm cách trả thù, từng lộ ra với Giang Mi, kết quả bị Tiết Minh Lâu biết được can ngăn, Giang Mi thấy Tiết Minh Lâu quá thận trọng, có điều bị Tiết Minh Lâu lấy danh nghĩa Giang Mẫn Chi ra trấn áp, Giang Mi đành giới thiệu cho Tào Hổ một cô gái khác để giải sầu. Chỉ là Tào Hổ không sao quên được Trần Ninh. Càng làm hắn tức giận là Trương Khắc chẳng ở cạnh Trần Ninh, Vương Đào nói với hắn, Trương Khắc vẫn rất ít khi tới trường, chỉ thi thoảng gặp Trần Ninh một lần, đều ở chỗ công khai, không có hành động thân mật gì. Trần Ninh ở bên Vu Trúc còn nhiều hơn, nghe Vương Đào kể lại, Giang Đào tức tối nói, thằng đó chiếm nhà xí mà không ỉa là có ý gì. Tào Hổ thấy hắn ăn nói thô tục trừng mắt, thấy dáng vẻ Trần Ninh hôm nay, Tào Hổ chỉ lo Trương Khắc không có thời gian, không có chuyện y từ chối một giai nhân như thế được. Vương Đào thăm dò, Tào ca, thằng đó lai lịch ra sao mà phải cẩn thận như thế? Tào Hổ chỉ vào điện thoại của Vương Đào, thằng đó lắm tiền, cái điện thoại này là do công ty nhà nó sản xuất, cái xã hội này, giờ kẻ nào có tiền là thành đại gia rồi, làm cán bộ không là gì nữa. Vương Đào lật chiếc di động nhìn nhãn mác, giật mình nói, ái đạt à, nghe nói năm ngoái bọn họ kiếm được 50 tỷ. Tào Hổ cười khinh bỉ, đồ ngu, đó là doanh thu, lợi nhuận không tới mức như thế. Nhưng cũng phải được 10 tỷ. Thằng đó hợp tác với người ta, kiếm được vài trăm triệu là giỏi rồi. Nói tới đó Tào Hổ không khỏi sa sút tinh thần, mình tới vài trăm nghìn cũng chẳng có, cầm cốc rượu làm một ngụm lớn. Giang Đào thì bị con số đó làm giật mình, mấy trăm triệu, chẳng trách mà thằng đó ngông nghênh trong trường như thế. Vương Đào chọc lưng hắn, Giang Đào mới tỉnh ra, nhìn sắc mặt tối sầm của Tào Hổ, vội nói, Tào ca mà muốn kiếm tiền chẳng phải mở miệng cái là có sao. Và lại tiền nhiều thì ích gì, đây là thiên hạ của Đảng Cộng sản, lúc nào đó sẽ tóm hết lũ tư bản lại. Nghe Giang Đào nịnh bợ, Tào Hổ mới thấy vui hơn một chút, Giang Đào nói hắn muốn kiếm tiền chỉ cần mở miệng, hắn thấy nhiều cách kiếm tiền của đán thái tử Đảng Kinh Thành rồi, tất nhiên biết kiếm tiền không khó. Hay là mình làm chút chuyện chính thôi, nhưng Trần Ninh thì phải làm sao đây, hắn không muốn bị Trần Ninh cự tuyệt lần nữa. Vương Đào thấy hắn trầm ngâm, nghĩ chuyện kiếm tiền thì mình không giúp gì được. Nhưng chuyện Trần Ninh thì có một kế, Hổ ca, chuyện Trần Ninh hay là chúng ta đánh bọc hậu. Vu Trúc cúi đầu đi trên đường, trong lòng có chút bực dọc, Vương Đào và Giang Đào tới tìm hắn, luôn mồm gọi hắn sư huynh, kiếm cớ mời hắn đi ăn cơm, sau khi quen nhau rồi, bắt đầu không ngừng nghe ngóng hắn chuyện của Trần Ninh, Vu Trúc tính sau này không để ý tới bọn chúng nữa, nhưng hôm nay Vương Đào lại tới nói Tào Hổ muốn tìm hắn, không đi thì tự tính lấy mà làm. Vu Trúc đã được nghe kể chuyện Tào Hổ tán tỉnh Trần Ninh ở dưới ký túc xá nữ bị Trương Khắc làm bẽ mặt, khi đó còn cảm thấy rất vui mừng, chỉ thấy đấy là chuyện chó cắn chó mà thôi. Trong lòng hắn, cả Trương Khắc và Tào Hổ đều chẳng phải là loại người tử tế gì, Trương Khắc háo sắc và ngông cuồng khỏi phải nói, ác danh của Tào Hổ ở đời ết Đông Hải cũng có xu thế đi sau tới trước, mỗi ngày lái xe thể thao đắt tiền khoe khoang, nhập học chưa tới một năm đã thay bạn gái đếm không xuể. Sau chuyện hôm rằm tháng giêng, Vu Trúc bám sát Trần Ninh, theo cô đi ôn tập cả tuần, thấy chuyện sóng yên biển lặng, Trương Khắc và Tào Hổ đều không tới quấy rầy. Thêm vào Trần Ninh đảm bảo với hắn là không có gì với Trương Khắc, hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ dặn dò Trần Ninh cần phải cẩn thận. Có điều khi Tào Hổ chuyển lời muốn gặp mặt hắn, Vu Trúc mới phát hiện ra cho dù muốn từ chối Tào Hổ cũng cần phải có dũng khí, nghĩ lại, Vu Trúc lại cảm thấy mình đi gặp Tào Hổ một chuyện cũng có gì đâu, muốn nói gì thì nói rõ ràng trước mặt, mình cần gì phải sợ hắn. Suy nghĩ như thế để khuyên chính mình, Vu Trúc theo thời gian hẹn tới khách sạn kiến nghiệp. Chương 1409, tới trước ăn trước. Chỗ Tào Hổ hẹn Vu Trúc là phòng bao nhỏ, nghe có tiếng gõ cửa, Giang Đào ra mở cửa mời Vu Trúc vào, trở tay đóng cửa lại, đứng đó canh gác. Động tác này của Giang Đào làm Vu Trúc hơi sợ, hắn bắt đầu hối hận vì sao không gọi thêm vài người bạn đi cùng. Tào Hổ nhìn Vu Trúc chân hơi run run, cười khinh miệt, cũng không bảo Vu Trúc ngồi. Hỏi thẳng, nghe nói quan hệ giữa anh và Trần Ninh không tệ. Vu Trúc gật đầu, không nói gì cả, cũng không nói gì cả,
cúi gằm mặt nhìn cái bàn, như phát hiện ở đó có gì hay lắm. Nhìn cái bộ dạng này của hắn, Vương Đào ở bên cạnh nói giúp, ý của Tào ca là lần sau anh gọi cả Trần Ninh tới, chúng ta kết bạn với nhau. Vu Trúc vẫn không có phản ứng gì, Tào Hổ biết hắn run lắm rồi, cho rằng gây áp lực như vậy là đủ, Tào Hổ làm ra vẻ ung dung mỉm cười nhỉ vào hai phong thư trên bàn, cuối tuần này có một buổi biểu diễn ca nhạc, tới khi đó mọi người đi cùng nhau, hết buổi biểu diễn tôi sẽ đưa Trần Ninh về nhà. Ở đây có hai tấm vé phòng bao, còn có cả chút tiền trả công anh vất vả. Vu Trúc vẫn không nói gì, nhưng hơi thở trở nên lớn hơn, Giang Đảo đứng sau đẩy hắn một cái, làm việc cho Tào ca, anh sẽ không bị thiệt thòi đâu. Tào Hổ phất tay rất phong độ, anh có yêu cầu gì thì cứ nói đi, ở Đông Hải không có chuyện gì tôi không làm được. Vu Trúc cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, tôi không cần cậu phải giúp gì hết, chuyện của cậu tôi cũng không giúp được, tôi đi đây. Vu Trúc xoay người định đi, Giang Đào chặn hắn lại, Vương Đào khuyên, dù sao Trần Ninh đâu phải là bạn gái của anh, cô ấy và Tào ca nếu thành đôi, chẳng phải là mọi người đều vui sao. Sau này có Tào ca bảo vệ, ở Đông Hải ai dám động vào anh nữa. Vu Trúc nắm chặt tay lấy dũng khí, nhìn hai bọn chúng, tôi không cần ai bảo vệ, chúng ta không phải người cùng đường, Trần Ninh cũng không thích cậu, sau này cậu đừng bám lấy cô ấy nữa. Tào Hổ mặt trầm xuống, mẹ nó, mày ra vẻ quá nhỉ, cho rằng mẹ mày làm phó thị trưởng cái mảnh đất bé tẹo là ghê à. Một con mụ phó sở mà cũng coi là cán bộ à. Có tin tao làm mẹ mày mất chức luôn không? Vu Trúc cũng điên lên, mày thì giỏi rồi, sao đi tìm chương khác mà thể hiện, ra vẻ với tao làm cái gì? Tào Hổ đứng bật dậy, tay chỉ Tào Hổ, tức tới không nói ra lời, một lúc sau mới giống lên, tao mà muốn chương khác chết thì nó cũng sẽ phải chết, 7 giờ tối thứ bảy, mày xem đó mà làm, đừng nói tao không cho mày cơ hội. Nói xong ngẩng đầu đi ra khỏi phòng bao. Vương Đào theo sau, nhét hai cái phòng bao vào tay Vu Trúc, anh nghĩ cho kỹ vào, mọi người trưởng thành cả rồi, sống cho lý trí một chút. Giang Đào ở đằng sau đẩy Vu Trúc một cái, thấy hắn chẳng có phản ứng gì, liền bỏ đi. Vu Trúc nhìn hai cái phong bì trong tay, cảm giác như cầm hòn than đỏ, không biết phải làm như thế nào. Tới thứ năm, Vu Trúc nghĩ ra một cách mà không phải là cách, đến ký túc xá nữ, gọi Trần Ninh xuống, cuối tuần chúng ta về Tân Vu nhé. Sao vừa mới về lại muốn về? Trần Ninh ngạc nhiên, lo lắng hỏi, có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không? Thấy khuôn mặt xinh đẹp của Trần Ninh hiện vẻ lo âu, càng động lòng người, trong đầu Vu Trúc hiện lên bốn chữ, hồng nhan họa thủy, rồi lại thấy hổ thẹn, sao mình có thể nghĩ về Trần Ninh như thế, là do Tào Hổ sai mới đúng. Vu Trúc miễn cưỡng nói, trong nhà không có việc gì, chỉ là hơi nhớ nhà. Trần Ninh ngó nghiêng Vu Trúc một hồi, hỏi nhỏ, không đúng, có chuyện gì bạn nhất định phải nói cho mình biết. Vu Trúc nỗ lực làm ra vẻ không có chuyện gì, cười xua tay, không có chuyện gì thật mà, chỉ nhớ nhà thôi, bạn về với mình một chuyến đi. Cùng Vu Trúc lớn lên bên nhau từ nhỏ, Trần Ninh tâm tư thông minh sớm nhìn thấu Vu Trúc rồi, có điều cô không muốn dồn ép hắn, dù sao Vu Trúc sẽ không bao giờ hại mình, Trần Ninh gật đầu, vậy thì được. Không muốn không khí quá nặng nề, Trần Ninh lại nói, có điều nếu như bạn kéo mình về, chuyện ăn uống trên đường do bạn phụ trách hết. Buổi tối thứ bảy, Tào Hổ và Giang Mi đợi Vu Trúc và Trần Ninh ở buổi biểu diễn, nghe nói Tào Hổ hẹn Trần Ninh, Giang Mi liền đi theo, Tào Hổ cảm thấy có thêm một người, không khí sẽ sôi nổi hơn, hơn nữa nếu Vu Trúc không biết điều, nói không chừng Giang Mi sẽ giúp được. Qua 7 giờ, mặt Tào Hổ rất khó coi, Giang Mi tựa cười tựa không thi thoảng lại liếc mắt qua, làm cho mặt hắn nóng rát. Nguyễn Cưỡng nghe hết được một bài, sắc mặt Tào Hổ tối sầm, hầm hầm đi ra ngoài, Giang Mi theo sau, vừa đi vừa cười. Xem ra người em tìm không đáng tin, có cần chị giúp không? Không cần chị phải giúp, dám cho em leo cây à, em không tin không làm gì nổi nó. Tào Hổ rít lên. Giang Mi cười tủm tỉm, xử lý thằng nhãi đó thì dễ thôi, có điều cô bé kia thì sao? Tào Hổ tức tới xì khói, hiện giờ chị không cản em nữa à? Không sợ Tiết Minh Lâu không vui sao? Giang Mi bĩu môi, anh ta quản nổi chị à? Nếu chẳng phải trong nhà có chuyện hợp tác với phía kia, chị chẳng thèm bận tâm tới Trương Khác. Thấy Tào Hổ không tin, Giang Mi cảm thấy khó chịu, Trương Khác có ngông cuồng tới đâu thì cũng phải chú ý tới quy củ. Trong giới chúng ta, ai tới trước ăn trước, em cứ tiên hạ thủ vi cường, xử con bé đó rồi, Trương Khác cũng chỉ nhìn thôi, y đâu thiếu nữ nhân, chả lẽ vì chuyện đã rồi mà đi gây sự với em. Còn cái thằng nhóc kia, nó ngu, chẳng lẽ em không biết tìm tới mẹ nó à? Chị không tin mẹ nó cũng ngu như nó, vì đứa con nhà khác mà đắc tội với chúng ta.
Buổi sáng chủ nhật, Vũ Trung đang lười biếng ngồi xem TV thì nghe thấy có tiếng gõ cửa, tưởng rằng Trần Ninh tới rủ đi chơi, Vũ Trúc bật dậy chạy ra mở cửa, tới khi nhìn rõ người đứng ngoài, chân hắn bất giác run lên. Tào Hổ nhìn thấy Vũ Trúc cũng run lên, nhưng mà là giận run người, có điều vừa thấy bóng một phụ nữ trung niên xuất hiện sau lưng Vũ Trúc, hắn lập tức chuyển sang một vẻ mặt thân thiết, khoác cổ Vũ Trúc nói, đã bảo là cùng nghe nhạc, anh lại về nhà trước, làm tôi tìm suốt cả buổi tối. Vừa nói vừa kẹp chặt tay, cho tới khi mặt Vũ Trúc đỏ mặt vì khó thở mới buông tay ra. Cháu chào dì, dì là mẹ của Vũ Trúc ạ, cháu hay nghe Vũ Trúc nhắc tới dì. Tào Hổ chào Cố Hiểu Mai, liếc mắt thấy vẻ mặt kinh ngạc của Vũ Trúc, trong lòng hắn rất đắc ý, hắn qua đây tìm Cố Hiểu Mai là hy vọng bà tác hợp cho mình và Trần Ninh, nói không chừng còn phải bỏ một cái giá lớn, tất nhiên không thể để cho đối phương ấn tượng lông bông, thiếu nghiêm túc không thể bàn việc. Cháu là bạn học của Vũ Trúc à, mau vào chơi. Cố Hiểu Mai thấy Tào Hổ vóc dáng cao lớn, mặc bộ đồ tây màu xám, quần jean sáng màu và giày thể thao, trông rất là chững chạc, chẳng nghĩ nhiều. Tào Hổ đi vào nhà, kín đáo quan sát bài trí bên trong, phòng khách hơi nhỏ, một chiếc TV 29 inch đang bật, bên ghế sofa hơi cũ là chiếc bàn, trông có vẻ là gỗ tạp hoặc gỗ ép, bên giá sách là đủ thứ bình, ngọc, cầu thủy tinh rất loạn. Xem ra cái nhà này chẳng có tài cán cũng chẳng có chỗ dựa gì, Tào Hổ yên tâm gật đầu với Cố Hiểu Mai, làm ra vẻ muốn cởi giày, Cố Hiểu Mai ngăn lại, hắn ngồi thẳng xuống ghế sofa luôn. Vũ Trúc giật áo mẹ, ý bảo bà vào trong nói chuyện, Cố Hiểu Mai tuy thấy thế không lịch sự, nhưng cũng không để ý tới Tào Hổ lắm, lấy cho hắn lo coca, cháu ngồi chơi nhé, dì và Vũ Trúc đi rửa hoa quả. Tào Hổ gật đầu cảm ơn, hắn hơi không hài lòng với loại đãi ngộ này, có điều, rộng lượng, nghĩ người không biết thì không trách, cũng định để Cố Hiểu Mai có cơ hội tìm hiểu lai lịch của mình từ Vũ Trúc. Chương 1410, tới lúc kết thúc rồi. Cố Hiểu Mai vừa vào bếp, Vũ Trúc liền nói nhỏ, thằng đó không phải tới tìm con đâu, nó tới tìm Tiểu Ninh đấy. Nói rồi đem hết mọi chuyện kể ra tuốt tuồn tuột, tất nhiên không bỏ qua chuyện Tào Hổ thay đổi mấy bạn gái liền. Nhìn mẹ cau mày, Vũ Trúc ấp a ấp úng một lúc mới nói, nó còn uy hiếp con, nói con không tác hợp Tiểu Ninh cho nó sẽ làm mẹ mất chức. Ánh mắt Cố Hiểu Mai dừng ở chiếc Audi đen bên ngoài, biển số A05001, bên cạnh còn có hai người đang đứng hút thuốc. Xe số 1 của Kiến Nghiệp sao? Xem ra tên Tào Hổ này có quan hệ không tệ với Đổng Giản Niên, lại nhìn con trai mặt đầy sợ hãi, Cố Hiểu Mai than thầm, đúng là tai bay vạ gió. Đưa tay xoa đầu con, cái chức phó thị trưởng này có mất cũng chẳng có gì to tát, không làm nữa mẹ còn có thêm thời gian chăm sóc các con, có điều mẹ muốn hỏi con có thích Tiểu Ninh không? Mẹ hỏi cái này làm gì, con có thích Tiểu Ninh hay không, Tiểu Ninh cũng không thể theo hạng cặn bã đó. Vũ Trúc cũng không biết phải trả lời ra sao. Được, mẹ không hỏi nữa, có điều nếu con nghĩ kỹ rồi, phải nói cho mẹ đầu tiên đấy. Cố Hiểu Mai yêu thương ôm con vào lòng, con không ưa hắn thì mẹ sẽ giúp con ứng phó với hắn. Cố Hiểu Mai bê đĩa hoa quả ra, Vũ Trúc ở lại trong bếp. Không ngờ lại là cháu của ủy viên Tào, cậu tới vùng đất bé này thật vinh hạnh. Hay là để tôi làm chủ mời cậu du ngoạn một vòng. Cố Hiểu Mai khách khí nói, tôi thông báo cho bí thư Lưu và thị trưởng Trương, tối nay chúng ta cùng ăn cơm nhé. Không cần, tôi không muốn gây thêm phiền phức cho mọi người, cứ để Vũ Trúc và Trần Ninh đi chơi cùng tôi là được rồi. Tào Hổ phất tay, mỉm cười tự kiêu, có điều cười được nửa chừng nhớ thị trưởng Trương chính là cha Trương khác, tức thì cười không nổi nữa. Thấy hắn nhắc tới Trần Ninh, Cố Hiểu Mai cũng không vòng vo. Ý cậu tới đây Vũ Trúc đã nói cho tôi rồi, lý ra chuyện giữa đám trẻ các cậu không liên quan gì tới tôi. Có điều cậu tìm tới tôi rồi, tôi hỏi cậu hiểu Trần Ninh được bao nhiêu. Nhìn thấy mặt Tào Hổ có chút tức giận, Cố Hiểu Mai nói tiếp, Trần Ninh là cô bé khổ mệnh, nó có bệnh tim bẩm sinh, có thể có nguy hiểm chết người bất kỳ lúc nào, tôi thấy cậu cũng là đứa bé ngoan, đừng chuốc khổ vào mình. Tào Hổ chấn động, mãi lâu sau mới nói, tôi không quan tâm. Cố Hiểu Mai mỉm cười. Vậy tôi cũng không dám giới thiệu cho cậu, nếu ngày nào đó xảy ra chuyện, tôi không biết ăn nói ra sao với ủy viên Tào. Được Cố Hiểu Mai tiễn ra ngoài, Tào Hổ vẫn có chút ngơ ngơ, Cố Hiểu Mai luôn mồm tốt cho hắn, vì trách nhiệm với ủy viên Tào, lại còn khóc vì Trần Ninh, làm hắn không nói được gì, từ chối Cố Hiểu Mai đề nghị đưa đi chơi, Tào Hổ trực tiếp lên xe về Kiến Nghiệp. Trương Khác vừa mới ở thư viện về, y đã quyết định tốt nghiệp xong sẽ rời Kiến Nghiệp. Thời gian tiếp theo có lẽ y chẳng ở đây được nhiều, đột nhiên sinh lòng lưu luyến nơi này, lái xe qua ngõ học phủ,
chậm chậm đi trên đường Đông Hoa nhìn xung quanh, định tới công trường tòa nhà Cẩm Hồ. Này, sao không trốn nữa? Trêu đùa tôi vui lắm mà. Đi, chúng ta kiếm chỗ, nói chuyện cho tử tế, mấy ngày nữa công ty mẹ tôi mở một bữa tiệc, mời anh và Trần Ninh cùng tới, đây là cơ hội anh mở rộng kiến thức xã hội đấy. Thấy Tào Hồ kẹp cổ Vu Trúc đi qua, vừa đi vừa vỗ mạnh lên đầu Vu Trúc, Trương Khác không kìm được thở dài. Nhắn tin cho Phó Tuấn, Trương Khác thuận tay ốp phít chỗ ngồi xe, đứng ở giữa đường, lạnh lùng nhìn bốn người đi tới, nói, thả người ra. Thấy Vương Đào và Giang Đào dừng chân lại, Tào Hồ ngẩng đầu lên, phát hiện ra Trương Khác, thấy y chỉ có một mình, mà xung quanh chỉ có ba bốn học sinh, không thấy đám vệ sĩ của Trương Khác, Tào Hồ mặt âm u. Không biết nhân cơ hội này cho Trương Khác một bài học vì mấy lần phá đám chuyện của mình không, hắn không sợ Trương Khác, có điều e chuyện dùm beng lên. Giang Đào và Vương Đào đi theo Tào Hồ hung hăng quen rồi, thấy có kẻ lớn gan chặn được, thấy mặt Tào Hồ đanh lại, không suy nghĩ nhiều xông tới luôn, căn bản không nhớ thanh niên hơi gầy gò trước mặt là kẻ lần trước khiến Tào ca của bọn chúng phải nuốt giận bỏ đi. Nhìn thấy Giang Đào vừa chạy vừa đeo vòng thép vào ngón tay, Trương Khác chửi thầm trong lòng. Quay người vác chiếc xe đạp bên cạnh ném về phía bọn chúng, nhân lúc hai đứa bọn chúng tách nhau ra né trách, Trương Khác lao tới một bước, kéo chiếc xe đạp ném về phía Giang Đào, thuận tay lột yên xe ra, không nói một lời ném Tào Hổ. Tào Hổ giật mình, hắn chưa từng gặp kiểu đánh nhau dã man như Trương Khác, vội vàng buông Vu Trúc ra né tránh, Vu Trúc thoát được khống chế, loạng choạng bỏ chạy về phía Trương Khác, lúc chạy qua chỗ Vương Đào ngã xuống đất tránh cái xe đạp, còn thuận chân đá vào đùi hắn một cái. Thấy Vu Trúc còn muốn đạp tiếp, Trương Khác tóm lấy cổ áo hắn, giống, còn không chạy mau. Đẩy Vu Trúc một cái, dù y kẹp ốc phít trong tay chuẩn bị ác chiến, nhưng nhìn Giang Đào thì biết là hạng ham đánh đấm, y không sợ, nhưng không chiếu cố gì được cho Vu Trúc. Khi Phó Tuấn dẫn người chạy tới chỉ thấy mấy nhóm học sinh đang chạy về phía trước, vừa chạy vừa gọi nhau, nhanh, nhanh, đánh nhau rồi, Trương Khác và Tào Hổ đánh nhau. Hai người này vì sao lại đánh nhau, hay lắm, có trò hay. Nghe nói hai người đó tranh nhau một nam sinh. Hả? Có người dẫn đường, Phó Tuấn mau chóng tìm được Trương Khác đang chạy ở phía trước, đằng sau thì có một đám đông đuổi theo, chẳng phân biệt được ai là người truy đuổi, ai là người chạy theo xem náo nhiệt, Phó Tuấn đành hô lớn, Khác thiếu gia, tôi tới rồi. Tức thì có người muốn ngăn hắn lại, Phó Tuấn chẳng buồn nhìn, tung hai cú đấm cho hai tên đó ngã lăn quay, chân không dừng lại chút nào, tụ họp với Trương Khác và Vu Trúc. Trương Khác nhìn Tào Hổ mặt đầy sát khí, hỏi, tại sao bắt nạt bạn trong trường? Tào Hổ cười nhạt, ai bắt nạt, chẳng qua tôi tới mời cậu ta tham dự một bữa tiệc do công ty mẹ tôi tổ chức, anh chưa biết gì đã xông vào đánh người, còn nói tôi bắt nạt bạn, buồn cười, anh mới ỷ thế bắt nạt người khác. Không đúng, nó theo đuổi Trần Ninh không thèm để ý tới nó liền muốn tôi lừa Trần Ninh đi chơi cùng với nó. Tôi không làm, nó liền tìm tôi gây sự. Trương Khác giúp hắn đánh nhau, ấn tượng của Vu Trúc với Trương Khác tốt hơn một chút, không coi Trương Khác cùng loại với Tào Hổ nữa. Nghe nói là nguyên nhân này, Trương Khác mặt Trương Khác cũng sầm xuống, đi tới trước mặt Tào Hổ, mày nhớ vào, đợi ết Đông Hải không phải là chỗ cho mày hoành hành, đừng làm người nhà mày mất mặt. Tào Hổ mắt tóe lửa, nhìn Trương Khác chằm chằm một lúc mới nói, nó không muốn giúp tôi thì thôi, lại còn dám cho tôi leo cây, cho nó một bài học để nó nhớ có gì sao. Liên quan quái gì tới anh? Hắn không tin lời Cố Hiểu Mai nói hôm đó, cho rằng đó chỉ là nói dối để lừa hắn không theo đuổi Trần Ninh nữa, hôm nay lại tìm Vu Trúc. Mày còn dám ý kiến à? Trương Khác bị hắn làm tức tới bật cười, cô ấy là bạn gái của người ta, còn mày là cái gì? Trần Ninh không phải bạn gái của nó, Vu Trúc chính miệng nói với tôi. Lúc này Vương Đào xen miệng vào. Trương Khác không hứng thú thảo luận vấn đề này với bọn chúng. Một số chuyện thế nào cũng phải đối diện mới có thể khắc phục được, đạo lý đó mặc dù Trương Khác hiểu, nhưng khi thực sự dẫm bước đầu tiên đâu phải dễ dàng, mình đã sống trong mơ quá lâu, cần kết thúc thôi, Trương Khác hít sâu một hơi nói, bữa tiệc đó, cậu không ngại mời thêm một người nữa chứ. Tào Hổ không hiểu Trương Khác có ý đồ gì, nhưng không thể tỏ ra thua kém được, hừ một tiếng, nếu anh dám thì cứ đến. Rồi xoay người bỏ đi. Trương Khác chẳng hứng thú gì với chuyện này nữa. Ra hiệu cho đám Phó Tuấn lái xe tới, lúc đi qua bên phía Vu Trúc, hơi dừng bước chân nói một câu, thích thì hãy nói ra đi, tuổi xuân của con gái rất ngắn ngủi. Nhìn bóng lưng Trương Khác rời đi như già hơn 20 tuổi, Vu Trúc đứng ngây ra, nước mắt lặng lẽ chảy, lẩm bẩm gì đó không ai nghe rõ. Hết 7 phát nhé. Chương 1411,
bà chưa tới 60 chứ. Nhìn đại sảnh đèn hoa rực rỡ, khách khứa đông đúc, Lý Thương Nguyệt vô cùng vui vẻ, mặc dù kế hoạch một hòn đá trúng hai con chim của anh trai bà ta thất bại, nhưng chẳng hề ảnh hưởng tới sự phát triển của Tĩnh Mỹ ở Kiến Nghiệp. Có cả đống người muốn ôm chân bí thư thành ủy, em gái của bí thư thành ủy tất nhiên cũng không ít kẻ xun xoe cầu cạnh. Nhìn thấy cách đó Dương Thành Thủ ông chủ quốc tế Anh Vương cách đó không xa nâng ly rượu với mình, Đồng Thương Nguyệt cũng lịch sử gật đầu đáp lại, đi về phía ông ta, được nửa đường có nhân viên đi tới, thì thầm bên tai bà ta một hồi. Cái gì, người đó tới rồi, còn nói là bạn của Tào Hổ. Đồng Thương Nguyệt cau mày không hiểu ý đồ của y, nghĩ một lúc rồi nói, vậy mời vào, thuận tiện gọi cả Tào Hổ tới cho tôi. Giám đốc Đồng, thật hiếm khi thấy chị cau mày. Chẳng lẽ ở Kiến Nghiệp còn có chuyện chị không xử lý được sao? Dương Thành Thủ mắt rất tinh, dù chỉ là chuyện trong chớp mắt nhưng ông ta vẫn nhận ra biến hóa trên nét mặt Đồng Thương Nguyệt, nghe tựa như tâng bốc, thực ra là có ý thăm dò. Một lát nữa sẽ có nhân vật bất ngờ tới, tin rằng Giám đốc Dương cũng sẽ hứng thú thấy y. Mặc dù hai bên hợp tác với nhau, nhưng lời của Dương Thành Thủ vẫn làm Đồng Thương Nguyệt rất khó chịu, không nói ra là ai. Dương Thành Thủ mày hơi nhướng lên. Chưa nói gì thì Tào Hổ tới, liền chuyển đề tài sang chủ đề khách sáo vô vị, mắt đảo xung quanh, muốn xem người sắp tới là thần thánh phương nào. Đợi tới khi nhìn thấy ba thanh niên ăn mặc phổ thông đi về phía này, nhìn rõ người đi đầu, Dương Thành Thủ nhíu chặt mày lại. Mặc dù chưa chính thức gặp mặt, nhưng Dương Thành Thủ tất nhiên nhận ra Trương Khác, biết y là ông chủ thực sự đứng phía sau Thế Kỷ Hoa Âm, nhớ tới ân oán giữa hai bên, liền quay mặt đi giả vờ không quen biết. Tào Hồ nhìn thấy Trần Ninh ngoan ngoãn đứng bên cạnh Trương Khác, đầy một bụng khó chịu, nhưng hắn tiếp xúc không ít, vẫn tận lực khắc chế tâm tình, mặt nặn ra nụ cười, thấy mình là người quen biết hai bên nên chủ động giới thiệu. Mẹ, Giám đốc Dương, con giới thiệu cho mọi người, đây là ba người bạn của con ở Đợi Ết Đông Hải. Tào Hồ cố ý giới thiệu lần lượt, đây là tiểu thư Trần Ninh, còn đây là Vu Trúc, còn đây là Trương. Ha ha ha. Khác thiếu gia của Cẩm Hồ danh tiếng lẫy lừng không biết thành bạn của Tào công tử từ khi nào vậy. Dương Thành Thủ không đợi Tào Hổ nói hết đã cắt ngang, lời nói có hàm ý, ánh mắt lướt qua mặt Đồng Tương Nguyệt. Đồng Tương Nguyệt đương nhiên nghe ra ý Dương Thành Thủ, mặc dù không ưa giọng điệu của ông ta, nhưng là đối tác, sự hiểu lầm này cần phải sớm làm rõ. Giám đốc Dương, Khác thiếu gia sao có thể lại đi cùng đám tiểu bối này được, anh không nhận nhầm người chứ. Tiểu Hổ. Chưa bao giờ nghe con giới thiệu có người bạn họ Trương, chẳng lẽ cậu bạn họ Trương này nghe thấy ở đây có tổ chức tiệc, nên muốn tới mở rộng thầm mắt. Đồng Tương Nguyệt luôn mồm nói người bạn họ Trương rồi lại anh bạn họ Trương, tất nhiên vờ không nhận ra Trương Khác, thừa cơ châm chọc y, báo thù lần bị y xem thường ở nhà Giang Mẫn Chi. Cho nên ngàn vạn lần đừng để kết oán với nữ nhân, nhất là phụ nữ trung niên. Trương Khác nhìn Đồng Tương Nguyệt cực kỳ thần khẩn nói, Giám đốc Đồng nói đúng lắm. Hôm nọ quý công tử dẫn mấy trợ lý tới, cực kỳ thành ý mời hai người bạn của tôi tham gia bữa tiệc này, tôi cũng xin đi theo tăng cường kiến thức xã hội, hôm nay tới đây quả nhiên là mở rộng tầm mắt. Nói tới đó Trương Khác nhìn Trần Ninh xinh đẹp tự nhiên bên cạnh, lại quay sang nhìn khuôn mặt được giữ gìn cực tốt cùng trang điểm cầu kỳ, tương thêm một câu, nhất là không ngờ được gặp quý bà khí chất cao quý ưu nhã như Giám đốc Đồng đây, làm người ta thực sự hiểu ra thế nào là người với người không thể đem người ta ra so sánh với nhau. Xin mạo muội hỏi một câu, Giám đốc Đồng năm nay chưa tới 60 phải không? Đồng Tương Nguyệt năm nay mới qua 40, bà ta năm 20 tuổi được trong nhà làm chủ, gả cho Tào Chi, năm 22 tuổi sinh Tào Hổ, sinh con xong, vóc người Đồng Tương Nguyệt khôi phục rất nhanh, đồng thời cẩn thận gìn giữ, cả khuôn mặt cũng chăm chút từ khi chưa tới 30 tuổi. Cho nên ở những cuộc xã giao, Đồng Tương Nguyệt thích nhất được nghe người khác khen ngợi bà ta trẻ trung vóc dáng quyến rũ. Rồi khi mỗi người biết được bà ta đã có con trai học đại học, ánh mắt kinh ngạc đó làm bà ta sảng khoái như giữa mùa hè được uống cốc nước mát. Công bằng mà nói không ít cô gái 30 tuổi phải ghen tị với Đồng Tương Nguyệt. Hôm nay Trương Khác cho một câu thâm độc, làm bà ta như rơi vào hố băng nam cực. Cho dù cố khắc chế tâm tình của mình đến đâu, khuôn mặt chăm sóc cực tốt của Đồng Tương Nguyệt cũng trở nên vặn vẹo, khuôn mặt vốn trắng hồng, giờ như tôm bóc vỏ luộc chín. Cho dù không tới 60, trông cũng chẳng khác là bao. Nếu như chẳng phải nghĩ tới đây là trường hợp xã giao, phải giữ gìn hình tượng, Đồng Thương Nguyệt đã cầm ly rượu ném vào cái bộ mặt cười xấu xa kia, dùng móng tay cào nát cái mặt trắng của y. Vu Trúc đứng bên cạnh buồn cười vừa hà lòng, nhưng biết thế lực Tào gia nên sợ không dám cười, thầm nghĩ thường nghe Trương Khác rất ngông cuồng, quả nhiên không sai chút nào, đến giờ hắn vẫn không hiểu tại sao Trương Khác nhiệt tình xen vào chuyện này.
sợ người ta không dám làm gì y, nhưng về sau tìm mình tính sổ, có điều Trần Ninh nhận lần lời đi cùng rồi, hắn không thể không theo. Trần Ninh vừa rồi thấy ánh mắt Trương Khắc nhìn mình, trong lòng có chút ngọt ngào, đồng thời không khỏi lo lắng cho y. Nghĩ tới sự ngạo mạn của Đồng Tương Nguyệt và tự tin về bề ngoài của bà ta, Dương Thành Thủ thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhưng lúc này ông ta phải đứng ra giúp Đồng Tương Nguyệt hóa giải cảnh xấu hổ. Lần này Khắc thiếu gia tới đây, chẳng lẽ là vì hứng thú với cuộc thi do anh Vương chúng tôi liên thủ với Tĩnh Mỹ đưa ra, thật không dám, hoạt động của chúng tôi làm sao so với Thế Kỷ Hoa Âm được, công ty nhỏ bé như chúng tôi chỉ có thể cố gắng tổ chức ở Kiến Nghiệp sao cho long trọng hơn, náo nhiệt hơn chút thôi. Dương Thành Thủ câu đầu nói không dám, câu sau lại ẩn chứa đắc ý và vài phần uy hiếp, Thế Kỷ Hoa Âm làm thế nào, bất kể hiện đang có thành công ra sao, thu hút chú ý thế nào, đợi tới Kiến Nghiệp rồi phải ngoan ngoãn một chút. Dương Thành Thủ có tâm tình tốt đẹp như thế là do em gái của bí thư thành ủy ở bên cạnh mang lại, chỉ là Đồng Tương Nguyệt chẳng nói cho ông ta biết, người anh trai trước kia uy phong vô cùng của bà ta hiện hơn một tháng trôi qua còn chưa liếm láp lành vết thương lòng, hơn đoán chừng ngày nào chưa rời Kiến Nghiệp thì vết thương đó khó khôi phục được, vết thương đó quá sâu, mà hung thủ chính là tên thanh niên tưởng chừng vô hại trước mặt. Cẩm Hồ chúng tôi có hoạt động thi tài gì à? Xin lỗi nhé, đúng là xin lỗi thật, con người rất lười. Mấy chuyện vụn vặt không đáng kể của Cẩm Hồ thì tôi chẳng buồn để ý, cho nên người dưới cũng không lấy mấy chuyện thi tài này nọ ra làm phiền tôi. Để giám đốc Dương che cười rồi. Hay là hôm nay tới đây rồi, thuận tiện chúc mừng lần hợp tác lần này của Tĩnh Mỹ và anh Vương có thể thành công. Trương Khắc sao thèm để ý sự uy hiếp vô tri của Dương Thành Thủ, thái độ rất thành khẩn. Khắc thiếu gia yên tâm để người dưới làm việc như thế, ngay cả công ty phía dưới của mình có việc gì cũng không biết. Xem ra rất tự tin vào hoạt động thi tài lần này, không biết có tâm đắc gì chỉ giáo, để những người vất vả như chúng tôi được nhẹ nhàng một chút. Đây là bước đi đầu tiên của anh Vương vào thị trường nội địa, Dương Thủ Thanh bôn ba ngược xuôi, mệt mỏi tối tăm mặt mũi, không ngờ bị người ta coi là chuyện chẳng đáng kể, tức thiếu điều hộc máu, nhưng hiện không thể tùy tiện đối đầu với tên nhãi này, định nói thêm vài câu xã giao ứng phó rồi bỏ đi. Chương 1412, Giáo huấn. Loại chuyện này chẳng cần nói tự tin gì, thường tôi tùy tiện tìm người làm thôi. Nhưng nếu như giám đốc Dương có lòng thỉnh giáo, có thể liên hệ với trợ lý của tôi, để cô ấy an bài người thích hợp, chỉ đạo không dám, nhưng có thể giao lưu một chút với giám đốc Dương. Đối với kẻ từng âm mưu đê hèn hủy diệt sự nghiệp của Giang Đại Nhi, Trương Khắc tất nhiên không thèm khách khí, sau đó món nợ bị Lý Nguyệt Như cào mặt tất nhiên tính sổ lên đầu ông ta, đương nhiên về sau nữa từ họa gặp phúc. Được thưởng thức bờ môi mềm mại của Giang Đại Nhi thì Trương Khắc đem công lao quy về của mình đã anh minh quyết đoán lột y phục của Giang Đại Nhi. Lúc này Đồng Tương Nghiệp bình tĩnh trở lại, thấy Dương Thủ Thành chẳng những không vãn hồi được gì, còn giận tới tím mặt, không muốn ở lại chỗ này thêm chút nào nữa, kéo tay Tào Hổ định rời đi. Trương Khắc lúc này nhìn chằm chằm vào Tào Hổ, hôm nay đi chuyến này không uổng phí, có thể nói chuyện với hai nhân vật thành đạt như Giám Đốc Dương và Giám Đốc Đồng, làm tôi thu hoạch không ít. Làm tôi hiểu chuyện gì cũng phải có chừng mực, có người không thể đụng vào, có việc không thể làm, nếu không có ngày hối không kịp. Làm người phải biết chừng mực. Nếu là chuyện khác Trương Khắc không làm như thế, nhưng chuyện liên quan tới Trần Ninh, Trương Khắc vứt bỏ hết thứ xã giao giả dối, thẳng thừng cảnh cáo Tào Hồ sau này không được có tâm tư gì với Trần Ninh. Cùng một câu nói nhưng người nghe khác nhau có cảm giác khác nhau, Dương Thành Thủ cho rằng Trương Khắc nói chuyện trang phục biểu diễn của Giang Đại Nhi, hừ mạnh một tiếng rồi bỏ đi trước. Còn Đồng Tương Nguyệt để ý lúc Trương Khắc nói lời này thì nhìn con trai mình, nhớ ra trước kia Tào Hổ có nói tới một cô gái cùng trường, lại nhìn Trần Ninh xinh đẹp đứng bên Trương Khắc, Đồng Tương Nguyệt mới thực sự hiểu ra mục đích thực sự Trương Khắc tới đây. Bị người ta nói nặng như thế ngay trước mặt, là người đương sự, Tào Hổ đương nhiên cảm thụ sâu nhất, y lớn tới thế này, chưa bao giờ bị người ta giáo huấn không chút khách khí ngay trước mặt như thế, thậm chí còn mang vài phần cảnh cáo. Mặc dù hắn cũng là kẻ có chút tâm cơ cùng khôn khéo, nhưng dẫu sao cũng vào tuổi trẻ hiếu thắng, sao chịu nổi giáo huấn như vậy, Tào Hổ nghiến răng ken két, máu nóng sộc lên đầu, mắt nhìn Trương Khắc hung tợn, tay run lên định chỉ mặt Trương Khắc đáp trả. Nhưng tay Tào Hổ vừa nhúc nhích thì bị mẹ hắn nắm chặt lấy, ánh mắt giận dữ cùng khó hiểu của Tào Hổ hướng về phía mẹ hắn, nhìn thấy mẹ mặt đanh lại, hắn từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ thấy mẹ mình nghiêm túc và thận trọng như thế, cảnh cáo hắn tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Thấy mẹ có hành động khác thường như thế, Tào Hổ mới ý thức được, một số chuyện có lẽ không đơn giản như tưởng tượng của mình, tên Trương Khắc này có lẽ không chỉ trong nhà có rất nhiều tiền, mà nhà y chắc còn có quan hệ phức tạp với nhà mình, có lẽ là ân oán.
Tào Hồ nghĩ thế thở phì phò mấy hơi, người cứng đờ cũng dần buông lỏng. Thấy con trai hiểu ý mình mà bình tĩnh lại, Đồng Tương Nguyệt cũng thầm thở phào, bà ta biết nếu cãi nhau, thậm chí ra tay đánh nhau, cho dù là ở bữa tiệc của mình, Tào Hồ tuyệt đối không có lợi thế. Nếu xảy ra tranh chấp ở đây, cái gì chưa nói, chỉ riêng bốn người mặc vest đen đứng cách đó không xa luôn theo dõi nơi này, nhất định sẽ xông tới ngay lập tức, nếu Tào Hồ ra tay với Trương khác, thậm chí bọn họ sẽ trực tiếp đánh gục Tào Hồ. Nói ra thì ai bảo ngươi ra tay trước, người ta thuộc về phòng vệ chính đáng, sau đó nếu chuyện ầm ĩ lên, công tử Tào gia vô lại đeo bám bạn gái người ta, bị người ta đánh cho một trận, để tin tức lan truyền đi, không chỉ bị người ta cười rụng răng hai nhà Đồng Tào, để lão gia tử biết, tuyệt đối không buông tha cho Tào Hồ. Cảm ơn cậu Trương nhắc nhở, nhưng Tào gia và Đồng gia tự có cách giáo dục con cháu của mình, không cần cậu tới đây chỉ bảo. Đồng Tương Nguyệt lạnh lùng ném lại một câu, kéo tay Tào Hổ đi về phía cửa đại sảnh. Trương Khác nhìn theo bóng lưng hai mẹ con họ biến mất ở phía cửa, quay sang vỗ vai Vu Trúc, mặt quay đi không để hắn lẫn Trần Ninh nhìn thấy mặt mình lúc này, nói, nhiệm vụ của tôi đã kết thúc rồi, về sau trông vào cậu đấy. Theo mẹ tới một phòng bao không người, Tào Hồ cuối cùng không nhịn được vùng khỏi tay mẹ, hỏi, rốt cuộc là sao? Tên Trương Khác đó dựa vào cái gì mà giáo huấn con như thế? Bằng vào cái gì à? Con tưởng nó giáo huấn con sao, nó giáo huấn mẹ đấy có biết không? Trong mắt nó, con chưa là cái gì đâu, nếu không nó tìm con nói thẳng, cần gì tới đây? Một buổi tối vui vẻ như thế, một bữa tiệc long trọng mà thành công như thế, nhưng bị Trương Khác làm cho không còn chút tâm trạng nào, Đồng Tương Nguyệt cũng đầy một bụng tức, bùng phát, con không biết nó là ai không mà đi dây dưa với nó, để nó dẫn cả bạn gái tới đây cảnh cáo, thật không biết con suy nghĩ thế nào, sau này làm việc gì thì suy nghĩ cho kỹ vào. Đừng làm mất mặt gia tộc. Bị mẹ mắng cho một trận, Tào Hổ đầy một bụng nghi hoặc và ấm ức nhưng không nói ra lời. Đồng Tương Nguyệt quát tháo một hồi, cơn giận phát tiết được phần nào, tâm tình dần ổn định lại, thấy con trai mặt chưa cam tâm, thở mạnh một hơi, kể ra mâu thuẫn giữa nhà mình và Trương Khác. Con có biết cậu con vì sao gần đây tâm tính tệ như vậy, hơi chút là nổi nóng, còn chẳng phải chính tên đó giở trò đằng sau, khiến cậu con mất hết uy tín ở kiến nghiệp. Hả? Cho dù đã có sự chuẩn bị, nhưng vẫn không dám tưởng tượng trẻ như Trương Khác, cho dù tiền nhiều tới đâu, lại có thể đả kích được cả một bí thư thành ủy cấp phó tỉnh như cậu mình. Vậy mình thì sao? Tào Hồ thừa biết mình chỉ là cáo mượn oai hùng, nếu gây ra chuyện gì phạm pháp, gây đại họa, cha mẹ hắn, cậu hắn, có thể bao che, nhưng lão gia tử ở Bắc Kinh tuyệt đối không bao che. Hiện cậu hắn, chỗ dựa lớn nhất của hắn còn bị Trương Khác đả kích, vậy nếu mình xung đột với Trương Khác sẽ có hậu quả thế nào? Tào Hổ lúc này mới toát mồ hôi lạnh. Trần Ninh tuy xinh đẹp, nhưng không đáng để mình lấy tiền đồ tươi đẹp ra đánh đổi. Nếu là trước kia, Tào Hổ tuyệt đối không nghĩ vậy, dù giờ thủ đoạn chiếm đoạt Trần Ninh cũng chẳng phải là vấn đề gì, nhưng giờ hắn mới biết Trần Ninh một tên ôn thần tuyệt đối không chọc vào được trông coi, cho hắn 10 cái gan, hắn cũng không dám có chút mưu đồ gì với Trần Ninh nữa. Đồng Tương Nguyệt thấy con trai sau khi kinh ngạc một hồi liền cúi đầu suy nghĩ, vẻ không cam lòng trên mặt nhạt dần. Biết con không ai bằng mẹ, Đồng Tương Nguyệt tất nhiên biết tính khí của con mình, sau khi hiểu thực lực của đối thủ, tự biết trước khi có thực lực tương ứng sẽ không làm bừa. Cô gái đó không tệ, nhưng quá non, lại gầy gò, căn bản không đáng để con phải dụng tâm như vậy. Đồng Tương Nguyệt ôm vai con, khuyên nhủ, trong hoạt động thi tài lần này, mẹ nhìn thấy không ít cô bé xinh đẹp thanh thuần lay động lòng người, muốn vóc dáng có vóc dáng, muốn dung mạo có dung mạo, tới lúc đó con cứ chọn thật kỹ lấy một đứa làm bạn gái. Không cần chọn trong cái trường nhỏ tẹo. Bề ngoài là giới thiệu bạn gái cho con mình, thực ra Đồng Tương Nguyệt vẫn lo Tào Hổ chưa nghĩ thông, mặc dù không dám làm gì Trương Khác, nhưng chẳng may làm gì với cô gái kia. Nhìn Trương Khác hôm nay cố ý tới đây, nói những lời không hề khách khí như thế, cô gái kia dù không phải bạn gái của y thì cũng là người cực kỳ gần gũi. Nếu Tào Hổ làm gì, Đồng Tương Nguyệt không biết mình có thể bảo vệ được con không. Cho nên thà đem sự chú ý của con tới phạm vi mình có thể khống chế. Trước đó thủ đoạn của Trương Khác với anh trai bà ta, làm Đồng Tương Nguyệt biết câu, mấy năm qua đợi ếch Đông Hải xảy ra nhiều chuyện, của Tiết Minh Lâu, mình nên nghe vào tai lúc đó mới đúng. Nếu không hy vọng gì ở Trần Ninh nữa, Tào Hổ dứt bỏ luôn tâm tư ở phương diện này, nghe mẹ nói thế, nảy ra suy nghĩ mới, mẹ, cho con kiêm chức trong hoạt động thi tài của mẹ đi, coi như thực tiễn xã hội. Chương 1413, chuyến lưu diễn của Giang Đại Nhi. Nếu như nói gần đây có chuyện gì khiến thanh thiếu niên nam nữ kiến nghiệp, thậm chí là cả tỉnh Đông Hải đều kiễng chân mong đợi từ lâu,
đó chính là chuyến lưu diễn vòng quanh đất nước của Giang Đại Nhi, trạm đầu tiên là thành phố Kiến Nghiệp. Là ngôi trường Giang Đại Nhi từng học, không khí đợi ít Đông Hải càng nhiệt liệt, cả trường đều vào không khí sôi động của mùa hè. Tin tức về buổi live show dán khắp ngóc ngách trường đợi ít Đông Hải, trên diễn đàn trường toàn tin tức tình hình gần đây nhất của Giang Đại Nhi, thậm chí cập nhật vị trí của cô từng ngày một, đi qua một đám đông trong trường, hết 9 phần 10 là bàn luận về buổi live show và Giang Đại Nhi. Nội dung thì đủ mọi thể loại, từ con đường thành danh của sư tỷ, cho tới các tin đồn trong sự nghiệp biểu diễn của Giang Đại Nhi, cùng suy đoán một nửa còn lại của Giang Đại Nhi. Không thể không nói, trí tưởng tượng và trí nhớ siêu cường của tuổi trẻ, sự kiện Hoa Hồng Quảng Trường mấy năm trước cũng bị người ta lật lại, không ít người suy đoán Giang Đại Nhi và nam sinh kia giờ ra sao. Vẫn ngầm duy trì liên hệ, hay là bị cô sau khi thành danh đá đít mất rồi, người ủng hộ quan điểm sau nếu nói ra thế nào cũng bị một trận phê phán. Rồi gạch đá trứng thối và tiếng kêu là xin tha vang lên. Loại người dám sỉ nhục thần tượng trong lòng tao như mày, không xẻo XXX là khách khí lắm rồi. Một fan hâm mộ của Giang Đại Nhi sau khi hùa vào đấm đá vài cái xả hận, tâm tình cực tốt, chỉ là nhớ ra mình còn chưa có vé vào cửa buổi biểu diễn của thần tượng, liền hô to, mua vé giá cao đây, mua vé giá cao đây, bán máu mua vé buổi biểu diễn của Đại Nhi đây, nếu không cần tiền mà cần thân cũng có thể thương lượng. Cuối cùng chẳng biết có ai máu hay thân của anh chàng gầy gò đó không, nhưng chuyện như thế ở đợi ít Đông Hải thời gian gần đây chẳng có gì lạ nữa, vì trên diễn đàn Đông Hải tràn ngập chuyện kỳ quái thật giả lẫn lộn, trong đó làm người ta phải vỗ đùi khen hay là một vụ trộm. Một nam sinh viện thiết kế khóa 20, sau khi biết bạn nữ cùng lớp của mình có vé tham gia live show, liền nhân lúc có tiết học, kiếm được bộ tóc giả và y phục con gái, đống giả trà trộn vào ký túc xá nữ, lẻn vào phòng cô bạn gái kia lấy vé. Kế hoạch vô cùng thuận lợi, nhưng tên ngốc đó rời đi với tâm nguyện được thỏa mãn, nhất thời nổi hứng thấy cơ hội thế này thật hiếm có, nảy ra ý muốn vào nhà vệ sinh nữ tham quan một chút, nhưng dù sao cũng có tật giật mình, trước khi vào nhà vệ sinh nữ lấm lén nhìn trước ngó sau, hành vi khác thường bị nhận ra, cuối cùng bị một đám nữ tướng nhốt vào bể nước nhà vệ sinh. Chuyện này lan truyền đi, nam sinh khắp các trường xung quanh Yến Quy Hồ cơ ngợi không ngớt, đa phần bội phục hắn dám nghĩ dám làm, tiếc là đoạn cuối không xử lý tốt. Nếu không tuyệt đối xứng đáng đi vào những huyền thoại của đời ít Đông Hải. Ai, đáng tiếc, không nhìn thấy gì trong nhà vệ sinh nữ. 10 nam sinh có 9 than thở như thế, chỉ có một vợ tỏ ra nghiêm chỉnh. Bên nữ sinh thì nhất trí lên án, để người ta dễ dàng trà trộn vào ký túc xá nữ như thế, sau này an toàn của mình ở đâu, nhao nhao yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc kẻ có tội. Không trừng phạt, làm ban đêm bà đây ngủ ngon được. 10 nữ sinh thì 9 hò hét. Trong đó một hét quá nhiều khản cổ. Xét thấy nam sinh kia mặc dù lẻn vào phòng nữ sinh, nhưng khi lấy mất tấm vé cũng để lại số tiền tương đương, chỉ có thể nói là hành vi ép bán, vì quá thích Giang Đại Nhi, còn về hành vi, tham quan, sau đó, chưa tạo thành hậu quả nghiêm trọng, cho nên cuối cùng trường học chỉ cảnh cáo nghiêm khắc khi học bạ, đồng thời tuyên bố sau này nếu có nam sinh lẻn vào ký túc xá nữ, đình chỉ học tập, thậm chí đuổi học. Cuối cùng sự kiện này được một tờ báo đăng lên. Ban tổ chức buổi biểu diễn sau khi biết tin đặc biệt cung cấp cho Đại học Đông Hải và các trường xung quanh 200 vé, nhưng sư nhiều cháo ít, chừng đó làm sao đủ chia. Anh chàng nam sinh viện thiết kế kia được ban tổ chức đặc biệt cho một vé vào cửa, làm hắn không kìm được nắm vé la lớn, đáng, xứng đáng. Buổi biểu diễn bắt đầu lúc 8 giờ, trường khác tới hôm đó mới từ cảng Đông Sơn trở về, tới Kiến Nghiệp thời gian không còn nhiều nữa, bảo Phó Tuấn trực tiếp lái xe tới buổi biểu diễn. Đến nơi chỉ còn nửa tiếng nữa là bắt đầu buổi biểu diễn rồi, người có vé sớm đã vào hết, dân phe vé đa phần cũng đã bán hết vé rời y, nhưng ngoài nhà thi đấu vẫn còn rất nhiều fan hâm mộ quanh quẩn, đa phần đang mong đợi hoặc nguyền rủa người trong đó vì gia đình có chuyện mà phải bỏ về, nhường vé cho mình. Xem tình hình này, sức hiệu triệu và sức ảnh hưởng của Đại Nhi không kém gì những minh tinh siêu cấp nữa. Trương Khác ngồi trong xe, nhìn đám đông không chịu rời đi, nói với Phó Tuấn đang lái xe. Nếu tôi không có vé, cũng sẵn sàng đợi ở đây. Nói tới đó thì ngưng bặt vì trong đám đông, Trương Khác nhìn thấy một bóng dáng mảnh mai quen thuộc. Dừng một chút, xe sắp rẽ, Trương Khác im lặng vài giây rồi đột nhiên nói. Phó Tuấn đỗ xe lại, ngạc nhiên quay đầu thấy Trương Khác chỉ ngoài cửa sổ, anh nhớ lấy mấy cô gái kia, à, còn cả cậu con trai ngơ ngác đứng bên cạnh kia nữa. Lát nữa anh và người ban tổ chức đưa họ vào, đừng nói là ý của tôi. Phó Tuấn nhìn theo hướng Trương Khác chỉ, tức thì nhận ra một cô gái trong đó, chính là cô gái mấy năm trước Trương Khác buộc dép hộ trong chiều mưa Tân Vu,
là cô gái khiến Trương Khắc mấy lần va chạm với Tào Hổ, chỉ gật đầu, được, tôi đưa cậu vào rồi ra đón họ. Đi vào trong hậu trường buổi biểu diễn, Phó Tuấn gọi nhân viên công tác rồi cùng hắn đi ra ngoài. Lúc này cách buổi biểu diễn còn chừng mười mấy phút nữa, tuyệt đại đa số nhân viên đã vào vị trí công tác của mình, cả gian phòng rộng không còn mấy người. Trương Khắc đi vào phòng, từ xa đã thấy Giang Đại Nhi trang phục lộng lẫy ngồi một mình ở góc tường, ánh mắt xuất thần nhìn mặt đất, không biết đang nghĩ gì. Mẹ Đại Nhi đâu rồi? Trước kia chưa bao giờ thấy cô ấy không ở bên cạnh Đại Nhi vào những lúc thế này. Trương Khắc đi tới, ngồi xuống đối diện Giang Đại Nhi. À, anh tới rồi, thấy Trương Khắc đột nhiên xuất hiện, đôi mắt như nước của Giang Đại Nhi ánh lên niềm vui không kìm nén được, lại vội che chiếc miệng đỏ thắm, nhìn xung quanh rồi mới nói, vì chuyến lưu diễn này sẽ liên tục bay tới vài thành phố, cho nên mẹ tôi tranh thủ về nhà một chuyến trước, chỉ có Lâm Băng ở cạnh tôi thôi. Hứa Duy hiện lên vị trí quản lý cao hơn, chỉ xác định phương hướng lớn, không đi theo sát Giang Đại Nhi như trước. Thay vị trí của Hứa Duy là Lâm Băng, Lâm Băng đã làm việc được mấy tháng, cũng đã quen công tác, hơn nữa có đội ngũ hoàn thiện ăn ý lâu năm do Tôn Tĩnh Hương và Hứa Duy rèn lên, nên không khó khăn gì. Đại Nhi tới kiến nghiệp biểu diễn, làm sao anh không tham gia cho được, có điều buổi biểu diễn sắp bắt đầu, sao còn ngồi một mình ở đây, vừa rồi nghĩ gì mà xuất thần như vậy. Giang Đại Nhi trang điểm vô cùng lộng lẫy, lại vẫn giữ động tác nhỏ như cô nữ sinh năm nào, làm Trương Khắc nhìn mà lòng vui mừng. Mặc dù có thể gọi là công thành doanh toại, hào quang chói lòa, nhưng Giang Đại Nhi trước mắt, vẫn là cô nữ xinh đáng yêu hay xấu hổ, trong giới nghệ sĩ cuồng quay bởi muôn vàn thứ phủ phiếm xa hoa và cám dỗ, giữ được mình khó khăn biết nhường nào, cũng vì thế phải trả giá rất nhiều. Cho dù sau lưng Giang Đại Nhi có Thế Kỷ Hoa Âm, có Cẩm Hồ, nhưng cô không bị ánh đèn rực rỡ làm mất phương hướng, vẫn giữ được trái tim thuần khiết nhất. Chương 1414, hát vì mình. Trước khi lên sân khấu, em có thể luôn coi mình là một người bình thường, một cô gái thích ca hát, nhưng lên sân khấu rồi, nhìn thấy bao nhiêu người hâm mộ nhiệt tình cổ vũ như thế, tất cả đều gọi vang tên em, cảm giác bản thân ở trong mộng, tất cả đều không chân thực, trong lòng tự hồ rất thích cảm giác đó. Giang Đại Nhi cúi đầu xuống nói nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp mang theo nghi hoặc, trên sân khấu và dưới sân khấu có hai cảm giác hoàn toàn khác nhau như thế làm em không biết phải làm sao. Cảm giác bản thân như đang đi trên hai con đường khác nhau, nhưng không biết điểm kết sẽ ở con đường nào. Nhìn Giang Đại Nhi hoang mang bối rối làm Trương Khắc thấy mà thương, biết bản thân quên đi cái gọi là thành danh và thành công ảnh hưởng gì tới tinh thần và thể xác của cô. Trong con mắt người bình thường, thành danh là chuyện làm người ta vô cùng hưng phấn và kích động, còn đối với giới nghệ sĩ một lòng leo lên nấc thang danh vọng mà nói, thành danh là lý tưởng và mục đích sống trong đời. Nhưng trên thực tế không ít minh tinh sau khi trải qua hưng phấn cực độ của công thành danh toại, bình tĩnh lại, cuối cùng chỉ thấy trống rỗng và hoang mang, vì họ quên mất khi xưa mục đích thực sự làm bọn họ nỗ lực vì yêu ca hát, thích đóng phim. Có lẽ mục tiêu trước khi thành danh là kiếm thật nhiều tiền, hoặc được ánh mắt sùng bái của người khác, nhưng khi thực sự có được tài phú và vạn người hâm mộ, đột nhiên cảm thấy bản thân mất động lực tiếp tục nỗ lực, mất đi mục tiêu và phương hướng sống, vì thứ theo đuổi duy nhất trong đời đã đạt được. Tinh thần chỉ còn hoang mang trống rỗng. Một minh tinh giải trí cung cấp hưởng thụ tinh thần cho người xem, thế giới tinh thần bản thân lại trống rỗng nghèo nàn, điều này tựa hồ thật buồn cười, nhưng nói thực sự tồn tại. Cho nên sau khi thành danh chuyện các minh tinh nghiện hút, dâm loạn, mắc các chứng bệnh tâm thần, thậm chí tự sát thường xuyên xảy ra, tựa hồ thành loại tin tức chẳng phải tin tức nữa, mà tất cả quy cho cùng dưới vầng hào quang thành công, bọn họ lạc mất bản thân. Lúc này nghe Giang Đại Nhi thổ lộ, Trương Khắc mới ý thức được, kiếp trước bản thân nghe qua quá nhiều tin tức tương tự, cũng có suy nghĩ, nhưng lại quên đi mất Giang Đại Nhi ở bên cạnh cũng gặp phải vấn đề đó. Vì trong lòng Trương Khắc, Giang Đại Nhi vẫn là cô gái đơn thuần mặc quần lót chuột Mickey mà y gặp lần đầu, tính cách mềm yếu làm người ta yêu thương, trong khoảng khắc lại mang quyến rũ vô ngần. Nhưng quên đi rằng thay đổi hoàn cảnh, tâm lý và tư tưởng con người sẽ thay đổi theo, huống hồ trong giới nghệ sĩ, nơi con người ta dễ đánh mất bản thân nhất. Nhìn khuôn mặt suy sụp và hoang mang của Giang Đại Nhi, Trương Khắc biết nó đã quấy nhiễu cô rất lâu rồi, nhưng không có ai để thổ lộ. Nếu như không phải Giang Đại Nhi vẫn giữ được trái tim thuần khiết, không tưởng tượng được một khi cô hoàn toàn sau mê cảm giác được người ta săn đón điên cuồng, mà không thể ức chế cảm giác thỏa mãn, sẽ biến thành hậu quả nghiêm trọng thế nào. Nghĩ tới đó Trương Khắc sinh ra áy náy và tự trách vô cùng, rất muốn ôm cô vào lòng, che chở an ủi cô, để cô tránh xa phiền não không nên có này.
lần đầu tiên y hoài nghi năm xưa mình đẩy Giang Đại Nhi lên cái sân khấu này có phải là chính xác không. Anh hiểu tâm tư của Đại Nhi, bất kể Đại Nhi hiện giờ thay đổi thế nào, có thành tựu đến đâu, trong lòng anh, cô ấy luôn là Đại Nhi lần đầu tiên hát thiên ngôn vạn ngữ, đem toàn bộ tình cảm đặt vào đó, là Đại Nhi khóc vì nhân vật trong bài hát. Trương Khắc đưa tay ra vuốt ve gò mà mịn màng của cô, dịu dàng nói, Đại Nhi hay xấu hổ nhưng lại có tâm linh tinh tế nhạy cảm, cho nên khi hát Đại Nhi thích dung hòa ca khúc và bản thân làm một, đem thế giới nội tâm chân chính của mình biểu đạt, phóng thích qua bài hát. Đại Nhi thích hát là vì nó biểu đạt được thế giới nội tâm mà thường ngày xấu hổ không thổ lộ được. Cho nên đứng trên sân khấu, Đại Nhi chỉ cần biểu đạt nội tâm của mình bằng tiếng ca, hát lên cảm thụ của mình về bài hát, mà không cần quan tâm người khác nhìn vào Đại Nhi ra sao, có phản ứng ra sao. Nói tới đó Trương Khắc nắm tay Giang Đại Nhi đứng dậy, nhìn vào mắt cô, nói từng chữ một, bất kể Đại Nhi ở dưới hay ở trên sân khấu, cô ấy đều chỉ hát vì mình, hát vì mình. Hát vì mình. Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Giang Đại Nhi hết lần này tới lần khác, khuôn mặt vốn hoang mang như bừng sáng, làm Trương Khắc chợt như quay lại khi cô hát bài thiên ngôn vạn ngữ, trái tim rung rinh sao động. Giang tiểu thư, sắp tới lúc lên sân khấu rồi. Đúng lúc Giang Đại Nhi đang định nói gì thì một trợ lý của cô chạy vào gọi. Tôi ra ngay đây, Giang Đại Nhi quay đầu lại đáp, thấy trợ lý biết ý lui ra, lấy dung khí nhón chân đặt lên môi Trương Khắc một nụ hôn chớp nhoáng. Đây là lần thứ hai được nếm thử cặp môi mềm mại của em rồi, em vẫn dễ đỏ mặt như thế. Nhìn Giang Đại Nhi chớp mắt quay người đi, khuôn mặt xinh đẹp đã đỏ rực tới tận mang tai, Trương Khắc khẽ bật cười lẩm bẩm, kỹ thuật hôn của tiểu cô nương cần được đề cao. Sau khi Giang Đại Nhi đi ra, cho dù đứng sau sân khấu, Trương Khắc cũng nghe thấy tiếng reo hò vang trời bên ngoài, biết buổi biểu diễn đã chính thức bắt đầu. Đợi tới khi Phó Tuấn quay về gật đầu, Trương Khắc từ gian phòng đi ra, tới dưới sân khấu. Nương theo ánh đèn trên sân khấu chiếu xuống, tìm một nơi ánh sáng không chiếu tới, người bên cạnh không nhiều, lặng lẽ lắng nghe Giang Đại Nhi biểu diễn. Trong tiếng nhạc dạo đầu vui tươi, Trương Khắc loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện của người bên cạnh, những khuôn mặt nhìn không rõ kia đều là những cô gái trẻ, tới bài hát thứ hai chữ tình nhẹ nhàng, tiếng nói chuyện của mấy cô gái không ngừng truyền vào tai. Nghe thấy không, hôm nay cảm giác Giang Đại Nhi hát rất khác, hình như hát vô cùng nhập tâm, vô cùng tình cảm. Mình cũng cảm thấy như thế, nhất là bài hát trữ tình này, làm người ta nghe vô cùng cảm động. Nghe thấy tiếng mấy cô nữ xinh nói với nhau, nhìn Giang Đại Nhi trên sân không hát quên mình, Trương Khắc càng có cảm nhận sâu hơn, Đại Nhi, đây mới chính là em. Quan sát thấy mọi thứ đều diễn ra bình thường, buổi biểu diễn rất thành công, Trương Khắc chuẩn bị rời đi, tới sau sân khấu bảo Phó Tuấn an bài một vài việc. Giang Đại Nhi hình như hoàn toàn hòa vào bài hát làm một rồi. Chị ấy như hát về bản thân qua bài hát, Như chị ấy hát vì chị ấy vậy. Một giọng nói hồn nhiên trong sáng vang lên bên tai Trương Khắc, làm y gần như ngừng thở, không phải vì cô gái đó có cảm nhận giống mình, vì người nói là Trần Ninh. Tiểu Ninh, bạn nói thế là sao? Mình chỉ mơ hồ có cảm giác như thế thôi, mình cảm thấy như lúc này trong chị ấy chỉ có bài hát, cả thế giới chỉ có chị ấy và bài hát. Giống như, mình cũng không biết nữa. Chị ấy không phải đang hát cho người khác nghe. Rất lạ, nhưng rất hay. Trần Ninh cũng giải thích không rõ, chỉ hàm hồ nói cảm thụ của bản thân. Mình chỉ thấy lạ sao có ai lại cho chúng ta vào đây thôi. Đây rõ ràng là giọng Vu Trúc, đi làm vệ sĩ cho mấy cô gái cùng phòng của Trần Ninh. Bạn đúng là đồ ngốc, điều đó không quá rõ ràng à. Rõ ràng cái gì? Bỏ đi, đừng làm phiền mình nghe chị ấy hát. Tiểu Ninh. Trái tim em vẫn cứ nhạy cảm mà thuần khiết như thế. Trong bóng tối, nghe thấy giọng nói của Trần Ninh, Trương Khắc vừa mới đi được nửa bước liền dừng lại, không muốn rời đi nữa, muốn được nghe giọng nói thêm vài câu thôi, cũng làm y thấy thỏa mãn không nói lên lời. Chương 1415, cả đời này em hát vì anh. Trương Khắc cứ lặng lẽ đứng như thế cho tới khi người dẫn chương trình đi ra tuyên bố buổi biểu diễn kết thúc, Giang Đại Nhi ra sân khấu cảm ơn. Hội trường tức thì bùng lên tiếng hò hét như sấm động mới làm Trương Khắc tỉnh lại. Nhớ ra một lúc nữa thôi ánh đèn trong nhà thi đấu bật sáng như ban ngày, mình sẽ bại lộ trước mặt Trần Ninh, Vu Trúc và đám bạn, Trương Khắc vội quay người rời đi, tới hậu đài tìm Phó Tuấn, dặn dò vài câu rồi vào phòng thay y phục đợi Giang Đại Nhi. Dưới tiếng vỗ tay vang dội không dứt, Giang Đại Nhi lại một lần nữa ra sân khấu cảm ơn, nhìn người xem phía dưới, trong lòng không có hưng phấn và thỏa mãn cực độ như trước kia. Mà là một sự trấn định, niềm vui nho nhỏ.
Lúc này Giang Đại Nhi đứng trên sân khấu không còn là minh tinh được người ta hoan nghênh bình thường nữa, cô đã vươn lên thành siêu sao có linh hồn, có tư tưởng của mình, tuy còn non nớt, nhưng với sức hấp dẫn độc đáo của mình, cô sẽ không bị bất kỳ ánh sáng nào che lấp nữa. Người xem cũng nhận ra Giang Đại Nhi hôm nay hát càng truyền cảm, càng nhập tâm, càng tỏa sáng rực rỡ, không hề thua kém bất kỳ siêu sao nào trong nước hay Hong Kong nữa. Đêm nay chính là đêm Giang Đại Nhi lột xác. Từ trên sân khấu đi xuống, Giang Đại Nhi thấy tất cả nhân viên đều đứng hai bên đường đi vỗ tay chúc mừng buổi biểu diễn xuất sắc của cô, Lâm Băng ôm chầm lấy cô bạn cùng phòng, Giang Đại Nhi tay cầm hoa tươi, kích động rơi lệ, cảm ơn mọi người. Tới trước cửa phòng thay y phục, nhìn thấy có người bên trong, Lâm Băng mỉm cười thì thầm gì đó Giang Đại Nhi, đẩy cô bạn vào rồi mỉm cười với người bên trong rời đi. Giang Đại Nhi vốn mắt ươn ướt, lúc này nước mắt càng tuôn rơi, nhưng không có tiếng khóc mà chỉ có nụ cười. Đi tới trước mặt Trương Khác, áp mặt lên ngực y, ôm chặt lấy hông y. Trương Khác cũng kích động vô cùng, y không kích động sao được, cách hai lớp vải mỏng thôi là bầu ngực mềm mại của Giang Đại Nhi dán sát vào ngực y, theo hơi thở gấp gáp cọ lên ngực y, cuối cùng tới ngay cả hai nụ hoa đang dần săn cứng cũng cảm giác được, đây vốn là mùa xuân tình phấp phới, người ta chịu sao nổi. Thấy Giang Đại Nhi mặc dù nhận ra sự ám muội giữa hai người, nhưng vẫn không muốn buông mình ra, Trương Khác liền nói khẽ bên tai cô vài câu. Thật sao? Giang Đại Nhi mừng rỡ ngẩng đầu nhìn Trương Khác, ánh mắt đầy vẻ không sao tin được, thấy Trương Khác nhìn mình khẳng định, đột nhiên hôn Trương Khác một cái, mới chạy vào gian ngăn cách nhỏ, bắt đầu thay y phục. Nhìn Giang Đại Nhi nâng váy lên, hớn hở chạy như cô bé sắp được nhận đồ chơi mới, Trương Khác cũng bị cô cảm nhiễm bật cười, chỉ là khi cúi đầu xuống nhìn ngực, biến thành cười khổ. Sau một hồi nhảy nhót ca hát trên sân khấu, mồ hôi trên mặt Giang Đại Nhi khiến son phấn trên mặt khó tránh khỏi nhòe đi. Mặc dù mỗi lần lùi xuống thay y phục đều có người chuyên môn trang điểm lại cho cô, khiến người xem từ xa vẫn luôn thấy một Giang Đại Nhi kiều diễm vô song, vừa rồi Giang Đại Nhi áp mặc vào ngực y, để lại trên ngực áo y từng dấu son đỏ, thế này đừng nói đi ra đường bị người ta cười, dù rời khỏi gian phòng này để nhân viên khác nhìn thấy, Trương Khác chẳng còn mặt mũi tới hậu trường tìm Giang Đại Nhi nữa. Dù biết đây là phòng thay đồ nữ, Trương Khác chỉ còn cách lục lọi bốn xung quanh.